Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 461, không cần nghĩ. Lúc trước tô hiểu đường lấy không ít khô vinh hoa bỏ vào không gian bên trong, trải qua bồi dưỡng thêm ra không ít, hiện tại vừa vặn có thế phát huy được tác dụng. Tại tất đại phu chờ trong quân cái khác đại phu giúp đỡ dưới, bọn hắn rút ra ra không ít khô vinh hoa chất lỏng, chất lỏng hỗn hợp có cái khác 23 loại dược liệu làm thành chén thuốc, một người hai ngụm. Uống xong cái này chén thuốc, ngày sau gặp lại chứng khí, có thể không lọt vào mắt, Nói cách khác cái này thuốc dược tính có thế một mực sống sót tại thể nội. Tô hiểu đường chỉ phụ trách giúp dạ thiên ly giải quyết chướng ngại, nhưng lĩnh quân đánh trận sự tình còn cần hắn cùng các tướng lĩnh tới. Là đêm. Dạ thiên ly xuất quân đối hoài nam thành tiến hành tiến đánh, liên tiếp tiến đánh hai ngày, hao tổn hơn 500 binh sĩ, không chút nào không thấy hiệu quả quả. Làm sao? Gặp khó xử. Một trận chiến này đánh chính là hai ngày hai đêm, Dạ Thiên Ly vẫn không có chợp mắt, hiện tại Râu Ria Lôi thôi đứng tại Hoài Nam thành bố phòng đồ trước, một trận chiến chính là nửa canh giờ, không nhúc nhích. ừng, Hoài Nam thành hẳn là lần nữa tiến hành bố phòng, sau so trước kia đề cao mấy cấp độ, đều nhanh gặp phải kinh thành. Trước kia Hoài Nam thành rất cốt tiếng đánh, bằng không lúc trước Hoài Nam Vương binh bại thời điểm, cũng sẽ không binh bại như núi đổ. Dạ Thiên Ly biết điểm này, cho nên ngay từ đầu thời điểm, hắn lời thề son sắc, nhưng bây giờ hắn đã phát hiện ra mánh khóe. Khi có muốn hay không ta vụn trộn. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Tô hiểu đường muốn nói nàng có thể vụn trộn ẩn vào Hoài Nam Thành đi dò xét một chút bố phòng đồ, lời còn chưa nói hết, tâm tư của nàng liền bị đoán đúng. Dạ Thiên Ly quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nghiêm túc lấy một gương mặt, thanh âm lạnh lẽo âm u nói. Nghe vậy, Tô Hiểu Đường ngậm miệng lại, đàng hoàng không còn dám nói, mà là giúp đỡ dạ thiên ly nghĩ những biện pháp khác. Có thể nghĩ đến muốn đi, nàng không có đánh giá cao mình chiến sự trình độ, vẫn như cũ thuộc về tay mơ cấp bậc, thế là nàng không có lại nơi này lưu thêm, rời đi đại trướng ra ngoài tản bộ. Hai ngày này nắng ấm cao chiếu, Tô Hiểu Đường rất là thích thời tiết như vậy, tại lục ngạc cùng đi, hai người bọn họ đi vào doanh trướng bên ngoài một chỗ sông nhỏ bên cạnh. Dọc theo đê đi một đoạn đường, đột nhiên, Tô Hiểu Đường liền hướng đi trở về đi, đi lại hơi có vẻ phải có chút vội vàng. Lục ngạc thấy thế, còn tưởng rằng là đã xảy ra chuyện gì, nhưng ở đi một đoạn lộ trình về sau, đi vào một chỗ rừng cây nhỏ trước, Tô Hiểu Đường từ một gốc cây nhỏ bên trên gỡ xuống một vật. Là cánh tay trẻ con thô, ước chừng một thước rưỡi dáng dấp một ống loại này một ống một loại dùng để chở điển thư họa. Cô nương, đây là... Hồi doanh địa đi. Vuốt ve trong tay một ống, cô hiểu đường trong đầu ngũ vị tạp trần, hướng phía đông bắc phương hướng thật sâu nhìn một cái, nàng liền hô lục ngạc hướng doanh địa trở về. Còn đang vì hoài nam thành bố phòng sự tình sầu muộn sao. Trở lại dạ thiên ly doanh trướng, hắn hiện tại không đứng ở nơi đó nhìn, mà là ghé vào trên mặt bàn dẫn theo bút lông không biết đang suy nghĩ gì. Khi mực đều nhỏ tại giấy tuyên bên trên. Bị tô hiểu đường một hô, dạ thiên ly bỗng nhiên ngẩng đầu, thả tay xuống bên trong bút lông, ánh mắt rơi vào miệng cười của nàng bên trên. Trong tay ngươi cầm là cái gì? Tô hiểu đường là tay không đi ra, nhưng nàng cầm về cái gì, dạ thiên ly cũng không ngoài ý liệu, bởi vì nàng không gian bên trong có không ít đồ vật. Hoài Nam thành bố phòng đồ. Nghe dạ thiên ly hỏi, tô hiểu đường không có thừa nước đục thả câu, cười nhẹ nhàng đi đến trước mặt của hắn, đem đồ trên bàn để lục ngạc lấy đi, nàng thì mở ra cái nắp, từ một trong ống tay lấy ra da trâu đồ. Đồ bên trên bút tích rất mới, chính là Hoài Nam thành bố phòng đồ, mỗi một cái điểm mỗi một cái vị trí đều có thể thấy rõ ràng. Ngươi nơi nào đến? vừa rồi tôi hiểu đường còn nói muốn chui vào trong thành đâu, lúc này mới ngắn ngủi một hồi, nàng liền cầm lấy bố phòng đồ trở về. Chẳng lẽ nàng thực lực mạnh đến đã có thể phi thiên độn địa? Ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Khi nhìn đến dạ thiên ly ánh mắt lúc, tôi hiểu đường liền biết hắn đang nghĩ vớ vẩn, giận hắn một câu, nhân tiện nói ra chân tướng, là lý đáng đưa tới. Lý đáng. Hắn ở đâu? Lúc trước Hoài Nam Vương chiến tử về sau, Hoài Nam Vương Thế Tử cùng Hoài Nam Vương Vương Phi không có triệt để mất đi tin tức, ai cũng không biết hành tung. Dạ Thiên Ly cùng Lý Đáng không có gì giao tế, nhưng hắn biết Lý Đáng cùng Tô Hiểu Đường là cực phải tốt bằng hữu. Hắn ước lượng là không nguyện ý thấy ta, tại ta cùng lục ngạc ở bên ngoài đi dạo thời điểm, hắn cách ta rất xa. Buông xuống bố phòng đồ liền chạy. Chạy nhanh chóng giống một con bị đại lang cẩu đuổi theo con thỏ nhỏ. Hắn hẳn không phải là không muốn gặp ngươi, đoán chừng là không muốn bị người phát hiện tung tích của hắn, đợi đến thiên hạ Thái Bình, hắn sẽ xuất hiện. Hoài Nam Vương mặc dù chết thật lâu một đoạn thời gian, nhưng lý đáng cùng hắn mẫu phi còn một mực đang bị truy nã bên trong. Ừm, chỉ mong đi. Tôi hiểu đường nghe dạ thiên ly an ủi, nàng khẽ vuốt cầm, ngươi trước xem đi, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Có mới bố phòng đồ nơi tay, nghĩ đến Hoài Nam Thành rất nhanh liền có thế bị công chiếm, tiến tới tiếp tục đi về phía Nam, Bách Nam Thành cùng mặt khác một tòa thành trì liền tốt tiếng đánh nhiều. Như Tô Hiểu Đường suy đoán, cầm tới mới bố phòng đồ về sau, Dạ Thiên Ly lập tức mở một cái hội nghị bí mật. Hội nghị giải tán lúc sau, ngày kế tiếp trời còn chưa sáng, trong thành tất cả mọi người còn đang trong giấc mộng thời điểm, các binh sĩ đã hướng phía Hoài Nam Thành tiến hành tiến đánh. Từ buổi sáng đến giữa trưa, Hoài Nam Thành cửa thành bị liên tục công phá, đêm đó dạ thiên ly thuận lợi xuất quân trú đóng ở trong thành. Dạ thiên ly xuất lĩnh binh sĩ quân quy vẫn là rất không tệ, tiến vào thành về sau, không có đốt giết đoạt cướp, tại không có nhiễu dân điều kiện tiên quyết, bọn hắn dò xét đường cái, ra tìm cá lọc lưới. Đánh hạ Hoài Nam Thành về sau, thành bên trong đầu hàng quan viên toàn bộ bị giam giữ phản kháng trực tiếp giải quyết tại chỗ từ những quan viên này trong nhà lục soát lấy không ít tiền tài mà những tham quan kia tham hạ vàng bạc châu báu cuối cùng tất cả đều tiến vào tô hiểu đường không gian chồng chất như núi đương nhiên trừ hoài nam thành bên trong tài bảo trước vài tòa trong thành bảo bối cũng đều bị tô hiểu đường lấy đi nói đến như thế vừa so sánh hoài nam thành là thật có tiền không cầm tôi hiểu đường thu những vàng bạc này châu báu tất cả đều là dạ thiên ly thụ ý dạ thiên ly có ý tứ là để nàng rộng mở cầm có thế cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu nhưng tôi hiểu đường nhưng không có như vậy tham lam bình thường cầm mấy hộ người có tiền nhà liền không lại cầm nàng ăn thịt dù sao cũng phải cho dạ thiên ly cùng bộ hạ của hắn chừa chút canh mà tôi hiểu đường một mà tiếp cự tuyệt dạ thiên ly cũng liền không có lại nói cái gì chỉ huy người khiên đi những vàng bạc này châu báu sung làm quân nhu. Cô nương, Tây Bắc viện quân cách nơi này chỉ còn lại không tới 300 dặm. Tại theo quân thời điểm, Tô Hiểu Đường cũng không quên quan sát đến các nơi tình huống, triều đình thỉnh cầu Tây Bắc quân chi viện động tác không nhỏ. Tô Hiểu Đường cùng dạ thiên ly đã sớm biết, cũng một mực chú ý bọn hắn động tĩnh. Không sao. Lần này Tây Bắc viện quân lĩnh quân thủ lĩnh là Tô Hiểu Đường ban đầu ở Tây Bắc nhận hạ cha nuôi Lâm Châu thứ sử Chu Tuấn. Mà Chu Tuấn lĩnh quân tốc độ cực chậm, không giống như là đến đây chi viện dáng vẻ, ngược lại giống Du Sơn ngoạn thủy, bằng không hiện tại đoán chừng đã sớm cách bọn họ không đến 100 dặm. Chương 462, dạng này sẽ thụ phong hàng. Đương nhiên, Chu Tuấn tâm tư, Tô Hiểu Đường không cách nào đi đoán bởi vì bọn hắn gặp nhau không nhiều tôi hiểu đường mặc dù cứu hứa thị nhưng khó đảm bảo chu tuấn sẽ không xuất quân đối bọn hắn nổi lên cho nên tôi hiểu đường nói không sao trên thực tế là phía sau bọn họ còn có bắt đường quân một khi chu tuấn nổi lên bắt đường quân ngay lập tức liền sẽ đem bọn hắn chặn lại mỗi tấn công xong một tòa thành trì quân đội chí ít cũng sẽ ở trong tòa thành này chỉnh đốn hai ngày một là vì để cho các binh sĩ điều chỉnh một chút hai là xử lý một chút trong thành tai họa ngầm tai họa ngầm bao quát một chút không phục tùng quản lý thế lực cùng nơi đó địa đầu xà ác bá tam quân không tướng nửa bước khó đi chỉ có đem những cái này người không an phận xử lý liền xem như còn có chưa thể xử lý thế lực bọn hắn cũng sẽ tựa như năm bè bảy mãn trải qua hai ngày chỉnh đốn về sau đại quân tiếp tục đi về phía nam xuất phát chia ra ba đường bởi vì đường núi khó đi Tốc độ muốn so trước đó chậm rất nhiều. Cũng may đoạn thời gian gần nhất, thời tiết mặc dù lạnh, nhưng cũng không xuất hiện trời mưa tuyết khí, mặc áo bông, có nóng khương trà, làm bao tử nhất trời 12 canh giờ liên tục không ngừng cung ứng, các binh sĩ lại liên tục đánh thắng trận, khí thế càng ngày càng thịnh. Rời đi Hoài Nam thành về sau, tiếng đánh cái khác thành trì, thế như chẻ tre, quân đội của triều đình bị đánh cho hoa rơi nước chảy một mực đi về phía nam tháo chạy. Đến cuối cùng mười mấy vạn đại quân đều không tuân thủ thành, lại trực tiếp chạy đến đại giang bên trên, thừa dịp còn có hai tòa thành trì ngăn cản, bọn hắn đã bắt đầu vượt sông. Bọn hắn đây là cái gì chiến thuật? Triều đình mười mấy vạn đại quân nam vọt, Tô Hiểu Đường còn tưởng rằng bọn hắn sẽ dừng ở Thanh Châu Phủ cùng Tây Bắc Viện quân tiền hậu giáp kích cùng bọn hắn tiến hành quyết nhất tử chiến, ai biết kết quả cùng với nàng phỏng đoán hoàn toàn không giống. Đoán chừng là nghĩ tại đại giang phía nam ngăn cản chúng ta, lại cùng Tây Bắc viện quân đến cái tiền hậu giáp kích, dạng này chúng ta liền không đường có thể trốn. Tây Bắc quân dũng mãnh, mặc dù chỉ có 12 vạn người, không có dạ thiên ly cùng tô hiểu đường hiện tại quân lực nhiều, nhưng một khi khai chiến, đôi bên tất nhiên hao tổn nghiêm trọng. Cho nên liền xem như bọn hắn hiện tại không còn đi về phía nam, ngược lại hướng bắc vẻn vẹn đối mặt tây bắc quân bọn hắn cũng sẽ tổn thất nặng nề chẳng qua nếu là tại đại giang bờ bắc đối mặt hai quân giáp công tình huống càng là không thể lạc quan nhưng chỉ cần bọn hắn có thế vượt sông trên cơ bản liền có thể nhìn thấy hy vọng thắng lợi hừ bọn hắn ngược lại là sẽ tính toán lợi dụng địa thế muốn để đại giang trở thành chúng ta mai cốt chi địa chẳng qua chuyện này tuyệt đối sẽ không chiếu bọn hắn suy nghĩ phương hướng đi phát triển ngươi yên tâm vượt sông công việc liền giao cho ta muốn công chiếm kinh thành vượt sông là đường ra duy nhất đại gian phía trên không một cây cầu lương có thể suy ra muốn vượt qua sông đi độ khó có thể so với lên trời cũng may tôi hiểu đường sớm đã có lưu chuẩn bị ở sau giao cho ngươi từ xưa đến nay Thay đổi triều đại trên cơ bản đều sẽ phát sinh vượt sông chiến dịch, những cái này chiến dịch trên cơ bản tất cả đều bị kỹ càng ghi chép tại binh thư bên trong. Những cái này chiến dịch, Dạ Thiên Ly sớm đã hiểu rõ, cũng ở đây cơ sở bên trên sửa đổi mấy loại phương án, đến lúc đó gặp được bất kỳ tình huống gì đều có thể tùy cơ ứng biến. Nhưng mặc kệ lại thế nào biến, muốn sang sông liền nhất định phải tiến hành cường thế phá vây mà dạ thiên ly từ lâu làm tốt hao tổn một nửa binh lực chuẩn bị tâm lý. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn sự tình, tôi hiểu đường lại sẽ ở thời điểm này đột nhiên mở miệng nói tới sông sự tình, còn để hắn đem việc này giao cho nàng. Chẳng lẽ nàng có cái khác tốt hơn phương pháp? Giao cho ta, chẳng qua trước đó, chúng ta phải thật tốt tâm sự riêng phần mình phương án, cuối cùng lại tổng kết một chút. Tuy nói liên quan tới vượt sông sự tình, Tôi hiểu Đường trong đầu đã có tính toán trước, nhưng muốn áp dụng kế hoạch, tự nhiên là cần đại quân phối hợp. Dù sao muốn sang sông chính là bọn hắn. Tôi hiểu Đường nhất lên việc này, Dạ Thiên Ly liền bày ra đại gian địa đồ, cùng với nàng cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận lên. Hai người trước riêng phần mình đem chủ ý của mình nói ra, lại tổng hợp thương thảo. Đương nhiên một lần thương thảo là không đủ, bọn hắn còn cần lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu là có cơ hội có thể thực hành diễn luyện một chút vậy thì càng hoàn mỹ. Chẳng qua Thương Thảo vượt sông công việc là Thương Thảo, trước mắt đối với bọn hắn mà nói, trước mặt bọn họ còn có hai tòa thành trì cần tấn công xong tới. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, chúng ta sẽ còn một lần nữa đạp lâm mảnh đất này. Dạ Thiên Ly xuất quân cùng Triều Đình chia ra ba đường dàn co, trung lộ rời đi Hoài Nam thành về sau, công chiếm xong một cái khác thành về sau, tại trung tuần tháng 11 xuất quân đi vào bách nam thành thành bắc con đường này chính là tô gia bị lưu vong bọn hắn từng đi qua đường thời gian mặc dù đã qua đi nhiều năm nhưng ngày xưa ký ức sâu hơn đúng vậy a à, không lỗi thời giờ thế dễ ai có thể muốn lấy được cô nương là lấy bây giờ tình thế như vậy trở về lúc trước bọn hắn là lưu vong mà bây giờ bọn hắn là muốn tiến đánh bách nam thành thân phận hoàn toàn chuyển đổi Nhớ năm đó, Bách Nam thành một vùng lão bách tính tính mạng vẫn là cô nương cứu đây này, để người nghĩ không ra chính là chúng ta sẽ cùng bọn hắn đối chọi tương hướng. Đoạn thời gian trước, trong quân doanh xuất hiện ôn dịch, mà mấy năm trước bọn hắn đường tắt Bách Nam thành thời điểm, nơi này ôn dịch bừa bãi tàn phá, thật thật chết không ít người, cả tòa thành cùng khu vực phụ cận có thể xưng nhân gian luyện ngục. Nếu là không có tô hiểu đường ra tay, mở phương tử, điều dược liệu, vùng này lão bách tính sợ là còn thừa không có mấy. Lên tiếng, lên tiếng, lên tiếng. Vương gia đến, nô tỳ cáo lui trước. Lục ngạc chính bồi tiếp tô hiểu đường cảm khái chuyện cũ, đột nhiên một bên truyền đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại chính là dạ thiên ly. Cầm trong tay hắn một kiện ngoại bào, từ vừa xuất hiện, ánh mắt liền không có từ tô hiểu đường trên thân dời qua. Lục ngạc rất là thức thời, nhắc nhở tô hiểu đường một câu, Nàng liền tranh thủ thời gian chạy đi. Ra tới đi lại cũng không biết xuyên giày một chút. Lục Ngạc sau khi đi, Dạ Thiên Ly mấy bước đi đến Tô Hiểu Đường bên cạnh thân, đem trong tay ngoại bào choàng tại Tô Hiểu Đường trên thân. Thời tiết lạnh, dạng này sẽ thụ gió rét. Vừa ra tới liền phải trở về. Không biết vì sao, bị Dạ Thiên Ly như vậy quan tâm, Tô Hiểu Đường có vẻ hơi chột dạ, thế là liền tranh thủ thời gian tìm cái cớ mà dạ thiên ly hiển nhiên không tin nhưng cũng không có vạch trần nàng khẽ cười một tiếng thuận nàng vừa rồi ánh mắt nhìn có thế phái trinh sát ra ngoài rồi bọn hắn vừa đóng quân điều tra quân tình một chuyện cũng không biết thu xếp không có phái đi ra bên ngoài lạnh lẽo chúng ta trở về đi cho tôi hiểu đường phủ thêm ngoại bào về sau dạ thiên ly dự định bồi tiếp nàng nhiều đứng một lúc nhưng chính hắn đều cảm giác được lạnh thế là liền chăm chú lôi kéo tô hiểu đường tay, không còn hỏi thăm ý kiến của nàng, lôi kéo đầu nàng cũng không trở về đi. Thời tiết hoàn toàn chính xác lạnh, nhưng lạnh mặt nước chỉ kết một tầng thật mỏng vụn băng bột phấn, nếu là lại lạnh hơn 7-8 độ thậm chí nhiều hơn, lớn như vậy sông liền sẽ kết băng. Đến lúc đó cần sang sông, vậy liền dễ như trở bàn tay đất nhiều, chỉ tiếc có sự ghi chép đến nay, đại giang chỉ kết qua một lần thật dày băng, vẫn là hơn 300 năm trước, một năm kia mùa đông phá lệ lạnh, nghe nói chết cống hết mấy vạn người. Tô hiểu đường một đường suy nghĩ miên man, trong nháy mắt, nàng liền bị dạ thiên ly kéo vào đại trướng, trong trướng đốt chậu thang, đã có ấm áp. Chương 463, không uổng phí một binh một tốt chiếm lĩnh một thành. Uống chút canh đi, ta để phòng bếp đơn độc cho ngươi chịu. Trở lại đại trướng, tô hiểu đường vừa ngồi xuống, liền có người đưa tới một nồi canh gà, gà mái hầm nhiều nát, canh gà bên trên bốc lên mỡ bò, hương vị tươi ngon. Chẳng qua tô hiểu đường uống một bát liền uống no bụng, nhưng cuối cùng tại dạ thiên ly giám sát dưới, nàng lại uống xong một bát. Chờ cảm giác có chút chống đỡ, nàng liền đứng lên đi hai bước, không nhiều thưởng, ngoài trướng truyền đến bẩm báo âm thanh. Là vừa phái đi ra trinh sát trở về trở về. Dĩ vãng trinh sát ra ngoài tìm hiểu tin tức, thuận lợi, cũng phải một thời gian thật dài, cho nên bọn hắn nhanh như vậy liền trở lại là có ý gì. Dạ thiên ly hiếu kỳ, tô hiểu đường cũng tò mò, thế là chờ trinh sát sau khi đi vào, dạ thiên ly tranh thủ thời gian hỏi thăm tình huống. Từ trinh sát trong miệng biết được, bọn hắn sẽ phải tiến đánh bách nam thành vậy mà mở rộng ra đại môn, thành bên trong không có một chút muốn chiến đấu ý tứ. Cũng thế, khi mười mấy vạn triều đình binh sĩ tất cả đều vượt qua đại giang, bọn hắn trong thành mặc dù có hai ba ngàn binh sĩ, nhưng không có tác dụng gì. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không bằng trực tiếp đầu hàng, như vậy trải qua, kết quả của bọn hắn chí ít có thể so sánh giả thiên ly trước đó vừa tấn công xong tới cốt lắm một chút. Thành bên trong tình huống có thể tiến hành loại bỏ rồi. Bách Nam Thành mặc dù không có triều đình quân đội chi viện, nhưng binh lâm thành hạ mở rộng cửa thành cũng lộ ra quái dị điều này không khỏi làm cho nhiều người suy nghĩ suy nghĩ loại bỏ không có nguy hiểm gì lão bách tính đều trong thành tốt năm tốt ba cũng liền thôi hết lần này tới lần khác toàn thành đều là người bọn hắn giống như đối đại quân đến cũng không có sinh ra bao lớn mâu thuẫn nhìn thấy những dân chúng kia không chút hoang mang nên ăn một chút nên uống một chút nếu là không vì gây nên hoài nghi Bọn hắn lúc ấy đều hận không thể ngăn lại một hai người trực tiếp mở miệng hỏi thăm bọn họ đến cùng là thế nào nghĩ. Lại tra, lại báo. Một lần loại bỏ không có nguy hiểm, không có nghĩa là thật không có nguy hiểm, vì lý do an toàn và thiên ly để bọn hắn lại đi điều tra. Ta để Lục Ngạc tìm nơi đó tường ký người hỏi một chút. Trinh sát vì để tránh cho bị người nhìn thấu thân phận, bọn hắn không thể trực tiếp mở miệng hỏi Tuân nhưng Bách Nam Thành chân thực tình huống như thế nào, trực tiếp hỏi tường ký người chẳng phải được. Được. Dạ Thiên Ly nghe Tô Hiểu Đường mở miệng, hắn nhẹ gật đầu cũng không có phản đối, bây giờ tình huống như vậy, từ lão Bách tính trong miệng thăm dò đến tin tức mới lộ ra chân thực. Bởi vì bọn họ đóng quân địa phương cách Bách Nam Thành không xa, cũng không lâu lắm, Tô Hiểu Đường liền thu được gửi thư mà trong thư viết nội dung để Tô Hiểu Đường cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bách Nam thành rộng mở đại môn, chỉ là bởi vì quan viên địa phương cùng binh sĩ cũng không muốn tiến hành phản kháng, bởi vì bọn hắn không có thực lực phản kháng. Về phần lão Bách tính như thế nhàn nhã, không có chút nào binh lâm thành hạ cấp bách cảm giác, là bởi vì bọn hắn biết đến đây tiếng đánh Bách Nam thành người là từng cứu bọn hắn nguyên một tòa thành Tô Hiểu Đường bây giờ bách nam thành bên trong còn có tô hiểu đường một tòa sinh từ miếu tòa này sinh từ miếu là lão bách tính góp vốn sở kiến hiện nay là thành bên trong hương hỏa thịnh vượng nhất địa phương đã như vậy vậy chúng ta sáng sớm ngày mai xuất phát tiến vào chiếm giữ bách nam phủ thành bách nam thành không tiến hành phản kháng vừa vặn dạng này bọn hắn đôi bên liền cũng sẽ không thương vong chẳng qua không uổng phí một binh một tốt liền có thể chiếm tiếp theo thành từ xưa đến nay dạng này sự tích cực ít. Dạ thiên ly ra lệnh một tiếng, đêm đó các binh sĩ liền bắt đầu giống như thường ngày sớm đem trang bị thu thập xong, hôm sau trời vừa sáng dùng qua điểm tâm, đại quân hai người một loạt hướng phía Bách Nam thành xuất phát. Mấy vạn người xếp thành một hàng dài, suy nghĩ nhìn lại, đúng là không nhìn thấy đầu đuôi. Dạ thiên ly sở dĩ an bài như vậy hành quân, vì chính là tránh Bách Nam thành cho bọn hắn hát, không thành kế vạn nhất đây là cái cạm bẫy, bọn hắn cũng có thể kịp thời dừng tổn hại. Chẳng qua bọn hắn là nghĩ nhiều, bởi vì quân tiên phong vừa tiến vào thành bên trong, nhận toàn thành dân chúng bên đường nhiệt tình đường hẻm hoa nghênh. Nhìn thấy bọn hắn vào thành, bọn hắn không chỉ có không sợ, ngược lại từng cái cao hứng bừng bừng, giống như là một mực ngóng trong bọn họ chạy tới. Là bắt đường nữ quân. Bắt đường nữ quân đến. A. À, Binh sĩ một cái tiếp một cái tiến thành, rất nhanh liền tiến vào hơn phân nữa, mà khi tô hiểu đường xuất hiện lúc, thành bên trong bầu không khí bị đẩy lên đỉnh phong. Hai bên đường lão bách tính, nhìn về phía tô hiểu đường la lên, từng cái đạo lấy cảm tạ. Tô hiểu đường là không nghĩ tới nàng vậy mà lại bị nơi này lão bách tính như vậy ủng hộ, nhất thời cao hứng, cùng bốn phía bọn hắn vung lên tay. Cứ như vậy bơi lên đường phố, chờ đi xong đầu này nói, Tô Hiểu Đường theo lấy dạ thiên ly bước chân được mời vào một tòa biệt viện bên trong. Vương gia uống trà, tô cô nương mời uống trà. Mấy năm trôi qua, mặc cho Bách Nam thành tri phủ vẫn là năm đó nghiêm khoan, nhiều năm không gặp, tại nghiêm khoan trong ấn tượng, tô hiểu đường biến hóa rất lớn. Trở nên càng ngày càng đẹp. Chính chúng ta đến là được, ngươi cũng ngồi xuống đi. Tại bị nghiêm khoan đưa vào đến về sau, Nghiêm Khoan một mực đang phục thị hắn a bưng trà đổ nước, tô hiểu đường thấy thế liền chỉ chỉ một bên chỗ ngồi. Nghiêm Khoan niên kỷ không nhỏ, cái gì tình cảnh chưa từng nhìn thấy, giờ phút này đối mặt với Dạ Thiên Ly cùng tô hiểu đường, hắn bình tĩnh cực kỳ. Ngược lại ở một bên ngồi xuống, cùng tô hiểu đường hàng huyên vài câu, sau đó hắn liền nói đến Bách Nam thành hiện trạng. Nghiêm đại nhân, chúng ta đã tiến thành như vậy tự nhiên là theo thành phá phép tắt đến xem bách nam thành khẳng định là muốn thanh lý một phen có điều nghiêm đại nhân đột nhiên hỏi đến việc này chẳng lẽ ngươi tranh đấu giành thiên hạ dễ thủ giang sơn khó câu nói này thích hợp bọc tại tiếng đánh thành trì bên trên đánh thành trì dễ dàng thủ thành trì khó nhưng muốn triệt để sửa đổi không tốt phong bách nam thành thế lực nhất định phải bị ra rõ một lần đem những cái kia hai lòng cùng tìm ẩn tai họa ngầm tìm tới lại tiến hành xử lý. Ta tham là tham một chút, nhưng tuyệt đối không có ham hố, mong rằng tô cô nương có thế lần nữa cho ta một cái cơ hội. Hiện tại Bách Nam Thành so với những thành trì khác muốn rất loạn, làm nhiều năm tri phủ, nghiêm khoan trong tay làm sao có thể là sạch sẽ. Mà hắn biết, một khi dạ thiên ly cùng tô hiểu đường tra rõ xuống dưới, hắn cũng không tránh khỏi, dứt khoát trực tiếp thừa nhận lỗi của mình chỗ nhiều hay không từ trước đến nay không có cái định số nếu như ngươi cảm thấy ngươi không có tham nhiều như vậy vậy ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều ừ nghiêm khoan lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc thế là đang nghe tô hiểu đường về sau hắn không tiếp tục vì chính mình tìm ra đường bởi vì tham thật không nhiều cho nên đợi đến sau đó Dạ Thiên Ly đem hết thảy đều tra rõ ràng, hắn lại tới chờ phán quyết chính là. Cùng nghiêm khoan đàm một chút sự tình, đại quân ngay tại Bách Nam thành đóng quân, đóng quân về sau, dạ Thiên Ly liền phái người đối thành bên trong tiến hành tra rõ. Hoa cả một ngày thời gian, một chút ăn hối lộ trái pháp luật người giống như trước đó trực tiếp bị xử lý, xếp vào bọn hắn không ít người. Bách Nam Thành không uổng phí một binh một tốt cầm xuống, các binh sĩ đều rất cao hứng, nhưng bọn hắn cũng không có cao hứng bao lâu, chỉnh đốn hai ngày, bọn hắn đành phải tiếp tục tiến lên. Rời đi Bách Nam thành về sau, lần này bọn hắn sẽ thẳng đến sông Vực Phạm Vi bên trong đóng quân, tìm kiếm cơ hội thích hợp nhất tùy thời vượt sông. Chương 464: Dạ Thiên Ngữ đi ngốc. Ngữ Nhi, là cái sao a, à, ngươi đây là làm sao rồi? Tiêu Nhu Trinh nhớ Dạ Thiên Ngữ sinh nhật muốn để nàng tiến cung vì nàng lo liệu, kết quả phái người đi cùng cốc gia nói về việc này thời điểm, cốc gia không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Bị người nhà họ cốc cự tuyệt, tiêu nhu trinh mặc dù có chút căm tức, nhưng cũng không có nói cái gì, cuối cùng chỉ phái người đi cốc gia cho dạ thiên ngữ một chút phong thưởng. Vốn cho rằng việc này sẽ có một kết thúc, không có mấy ngày nữa, nhưng ai có thể nói cho nàng, trước mắt cái này đần độn cùng điên dạ thiên ngữ đến cùng là thế nào ha ha ta là phúc bướm hoa phúc bướm dạ thiên ngữ là thật điên tiêu nhu trinh nói chuyện với nàng nàng một chữ đều không có nghe lọt hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong thấy được nàng bộ này điên cùng bộ dáng tiêu nhu trinh ngay từ đầu rất khẩn trương về sau liền bắt đầu đau lòng ngược lại nhìn về phía ứng ma ma nghiêm nghị hỏi là ai đem nàng đưa đến cửa cung dạ thiên ngữ không phải người nhà họ cốc trả lại mà là bị thủ thành ngự lâm quân mang vào, bởi vì trên người nàng có hoàng gia lệnh bài. Nô tỳ biết được tin tức về sau, lập tức liền hỏi thăm những người kia. Có người nhìn thấy công chúa là từ một cổ xe ngựa màu đen bên trên bị ném đến. Nghe Tiêu Nhu Trinh hỏi, ứng ma ma liền tranh thủ thời gian mở miệng trả lời, nàng tại Tiêu Nhu Trinh dưới tay nhiều năm, sớm luyện một thân bản lĩnh. Tại tiếp dạ thiên ngữ thời điểm, nàng đã đem nên hỏi đều hỏi nhưng hỏi tin tức mảy may vô dụng cái này người nhà họ cốc quả nhiên là gan to bằng trời cũng dám ngược đãi như vậy công chúa ma ma ngươi đi tuyên ai gia ý chỉ truyền cốc gia gia chủ tiến cung tiêu nhu trinh chưa chắc nhiều yêu thương dạ thiên ngữ nhưng bất kể nói thế nào dạ thiên ngữ đều là từ nàng da thịt bên trong ra người nhà họ cốc như vậy ngược đãi nàng cho nên đi ngốc đây là đối hoàng quyền khiêu khích, cho nên dù là cốc gia địa vị lại như thế nào tôn sùng, nàng lần này cũng sẽ không kinh xuất tha thứ bọn hắn. Thái hậu bất giận, việc này có chút kỳ quặc, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Ứng ma ma nghe tiêu nhu trinh phân phó, vốn nên lập tức liền rời đi đi làm việc, nhưng nàng lại đánh bạo khuyên một câu. Nàng cái này một khuyên, tiêu nhu trinh nhướng mày, lập tức một mặt giật mình, lời này của ngươi nói không sai, mới vừa rồi là ai gia bị lửa giận nhiễu loạn thần trí. Cốc gia lại như thế nào, thân là mọi người, cũng không có khả năng làm ra đem công chúa ngược đãi thành ngu dại bộ dáng sự tình, thậm chí còn đem người cho ném ở cửa cung. Hiển nhiên, việc này suy nghĩ kỹ một chút, càng có khuynh hướng đang khích bác ly gián. Hiện nay triều đình tình huống vốn là không tốt, nếu là triều đình lại cùng cốc gia trở mặt, như vậy triều đình liền càng tràn ngập nguy hiểm không sai việc này liền hẳn là châm ngòi làm việc này người đủ để có thể thấy được dụng tâm hiểm ác vậy ngươi đi đem lữ dương tìm cho ta đến ta muốn cùng hắn thương nghị một chút chuyện này liền tình thế trước mắt đến xem tiêu nhu trinh cũng nhìn không ra cái nguyên cớ nàng cần hỏi một chút lữ dương đối với chuyện này cách nhìn vâng đạt được phân phó ứng ma ma lần này động không bao lâu lữ dương liền tiến cung chờ đến đến phượng tảo cung tiêu nhu trinh không có ngay lập tức đi cùng lữ dương nói về việc này mà là để lữ dương trước kiểm tra một chút dạ thiên ngữ tình huống thật không có cứu rồi lữ dương cho dạ thiên ngữ kiểm tra một phen xác định nàng đích xác là đi ngốc lập tức hắn liền nghe được tiêu nhu trinh hỏi nàng phải chăng có thể chữa khỏi lữ dương lắc đầu dạng này tật bệnh là khó chữa nhất nếu là nội thương ngoại thương còn có thể trị đầu óc hư mất liền thật hư mất chẳng qua ta nhìn công chúa loại tình huống này không giống như là một lần là xong hẳn là trường kỳ nhận tra tấn những cái này đều không cần gấp ngươi giúp ta phân tích phân tích là có người hay không muốn lợi dụng việc này đến để ta đi đắc tội cốc gia gây cốc gia sinh chán ghét dạ thiên ngữ trị không hết liền trị không hết đi tiêu nhu trinh cũng không thèm để ý trong lòng của nàng chỉ hiện lên trong nháy mắt một tia thương tiếc ngược lại lại hỏi lữ dương người kia ôm lấy cái gì mục đích ta không rõ ràng nhưng chỉ cần ngươi bởi vì chuyện này hướng cốc gia nổi lên khẳng định sẽ đắc tội cốc gia chẳng qua cốc gia không phải không phân biệt lý lẽ việc này còn cần triệu cốc gia người tiến cung khách khách khí khí kỹ càng hỏi thăm một chút tình huống mặc kệ dạ thiên ngữ đi ngốc có phải là từ người nhà họ cốc một tay tạo thành nhưng nàng cuối cùng là cốc gia con dâu cốc gia có quyền biết hiện trạng của nàng. Tốt, ta biết. Tiêu Nhu Trinh không phải không rõ ràng, đang cùng Lữ Dương thảo luận tốt việc này về sau, nàng liền triệu cốc gia người tiến cung. Người nhà họ cốc còn tính là cho nàng mặt mũi, lập tức đến ba người, trong đó cầm đầu là cốc gia tộc trưởng, một cái là cốc gia nhị trưởng lão, một cái khác là cốc gia tam lan cha. Thái hậu nương nương, sự tình tiền căn hậu quả, Thảo Dân đã biết được. Đem công chúa ngược đãi ngu dại cũng đưa nàng đặt ở cửa cung một chuyện, tuyệt đối không phải ta người nhà họ cốc gây nên. Có điều. Từ lúc công chúa cùng Tam Lan thành thân về sau, hai người hoàn toàn chính xác quan hệ, ngẫu nhiên Tam Lan bên trên hùng tráng khỏe khoắn sẽ còn động thủ đánh người, nhưng hắn xuống tay đều không nặng. Cốc gia Tam Lan là mặt hàng gì, ai không biết a? À? lúc trước cốc gia hướng triều đình cầu hôn dạ thiên ngữ thời điểm triều đình cũng là biết cốc gia tam lang thanh danh lúc trước bọn hắn không có so đo liền có thể tưởng tượng ra được dạ thiên ngữ đến bọn hắn cốc gia khẳng định sẽ thụ tra tấn tam lang đâu vợ của hắn ngu dại hắn cũng không sang nhìn một chút bởi vì biết cốc gia tam lang bản tính cho nên nghe được cốc gia tộc trưởng nói như vậy tiêu nhu trên một chữ đều không có cãi lại từ đó dời đi đề tài hỏi cốc gia tam lan cái này cốc gia tam lan quả nhiên là không có tâm vậy mà tại cái này trong lúc mấu chốt liền mặt đều không ra còn có hay không đem bọn hắn hoàng gia uy nghiêm để vào mắt thái hậu bất giận hôm qua tam lan ra cửa thẳng đến chúng ta tới lúc đều không có vào trong nhà chúng ta đã phái người đi tìm nếu là đem người tìm tới tùy thời chờ đợi thái hậu xử lý đối mặt với người nhà họ cốc Tiêu Nhu Trinh không có gì khí thế, đang nghe tộc trưởng về sau, nàng liền lặng lặng chờ đợi. Ngoại ô Đây là một ngàn lượng bạc, chúng ta trước đó đã nói xong, ngươi vì sao lật lọng? Ta nơi nào lật lọng, nếu như trước đó ngươi nếu là nói cho ta, để ta giết người là người nhà họ cốc, khoản này đơn, ta tiếp cũng sẽ không tiếp. Đối mặt với đầu đội duy mũ nữ nhân, vừa giết cốc gia tam lan sát thủ mặt không thay đổi đổi nàng một câu. Vậy ngươi đến cùng muốn bao nhiêu? Một vạn lượng. Một vạn lượng. Quả thực là công phu sư tử ngoạm. Trong xe lạc cẩm rốt cục kìm nén không được, móc ra một ngàn lượng bạc đưa cho người kia, chỉ có thể lại thêm một ngàn lượng, nhiều không có. Ta cho ngươi biết, người mặc dù là ta để ngươi giết, nhưng cuối cùng động thủ người là ngươi, ngươi đi vạch trần ta, ngươi cũng sẽ không tốt sống cùng dạ thiên ngữ tiến vào cốc gia về sau, lạc cẩm hơi làm chút thủ đoạn liền câu dẫn đến cốc gia tam lan, có chút được sủng ái. Không bao lâu, nàng liền mang cốc gia tam lan hài tử, vốn định dùng đứa bé này, nàng có thể bay bên trên đầu cành biến phượng hoàng. Ai nghĩ đến? Hài tử vừa sinh ra tới liền bị dạ thiên ngữ tiện nhân kia cho hại chết. Chương 465, cứ làm theo như ngươi nói. Hài tử chết về sau, lạc cẩm tinh thần sa suốt một đoạn thời gian cuối cùng là tức không nhịn nổi một mực đang cốc gia tam lan bên tai thổi gối đầu gió cốc gia tam lan vốn cũng không thích điêu ngoa bốc đồng dạ thiên ngữ thường xuyên đối nàng động thủ thi bạo tiến hành cầm tù dần dà dạ thiên ngữ tinh thần liền bắt đầu thất thường thấy dạ thiên ngữ tinh thần thất thường về sau lạc cẩm vì xác nhận thật giả cũng bắt đầu đối nàng tiến hành tra tấn cứ như vậy dạ thiên ngữ triệt để ngu dại chẳng qua dạ thiên ngữ ngu dại về sau lạc cẩm cũng mất sủng cốc tam lan tại hướng mặt ngoài nuôi nữ nhân càng đến càng nhiều mà bởi vì thân phận địa vị của nàng thấp tại cốc gia nhận hết khi dễ lạc cẩm liền đối với cốc tam lan sinh lòng oán hận vốn là có hận cốc tam lan tại hắn trong viện hành hạ chết một cái động phòng về sau liền đem mục tiêu nhắm vào nàng Cốc Tam Lan chính là cái đại biến thái, có một lần hơi kém chơi chết nàng. Vì mạng sống, Lạc Cẩm dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong liền thuê giết người Cốc Tam Lan. Mà được đưa đến ngoài cung dạ thiên ngữ, cũng là nàng làm, mục đích đúng là vì bốc lên triều đình cùng Cốc gia mâu thuẫn. Ta nói một vạn lượng liền một vạn lượng, một đồng tiền cũng không thể ít, bằng không ta liền đem việc này nói cho Cốc gia. Mặc cho Lạc Cẩm nói thế nào, nam nhân đều không muốn nhả ra, mà lại tại lạc cẩm cự tuyệt hắn thời điểm, đáy mắt của hắn đã sinh ra ý đồ xấu. Ngươi nói cùng ta muốn một vạn lượng liền một vạn lượng, ngươi bây giờ để ta đi đâu làm một vạn lượng cho ngươi? Trên người ta liền mang nhiều như vậy. Thực sự không được, chờ ta trở về cho ngươi lấy, ngày mai cho ngươi thêm như thế nào? Lạc cẩm thấy nam nhân như vậy khó chơi, không có vừa rồi cường thế, nàng lập tức chuyển biến khuôn mặt tươi cười, muốn tùy thời thoát thân. Rừng núi hoang vắng, nàng một cái nữ lưu hạng người, nếu là nam nhân ở trước mắt lên ý đồ xấu, nàng sợ là đi không nổi. Được a, à, vậy liền chiếu ngươi nói lo liệu. Lạc cẩm tại mở miệng lúc, vốn không có ôm cái gì hy vọng, nhưng ai biết nam nhân ở trước mắt vậy mà gật đầu đáp ứng. Hơi sững sờ, nàng tranh thủ thời gian sản khoái nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, Ngày mai cùng một thời gian, chúng ta ở đây gặp mặt. Nói, lạc cẩm liền xoay người rời đi, nhưng nàng vừa mới chuyển thân, mốt cây chủy thủ liền từ phía sau đưa qua trôi qua phá cổ họng của nàng. Giờ khắc này, nàng tim đập rộn lên, ý thức được nguy hiểm nàng muốn la lên, nhưng miệng bị che chặt chẽ. Về sau, nàng có thể rõ ràng cảm thấy được nhiệt huyết chảy xuôi xuống tới. Một lát sau... Lạc Cẩm trừng lớn một đôi mắt chết không nhắm mắt. Lũ đàn bà thối tha dám cùng ta tính toán thiệt hơn, lão tử cùng người khác tính toán thiệt hơn thời điểm, ngươi còn không biết ở đâu. Sát thủ không phải người ngu, đã sớm nhìn ra Lạc Cẩm là đang kiếm cớ, một khi thả nàng rời đi, nữ nhân này tất nhiên sẽ biến mất vô tung vô ảnh, thế là hắn nghĩ đến giết một người là giết, giết hai cái người cũng là giết, liền động thủ. Đợi cho người sau khi chết, hắn lập tức triển khai soát người, tại lạc cẩm trên thân lật ra gần sáu ngàn lượng bạc, cầm nhiều như vậy bạc, sát thủ thật vui vẻ đi. Một mình hắn không ràng buộc, bốn biển là nhà, rời đi mảnh này hoang sơn giả lĩnh về sau, hắn trực tiếp rời xa kinh thành một vùng. Ngay từ đầu đạt được giả thiên thần mê mang tin tức về sau, tôi hiểu đường cùng không ít người đều coi là giả thiên thần là bệnh. Khả thi ở giữa đi qua lâu như vậy, Tiêu Nhu Trinh ôm lấy nhỏ thái tử buông rèm chấp chính, dạ thiên thần chậm chạp bất tỉnh, nàng liền ý thức được sự tình có chút không đúng. Để người ra một cái, quả nhiên không thích hợp. Đương nhiên, không cần tra, thời gian trôi qua lâu như vậy, là người thông minh đều có thể ý thức được điểm này. Chỉ có điều triều đình bị Tiêu Nhu Trinh hoàn toàn đem khống, cho dù là dạ thiên thần chết rồi, cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Cô nương, phía Bắc Tinh. Bởi vì công chiếm Bách Nam Thành không có phí một binh một tốt, tại dạ thiên ly xuất quân ở đây đóng quân về sau, trong thành hết thảy như trước. Tô hiểu đường ở đây đợi cũng an tâm, mỗi ngày liền bồi dạ thiên ly xử lý một chút chính vụ, còn sót lại thời gian chính là nghỉ ngơi. Gần đây nàng tương đối thèm ngủ, ban đêm ngủ một giấc, ban ngày cũng phải bù một cảm giác. Ngươi xem một chút. Phía Bắc Tinh, hẳn là mạc vô cương bọn hắn đưa tới, tiếp nhận lục ngạc đưa tới tin, tô hiểu đường đơn giản đảo qua liếc mắt, chuyển tay đưa cho dạ thiên ly. Tây Bắc viện quân bị bắt đường quân cắt ngừng về sau, lại thành thành thật thật, không có hướng bọn họ khai chiến. Người nói Chu Tuấn đây là ý gì? Chu Tuấn là hiệu trung với triều đình, đã bị phái phái tới, làm sao lại không làm gì đâu. Ta cũng không biết, chúng ta vẫn là đi một bước nhìn một bước đi, dù sao đằng sau có bắt đường quân áp trận, chúng ta chỉ cần chuyên tâm nhất trí vượt sông, hướng nam tiếp tục tiến đánh. Tây Bắc quân bị cắt ngừng về sau, còn có rất nhiều đường có thể lựa chọn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ trung thực theo ở phía sau. Nếu như như thế, đến lúc đó dạ thiên ly xuất quân vượt sông lúc, có bắt đường quân tại, những viện quân này thế nhưng là không được nửa phần tác dụng. Dạ thiên ly xem xong thư về sau, nhìn không ra cái nguyên cớ, bây giờ đi đến một bước này bọn hắn sớm đã không có đường lui chỉ có dũng cảm tiến tới tại bách nam thành cùng những thành trì khác đồng dạng đại quân không có dừng lại lâu sau ba ngày hướng nam tiếp tục di chuyển đại quân đi đến nơi này con đường phía trước không trở ngại không ngày càng lớn quân liền đi tới cách đại giang còn có năm dặm địa phương toàn quân tụ hợp lập tức đại quân tiếp tục hướng phía trước đẩy tới ba dặm tuyệt không vội vã vượt sông mà là tại này hạ trại. Hạ tuần tháng 11 đại giang, nước sông bình tĩnh không lay động, Tô Hiểu Đường tại dạ Thiên Ly cùng đi đứng tại bên bờ, phản phất lại trở lại năm đó bọn hắn bị lưu vong thời điểm. Qua đầu này sông, cách đó không xa chính là kinh thành. Năm đó rời đi về sau, ta còn chưa từng trở về qua. Bất kể nói thế nào, kinh thành là Tô Hiểu Đường xuất thân cùng trưởng thành địa phương. Nơi đó có thuộc về nàng quá nhiều hồi ức. Bây giờ cách sông mà trông, Tô Hiểu đường thở dài một tiếng. Ta cũng giống vậy. Đối với Dạ Thiên Ly, kinh thành chính là một cái thương tâm chi địa, hắn là không muốn trở về đi, nhưng lại không thể không trở về. Bởi vì kẻ thù của hắn đều ở nơi đó. Chờ đem kinh thành đánh hạ đến, hai chúng ta liền mau chóng thành hôn đi. Tô Hiểu đường hiện tại bụng đã bắt đầu hở ra, Mặc dù cái gì cũng nhìn không ra, nhưng theo tháng tăng trưởng, bụng liền sẽ càng lúc càng lớn. Tại lời Đàm Tiếu sinh ra trước đó, Dạ Thiên Ly nghĩ đến mau chóng công chiếm kinh thành, cho Tô Hiểu Đường một trận thể diện hôn lễ. Từng Nếu là đặt tại trước kia, Dạ Thiên Ly nói với nàng muốn thành thân sự tình, Tô Hiểu Đường khẳng định sẽ có chút câu nệ. Nhưng bây giờ, hài tử đều có, nàng còn câu nệ cái gì? nàng cảm thấy mình đi theo dạ thiên ly không danh phận có thể, nhưng nàng hài tử tuyệt đối không thể không tên không họ. Giờ này khắc này, hai người ở đây mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, nhưng trong hiện thực, bọn hắn nhất định phải vượt qua trước mắt nang quan. Đại Giang bây giờ nhìn lại gió êm sóng lặng, trên thực tế trong nước sông sóng ngầm mãnh liệt, kia sâu không thấy đáy trong nước sớm đã bố trí rất nhiều lợi khí giết người. Trong đó có tên chính là đâm mạng đâm mạng là một loại vũ khí, chính là thật dài xích sắt bên trên che kín gai sắt, đem đâm mạng cất đặt tại trong nước, không chỉ có thể giết người, còn có thể chặn đường địch quân đường đi. Lữ Dương, ngươi nói triều đình 30 vạn đại quân thật có thể đem bọn hắn chặn đường tại Đại Giang sao? Chương 466, trống trận vang, vượt sông. Dạ thiên ly suốt quân một đường tiến đánh mà đến, thuận thuận lợi lợi, giai đoạn hiện tại, an tọa ở trong hoàng cung tiêu nhu trinh đã có chút sợ hãi. Tối hôm qua, nàng còn làm một cái ác mộng, trong mộng, dạ thiên ly công phá kinh thành, thẳng đến hoàng cung chém rụng đầu lâu của nàng. Đại gian là lạch trời, huống chi bên trong thiết trí vô số đầu đâm mạng, thái hậu cứ việc an tâm, bọn hắn nhất định có đến mà không có về. Dạ thiên ly có thể hay không thuận lợi vượt sông, kỳ thật lữ dương trong đầu giờ phút này cũng không có phổ nhưng đối mặt với Tiêu Nhu Trinh hỏi thăm, hắn tự nhiên phải chọn tốt nói. Thật sao? Vậy là tốt rồi. Nhiều năm như vậy đến, Tiêu Nhu Trinh đối Lữ Dương đã sinh ra ỷ lại, Lữ Dương nói cái gì, nàng liền tin cái gì. Tại văn võ bá quan trước mặt, nàng làm việc mạnh mẽ vang dội, nhưng ở Lữ Dương trước mặt, nàng liền thành một cái không có tư tưởng con rối. Thái hậu, ta nhìn ngươi mấy ngày gần đây có chút tâm thần có chút không tập trung, chờ một lát, ta để người đưa tới một bộ an thần canh, ngươi uống trước mấy ngày thật tốt tỉnh dưỡng tỉnh dưỡng đi. Liên quan tới dạ thiên ngữ đi ngốc một chuyện, người nhà họ cốc đã tra rõ ràng, tiền căn hậu quả chẳng qua là hậu trạch tranh đấu. Nhưng việc này vẫn là trêu đến tiêu nhu trinh nổi giận, lửa công tâm. Mượn lý do này, dạ thiên ly đã đến đại giang bờ bắc, tiêu nhu trinh lại càng nhiều nghĩ, trạng thái không tốt không thể bình thường hơn được được dạ thiên ly đại quân tại đại giang bờ bắc đóng quân về sau không có vội vã vượt sông toàn bộ đại quân đều khí định thần nhàn một chút cũng nhìn không ra muốn đánh sinh tử tồn vong chi chiến dáng vẻ sau này là cái thời điểm tốt tại giang bắc hạ trại ba ngày quân doanh cải thiện ba ngày cơm nước mà tại bọn hắn mỗi ngày lúc huấn luyện một ít chuyện tại lặng yên không một tiếng động tiến hành. Ví dụ như có một chi mấy ngàn đội ngũ, bắt đầu ở một khối chuyên môn mở ra đến địa phương tiến hành trải cầu nổi diễn luyện. Những cái này cầu nổi là dùng da dê bè làm ra, nhẹ nhàng, sức nổi lớn. Tuy là trên đất bằng diễn luyện, không biết hiệu quả thực sự như thế nào, nhưng những cái này cũng không phải là rất trọng yếu. Trọng yếu còn tại phía sau. Được, vậy liền sau này đạt được tô hiểu đường tin tức về sau, dạ thiên ly chém binh chặt sắt gật gật đầu, chờ ngày mai bọn hắn lại mở một lần hội nghị, định ra sau cùng tiếng đánh phương án. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt liền đến sau này, cùng ngày ban ngày các binh sĩ dựa theo dĩ vãng làm việc và nghỉ ngơi, nên huấn luyện huấn luyện, đợi cho sắc trời tối đen, đếm qua một bữa cơm no về sau, mỗi người bọn họ đều cầm tới hai viên bánh kẹo giấu trong lòng bánh kẹo, có mấy chi đội ngủ dưới sự yểm hộ của bóng đêm rời đi quân doanh. Ngươi muốn bình an trở về. Tiến công liền định tại đêm nay, theo lý thuyết, trong quân doanh bầu không khí hẳn là khẩn trương, nhưng Tô Hiểu Đường lại phát hiện mỗi cái binh sĩ đều rất bình tĩnh. Duy chỉ có nàng tương đối khẩn trương. Giúp đỡ dạ thiên ly mặc áo giáp, ra hai lần sai, tay cũng có chút không kịp ăn khí lực, cuối cùng thật vất vả cho dạ thiên ly mặt, cả người cũng bốc lên một thân mồ hôi. Dạ thiên ly đưa tay giúp nàng biến mất mồ hôi trên trán, cúi đầu hôn lên con mắt của nàng, ngươi yên tâm đi. Tại hơn một phút trước, tôi hiểu đường tiếp thu được từ Chu Tuấn nơi đó truyền đến thư, trong thư viết, hắn đã xuất quân lui lại 30 dặm. Hắn làm như vậy, thái độ đã rất rõ ràng, dự định chống chỉ không tham dự trận này chiến sự, hắn không xuất quân tham gia, như vậy bọn hắn phần thắng liền thêm ra không ít. Đi. Dạ thiên ly đứng thẳng người, nhìn qua tô hiểu đường há miệng muốn nói, hắn không cho nàng cơ hội mở miệng, xoay người rời đi. Cô nương, ngươi nếu là không yên lòng, đợi lát nữa nô tỳ bồi tiếp ngươi đi bờ sông nhìn xem. Nhìn thấy dạ thiên ly đi, tô hiểu đường một mặt cô đơn, lục ngạc đi ra phía trước, mở miệng khuyên nhủ. Bọn hắn đánh trận, cũng không ảnh hưởng bọn hắn xem chiến. Từng Một trận chiến này còn chưa có bắt đầu, có nhiều thời gian quan sát. Đợi cho Dạ Thiên Ly sau khi đi, Tô Hiểu Đường ngay tại trên ghế nằm nằm xuống, phía trên phủ lên thảm lông cừu, một bên chậu than đang cháy mạnh. Chờ a à chờ. Không sai biệt lắm chờ một canh giờ, bờ sông truyền đến như sấm sét tiếng trống, đây là bắt đầu tiếng công tín hiệu. Đang nghe tiếng trống về sau, Tô Hiểu Đường liền từ trên ghế nằm đứng lên, không nhanh không chậm mặc y phục, trùng lên áo khoác ngoài. Về sau, tại lục ngạc cùng đi, các nàng đi vào một chỗ không người bờ sông, lôi kéo da dê bè bắt cầu binh sĩ đã vọt tới trong nước cùng triều đình binh sĩ chém giết. Hai bên bờ ánh lửa nổi lên bốn phía, giống như từng đầu trường long. Tô Hiểu Đường tản ra tinh thần lực, quan sát một chút tình huống xung quanh, phát hiện bọn hắn người tử thương thảm trọng làm tiến công một phương bọn hắn hiện tại ở thế yếu tử thương thảm trọng hoàn toàn ở trong dự liệu chẳng qua đối mặt trường hợp như vậy tôi hiểu đường vẫn còn có chút cảm thấy ngơ ngác những binh lính kia chết cái này đến cái khác máu tươi của bọn hắn rất nhanh tan vào trong nước sông thi thể chìm vào đáy sông nhưng không có một người sợ chết lui lại trống trống ngay tại tiếng trống đánh không ngừng thời điểm tại ta nhất thời khắc đột nhiên im bặt mà dừng, ngay sau đó bọn hắn bên này phát ra chỉnh tề rống lên một tiếng. Đây là binh sĩ tiếng rống long trời lỡ đất, có chút oanh liệt, nghe không đầy một lát, liền tô hiểu đường cũng bắt đầu cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Cô nương, ngươi nhìn, bắt đường quân cũng tới. Từ trong nước tâm làm ranh giới, phía bắc dựng lên một tòa lại một tòa cầu nổi, các binh sĩ đạp lên cầu nổi tiến đến trợ giúp tiếp tục đi về phía nam bắc cầu nhưng đầu cầu chết cái này đến cái khác, mỗi thêm ra một đoạn da dê bè, sẽ chết mấy người. Mà lại vì có thể thuận lợi đem cầu dựng tốt dựng rắn chắc, mỗi cái da dê bè hạ còn cần sẽ phù nước người chống đỡ. Dạ thiên ly thủ hạ binh sĩ sẽ phù nước không nhiều, bắt đường trong quân cũng không phải ít, thế là liền điều một chút tới chi viện. Nghe lục ngạc hô, tô hiểu đường quay đầu hướng phía nàng chỉ phương hướng nhìn lại, trên mặt bị gió lạnh thổi phải không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Một trận chiến này là bắt đường quân tham dự trận chiến đầu tiên, cũng là một trận quyết định sinh tử đại chiến, quả nhiên là làm khó bọn hắn. Nhưng cũng vô cùng khảo nghiệm người. Một khi bọn hắn trải qua khảo nghiệm, như vậy liền sẽ tiến bộ rất nhiều. Chúng ta trở về đi. Bờ sông gió thật to, cũng rất lạnh, nhưng những cái này cũng không tính là cái gì, chỉ là trong nước mùi máu tươi càng ngày càng nặng. Trọng đến tô hiểu đường có chút muốn nhả. Thế là nàng tranh thủ thời gian phong bế khứu giác, nhưng ước chừng là tâm lý nguyên nhân, liền xem như phong bế khứu giác, cũng cảm giác mùi máu tươi vây quanh nàng thật lâu tiêu tán không đi. Được. Hiện tại đại chiến còn không có tiến triển đến một nửa, kết quả như thế nào, ai cũng không biết, lục ngạc muốn giữ lại nhìn xem, nhưng tô hiểu đường muốn đi, nàng chỉ có thể cùng với nàng trở về. Cũng liền tại nàng đỡ lấy tô hiểu đường đi trở về thời điểm, cách đó không xa trong bóng đêm lái tới bốn chiếc thiết giáp chiến hạm. Xong, cho ta xong. Bốn chiếc chiến hạm, hai chiếc một đội. Chiến hạm đằng sau treo thật dài tấm ván gỗ cầu, trong đó hai chiếc từ Bảo Vân Khai chỉ huy, khác hai chiếc từ Tiết Trăng chỉ huy. Bảo Vân Khai đã thật lâu không có tham dự qua chiến sự, mặc dù có chút lạnh nhạt, nhưng nghe thấy tới mùi máu tươi, cả người hắn nhiệt huyết sôi trào lên. Chỉ huy chiến hạm, dựa theo dạ thiên ly truyền tới tin tức, tìm tới bọn hắn sớm lưu lại ký hiệu hướng lớn giang nam bờ phóng đi. Chương 467, ngủ một giấc liền kết thúc. Cho lão tử mở đủ mã lực. Đáy sông có gai mạng chặn đường, những cái này đâm mạng đối một chút thuyền gỗ chặn đường rất có hiệu quả nhưng đối với thiết giáp chiến hạm đến nói, bọn chúng chỗ đến cũng chẳng qua là tại chiến hạm trên thân lưu lại một chút vết tích thôi. Thậm chí tại chiến hạm mở đủ mã lực về sau, có chút đâm mạng không chịu nổi gánh nặng trực tiếp bị chặn ngang đụng gãy. Treo cầu. Chiến hạm hai chiếc một tổ, tại đi về phía nam sông thời điểm, phía sau tấm ván gỗ cầu cũng bị kéo thẳng, nhưng số lượng không đủ, mà Dạ Thiên Ly bên này sớm đã phái quân chuẩn bị kỹ càng lợi dụng tấm ván gỗ trên cầu móc nối, nhanh chóng bổ túc số lượng, hướng bờ bắc kéo dài. Trừ bắt cầu, bờ bắc ngừng lại mấy chục chiếc thuyền gỗ nhỏ bắt đầu dọc theo chiến hạm mở qua thủy vực đi về phía nam chạy tới. Phía ngoài tiếng trống cùng các binh sĩ tiếng trống liên tiếp, trở lại doanh địa tô hiểu đường cảm giác thật nhiều, lập tức tản ra tinh thần lực, thấy trong nước tình thế đã được đến nghịch chuyển, nàng liền thở dài một hơi. Chẳng qua các binh sĩ có thế sang sông, nhưng đợi đến bờ bên kia, chờ đợi bọn hắn thế nhưng là mấy chục vạn đại quân, cái này chính là một trận thảm thiết chém giết. Ta đói, ngươi đi cho ta nấu điểm hoành thánh đi. Hiện tại đã đến nửa đêm, tôi hiểu đường đói đến thật nhiều, gần đây một thời gian, bởi vì có thai, nàng không chỉ có thèm ngủ, ăn cũng nhiều. Vừa đến nửa đêm liền sẽ đói. Hiện tại bụng đã ùng ụt ụt bắt đầu gọi, rõ ràng lúc ăn cơm tối nàng đều ăn hai bát cơm. Tốt, nô tỳ cái này đi. Lục ngạc chính bồi tiếp tô hiểu đường trong coi, gặp nàng một mực tấm lấy một gương mặt, còn tưởng rằng nàng đang lo lắng, đột nhiên nghe được nàng nói muốn ăn hoành thánh, lục ngạc sững sờ, lập tức cười một tiếng liền đi bận rộn. Lúc này muốn ăn, vậy liền chứng minh tô hiểu đường tâm tình cũng không tệ lắm. Lục ngạc bao 30 hoành thánh, dùng chậu nhỏ cho tô hiểu đường thịnh tới hoành thánh một mặt tới, tô hiểu đường liền trực tiếp bắt đầu ăn, lục ngạc ở một bên trong coi, đột nhiên có tin tức truyền đến. Là tuần thứ sử tin. Lục ngạc nghe được động tĩnh, người đi đến ngoài trướng, quay người trở về trong tay liền thêm ra một phong thư, phía trên ký tên là Chu Tuấn. Tại cái này trong lúc mấu chốt, Chu Tuấn đưa tin làm gì, tô hiểu đường buông xuống muỗng nhỏ, đem thư mở ra tới trên thư viết hắn đã xuất quân quay đầu trở về Tây Bắc. Cô nương, tuần thứ sử đây là ý gì? Rõ ràng là triều đình tuyên chỉ từ Tây Bắc mời viện quân, đoán chừng triều đình liền chỉ vào bọn hắn đến cái tiền hậu giáp kích đâu. Không nghĩ tới Chu Tuấn vẫn không có động thủ thôi, lại vẫn tại đôi bên đối chọi thời điểm chạy. Chẳng lẽ là hắn đã nhìn ra bọn hắn một phương sẽ đại thắng, hắn liền xuất quân chạy, xem như tại hướng tô hiểu đường quy hàng tranh công sợ là hắn cảm thấy triều đình không đáng tin đi tôi hiểu đường mặc dù chỉ cùng chu tuấn gặp qua vài lần mà thôi nhưng liền trong truyền thuyết đối với hắn hiểu rõ hắn tuyệt đối không phải không trung tâm người đã trung tâm lại không động thủ con kia nói rõ hắn đối tiêu nhu trinh đem khống lấy triều chính một chuyện bất mãn hết sức hắn cảm thấy triều đình không đáng tin liền không động thủ hỗ trợ ngày ấy sau ly vương đăng cơ nếu là hắn cảm thấy ly vương không đáng tin có phải là cũng sẽ chạy trốn lời này của ngươi nói đúng nếu là ngày sau ly vương đăng cơ tuần thứ sử cảm thấy hắn không đáng tin cũng sẽ giống như ngày hôm nay không hề bị lay động kỳ thật chu tuấn là trung thành nhất nhưng hắn trung tâm cũng không phải là người nào đó mà là toàn bộ triều đình cho nên đối với hắn mà nói hoàng vị là ai ngồi đều không cần gấp chỉ cần người kia có thế thủ được toàn bộ thiên hạ vì bách tính mưu phúc chỉ là được. Cho nên hắn một mực không coi trọng tiêu nhu trinh đem khống triều đình, thế là thấy giả dạ thiên ly trong trận chiến này đã lấy được nghịch chuyển, liền liền rời đi. Hắn tin tức ngược lại là linh thông. Vừa có một phần nhỏ các binh sĩ đạp lên đại gian bờ bên kia thổ địa, hắn liền lập tức đem thư đưa tới, mang theo viện quân đi. Được rồi, ngươi cũng không cần tại việc này bên trên suy nghĩ nhiều, những chuyện này tự có nên suy xét người đi cân nhắc. Ngươi đi cho ta tẩy quả ướp lạnh đi. Tô hiểu đường thấy lục ngạc bởi vì nàng một câu, cao mày lâm vào xoắn suýt, nàng cười nhạt một tiếng, gọi nàng một tiếng. Liên quan tới Chu tuấn tương lai như thế nào, tô hiểu đường không biết, cũng không tới phiên nàng nhọc lòng, nàng hiện tại muốn nhọc lòng chỉ có thân nhân an nguy cùng thật tốt dưỡng thai. Ăn hoành thánh, tô hiểu đường liền cùng lục ngạc ngồi cùng một chỗ, một bên sưởi ấm, vừa ăn hoa quả, một bên chờ đợi chiến quả. Cô hiểu đường trong đầu dự định chính là, nàng nhất định phải chờ đến chiến sự kết thúc, nhưng kết quả là, nàng chẳng biết lúc nào lại ngủ thiếp đi. Gặp nàng tại trên ghế nằm ngủ, lục ngạc lấy ra một tấm chăn mỏng cho nàng đắp lên, cũng không có quấy rầy nàng, chỉ là một cái người chờ đợi. Mà đợi đến cô hiểu đường tỉnh lại thời điểm, đã là buổi trưa, nàng mở choàng mắt, muốn ngồi dậy, lại đột nhiên đụng vào một tầng băng lạnh áo giáp. Ngươi! Thật vừa đúng lúc, tôi hiểu đường chấp mũi trước đụng vào, bỗng nhiên chua chua, hơi kém rớt xuống nước mắt đến, chẳng qua chờ ngẩng đầu nhìn đến dạ thiên ly gương mặt kia, nàng chịu đựng nước mắt, mở to hai mắt nhìn. Đại quân hầu như đều đã vượt sông, quân đội của triều đình thấy đánh không lại liền hướng hướng nam chạy trốn đi, ta là trở lại đón ngươi nhìn thấy tô hiểu đường bị đụng nhe răng trợn mắt, dạ thiên ly nhìn xem rất muốn cười, nhưng lại chịu đựng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt chóp mũi của nàng, ôm nhu lưu luyến, cẩn thận từng ly từng tí. Mà tô hiểu đường cảm giác hắn đụng vào, nghe hắn mang tới tin tức tốt, trong lòng rất là cao hứng, bọn hắn thắng. Thật tốt. Nháy mắt, tô hiểu đường ý cười bò lên trên gương mặt, nhưng nàng vừa cười cười, bụng liền không đúng lúc ùng ụt ụt kêu lên. Tối hôm qua ăn nhiều như vậy, làm sao cùng đi liền đói. Tô Hiểu Đường xấu hổ, gương mặt ửng đỏ, đầy mắt u oán, mà Dạ Thiên Ly khóe miệng cũng ngậm lấy cười, trêu chọc nói, chúng ta bảo bối đói, ta đi cấp ngươi nấu cơm. Chúng ta ăn cơm xong lại vượt sông, ngươi cho rằng như thế nào? Tự nhiên là tốt. Quân đội mặc dù đã phần lớn vượt sông, nhưng hậu cần còn muốn thu lều vải cùng vận chuyển cái khác quân bị trước trước sau sau nhanh nhất làm sao cũng phải hơn một canh giờ. Không nóng nảy. Tô hiểu đường cười nhẹ nhàng, cũng không để ý dạ thiên ly đánh một đêm cầm có mệt hay không, thèm trùng bị câu lên nàng hiện tại chỉ có thể ăn dạ thiên ly làm cơm. Đồ ăn rất nhanh làm tốt, hai món một chén canh, đều là tô hiểu đường thích ăn, sau khi đánh răng rửa mặt xong, tô hiểu đường ăn hai bát lớn cơm, phân đi hơn phân nửa đồ ăn cùng canh, ăn bụng phình lên, lúc này mới không cảm thấy đói. Nàng phát hiện theo tháng càng lớn, nàng liền càng ngày càng có thế ăn, cũng không biết chờ tháng lại lớn lớn, nàng phải chăng có thể nuốt trôi một con trâu. Lấp đầy bụng, cũng ngủ được tinh thần sáng láng, thời khắc này tô hiểu đường tâm tình muốn bao nhiêu tốt liền tốt bao nhiêu, thế là thu thập một phen, bọn hắn liền ra đại trướng. Lớn như vậy quân doanh đã bị thu thập không sai biệt lắm, tại dạ thiên ly cùng đi, Bọn hắn rời đi nơi này, đi vào bờ sông leo lên vượt sông thuyền. Quẹ Vượt sông thuyền là thuyền nhỏ, trước sau có hai tên lính chống thuyền, ở giữa đứng tô hiểu đường, dạ thiên ly, lục ngạc. Thuyền nhỏ lung la lung lay, nhưng tô hiểu đường trạng thái đều cũng không tệ, thẳng đến thuyền đi không bao xa, từng cổ thi thể lơ lửng ở trên mặt sông. Chương 468, không phải đến đánh trận, là đến hưởng phúc A trừ thi thể, còn có một số thịt nát, đây đều là bị đâm mạng xoắn xuống tới thịt. Thấy cảnh này, Tô Hiểu Đường rốt cục nhịn không được, thân người công lại, đem buổi sáng ăn cơm tất cả đều cho nhã tiếng trong nước. Nước sông đang lưu động chậm chậm, nhìn kỹ bên trong còn trộn lẫn lấy huyết thủy, Tô Hiểu Đường nhã một trận, xúc xúc miệng chậm rãi, phóng xuất ra tinh thần lực, phát hiện hạ du cách đó không xa, nơi đó nước sông khỏa tạp lấy huyết thủy, đỏ tươi một mảnh, hôm qua tổn thất bao nhiêu người Vẹn vẹn chỉ nhìn một góc của băng sơn tôi hiểu đường liền có thể tưởng tượng ra được tối hôm qua tình hình chiến đấu là đến cỡ nào thảm thiết xác nhận hao tổn không ít người chiến sự vừa kết thúc ta liền đi tìm ngươi còn không biết kết quả chẳng qua thô tính một chút không sai biệt lắm hao tổn hơn một vạn người tối hôm qua chết tại trong nước có ba bốn ngàn còn lại đều là lên bờ gót triều đình quân đội tiến hành chém giết hao tổn. Thật tốt trợ cấp một chút bọn hắn người nhà đi. Hơn một vạn người đối tô hiểu đường đến nói đã là một cái thiên văn sổ tự, nhưng từ xưa đến nay phàm là triều đình thay đổi, cái kia một lần không phải thi cốt chất thành núi. Nàng không có chuyện gì để nói. Chỉ làm cho dạ thiên ly thật tốt trấn an những binh lính kia người nhà, binh sĩ sở dĩ tham quân, không phải liền là vì bảo hộ người nhà, để trong nhà thời gian trôi qua càng tốt sao? Mà bọn hắn bây giờ có thể làm chỉ có những cái này. Ngươi yên tâm. Thấy tô hiểu đường không hỏi tới nữa, dạ thiên ly thở dài một hơi, lập tức đem người kéo, nhẹ giọng trấn an. Một đường tiến đánh xuôi nam, hắn hiện tại trong tay đã không thiếu tiền bạc. Thuyền nhỏ lung la lung lay, rốt cục đến bờ bên kia. Bờ bên kia binh sĩ nhiều, làm việc cũng nhanh, nơi này chiến trường đã bị quét dọn xong. Chủ tử. Chủ tử. Tại leo lên bờ bên kia một khắc này, Tiết Trăng cùng Bảo Vân Khai đã tại Hoắc Tử Long, Lê Bạch cùng đi chờ lấy. Nhìn thấy Tô Hiểu Đường, hai người mau tới trước làm lễ, lập tức tiến lên nâng. Các ngươi vất vả. Làm chủ tử làm việc, chúng ta không khổ cực. Bảo Vân Khai chính là một cái người thành thật, nghe xong Tô Hiểu Đường nói như vậy, hắn lập tức vui vẻ ra mặt lắc đầu. Ngươi cười cái gì? Hiểu rõ Bảo Vân Khai người biết hắn nói như vậy vẹn vẹn chính là tại phụ họa Tô Hiểu Đường, cũng không hiểu rõ hắn người cảm thấy hắn là tại nịnh nọt, cho nên nhìn thấy một màn này, Lê Bạch nhịn không được cười ra tiếng, liền hoắc Tử Long trên mặt cũng mang theo ý cười. Mà vừa nghe đến Lê Bạch cười, bảo vân khai liền hướng hắn nhìn lại vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh lê bạch đột nhiên cười chỉ có thể là đang cười hắn làm sao hắn cứ như vậy buồn cười bảo thúc ta không có cười a à. thấy bảo vân khai hướng hắn nhìn qua trực tiếp mở miệng hỏi lần này đem lê bạch cho hỏi được toàn thân siết chặt gặp được loại chuyện này bảo vân khai không nên ngượng ngùng sao làm sao còn như vậy ngay thẳng hỏi hắn cười cái gì? ngươi cười khóe miệng đều nhanh liệt đến sau bên tai. đúng vậy a, à, ta cũng nhìn thấy khóe miệng của hắn liệt đến sau bên tai. cái này lê bạch cũng dám chê cười nàng người, lập tức cô hiểu đường sinh lòng một tia bất mãn, không đợi lê bạch tiếp tục giải thích, nàng liền thuận bảo vân khai, hợp thời mở miệng. lê bạch kết thúc công việc sự tình giao cho ngươi, không làm xong không cho phép ăn cơm thấy tô hiểu đường cắm miệng, xem bộ dáng là có chút sinh khí, dạ thiên ly lập tức liền ngồi không yên, thế là liền cho Lê Bạch thu xếp một kiện nhiệm vụ. Chiến sự kết thúc công việc rất phiền phức, đến trưa đều bận biệu không xong, cũng coi là cho Lê Bạch một bài học, để hắn ghi nhớ thật lâu. Hừ. Thấy Lê Bạch bị phạt, mặc dù Bảo Vân Khai vẫn như cũ không biết hắn đến cùng đang cười cái gì, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn đối Lê Bạch không thích. Tiểu tử, chờ hôm nào hai chúng ta luyện một chút. Cái gì? Lê Bạch chính phàn nàng một gương mặt, ngay sau đó hắn liền nghe được Bảo Vân Khai một câu nói kia, cả người da đầu bắt đầu rung lên. Đêm qua lên bờ về sau, hắn nhưng là tận mắt thấy Bảo Vân Khai giết địch, khí thế kia thế nhưng là so hắn chật nhiều, cho nên hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Huynh đệ, ngươi tự cầu phúc đi nhìn thấy lê bạch cùng nuốt con ruồi giống như một gương mặt còn không có đi lên phía trước hoắc tử long có chút cười trên nỗi đau của người khác vỗ nhẹ bờ vai của hắn nhanh chân đi theo ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào tô hiểu đường bóng lưng bên trên hắn một mực biết tô hiểu đường rất có bản lĩnh không dựa vào sức một mình thu phục bắt đường còn đem bắt đường quản lý ngay ngắn rõ ràng nhưng hắn vạn vạn nghĩ không ra dưới tay nàng lại còn có như thế một chi chiến lực dũng mãnh hạm đội hôm qua tại kia bốn chiếc chiến hạm xuất hiện tại trên mặt sông mạnh mẽ đâm tới thời điểm, Hoắc Tử Long lúc ấy đều cho là mình là đang nằm mơ. Mà liền hôm qua tình huống, nhưng nếu không có kia bốn chiếc chiến hạm xuất hiện, bọn hắn ở trên sông người hao tổn không chỉ ba bốn ngàn, làm sao cũng phải hai vạn đi lên. Tại dạ thiên ly cùng đi, đám người bọn họ rất mau tới đến một đỉnh trong đại trướng, cái này đại trướng là triều đình quân đội chạy trốn thời điểm không kịp lui lại, cũng không kịp một mồi lửa thiêu hủy. Đi vào đại trướng, Tô Hiểu Đường nhìn thấy cái này đại trướng so dạ thiên ly kia một đỉnh phải lớn hơn nhiều, không chỉ như thế, Tô Hiểu Đường còn bị bên trong bài trí cho kinh ngạc đến ngay người. Nhìn một cái cái ghế này, mỗi một chiếc đều là tơ vàng gỗ trinh nam. Nhìn một cái chén trà này, là ly bạc mạ vàng. Nhìn một cái cái này bút lông, thượng đẳng bút lông sói. Ánh mắt mỗi chuyển tới một chỗ, Tôi Hiểu Đường đều muốn chấn kinh một phen, mặc dù những vật này, trong mắt của nàng đều rất bình thường, nhưng nàng khó có thể tưởng tượng sẽ xuất hiện ở đây. Trong lúc nhất thời, nàng không biết triều đình tướng lĩnh là đến đánh trận, vẫn là đến hưởng phúc, ước chừng là đến hưởng phúc A. Bằng không cũng sẽ không gặp một lần đánh không lại liền chạy trốn. Tất cả mọi người ngồi đi. Tiến vào đại trướng về sau, dạ thiên ly để người một lần nữa đốt bên trên chậu thang, lập tức mời lấy đám người ngồi xuống. Khi bọn hắn sau khi ngồi xuống, trên bàn cái chén bị toàn bộ lui lại, đổi thành một loại chén sứ. Lập tức, bọn hắn liền hôm qua một trận chiến mở lên tổng kết hội nghị, những sự tình này mặc dù cùng tô hiểu đường không quan hệ, nhưng nàng cũng lắng nghe. Hội nghị rất đơn giản, không đến ba khắc đồng hồ liền kết thúc. Kết thúc về sau, dạ thiên ly thiết yến chiêu đãi đường xa mà đến tiết trăng cùng bảo vân khai. Hai người bọn hắn đã hỏi ý qua Tô Hiểu Đường, tại dùng quá trưa sau bữa ăn, bọn hắn liền phải lái chiến hạm rời đi nơi này. Trước đó người đi Tuyền Châu chính là vì bọn hắn. Dùng qua sau bữa cơm trưa, Bảo Vân Khai tìm tới Lê Bạch cùng hắn ước định lần sau gặp mặt đánh một trận về sau, hắn liền cùng Tiết Trăng leo lên chiến hạm nhắm hướng đông bước đi. Nhìn xem bọn hắn đi xa, đứng tại Tô Hiểu Đường bên cạnh thân giả dạ Thiên Ly liền hỏi ý một câu không thể không nói, cái này bốn chiếc chiến hạm, thật nhiều lợi hại, lợi hại đến để người ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Ừm. Nghe dạ thiên ly hỏi, tô hiểu đường cũng không có phủ nhận. Vậy là ngươi sớm đã dự liệu được ta. Kiến tạo chiến hạm mục đích cuối cùng nhất không phải vì hôm nay vượt sông, còn có những chuyện khác. Thật muốn vượt sông, kỳ thật không có chiến hạm cũng có thế vượt qua, chẳng qua là hao tổn binh sĩ nhiều một ít thôi. Sự tình gì? Dạ Thiên Ly lời nói còn không có hỏi xong liền bị Tô Hiểu Đường cắt đứt, hắn hơi sững sờ, cùng với nàng bốn mắt nhìn nhau, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc. Chương 469, Lữ Dương chạy. Chờ đánh hạ kinh thành, ta sẽ nói cho ngươi biết. Được. Đối với Tô Hiểu Đường giấu giếm hạ sự tình, Dạ Thiên Ly vô cùng hiếu kỳ, nhưng lại hiếu kỳ đang nghe tô hiểu đường về sau, hắn cũng chỉ là nặng nề mà gật đầu. Kinh thành Tại dạ thiên ly xuất quân công phá Hoài Nam Thành về sau, toàn bộ triều đình đều tại mật thiết chú ý phía trước chiến sự. Trong kinh thành dân chúng đã bắt đầu lòng người bàn hoàng, thậm chí ôm lấy bi quan ý nghĩ người trực tiếp sớm rời đi. Tại dạ thiên ly xuất quân không uổng phí một binh một tốt vào ở Bách Nam Thành thời điểm, toàn bộ triều đình tiến mắng một mảnh, nhưng bí mật không ít người đều đang làm tướng tới làm dự định. Mà Dạ Thiên Ly xuất quân thành công vượt sông tin tức ngay lập tức truyền đến kinh thành thời điểm, nháy mắt dẫn tới một mảnh xôn xao. Cái gì? 30 vạn đại quân vậy mà không ngăn cản được Dạ Thiên Ly quân đội. Đại bá, các ngươi có đi hay không a? À? Tại tin tức bay đầy trời thời điểm, trong kinh thành lão bách tính vì không nhận chiến sự tác động đến, đã có người bắt đầu dự định ra ngoài tránh tai. Ly Vương quân đội vượt qua sông về sau, chỉ cần công chiếm sông Kinh Thành là được, phương Nam những thành trì khác không cần tiến đánh liền sẽ sinh ra thuộc về. Đi cái gì đi, từ xưa đến nay, quân đội đánh vào Kinh Thành thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không tổn thương bình dân bách tính. Đến lúc đó thật đánh lên, chúng ta chỉ cần trong nhà đóng lại tốt cửa sổ, tránh tốt là được. Bách tính là nước, triều đình là thuyền, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Nếu là tấn công vào thành quân đội đối bách tính xuống tay, như vậy bọn hắn triều đình là ngồi không vững. Nhưng quân đội sẽ không đối với dân chúng xuống tay, lại đối một ít quan viên cùng hoàng thân quốc thích động thủ. Thái hậu, bây giờ Ly Vương đã xuất quân vượt sông, chúng ta không thể không biết về sau dự định A. À. Từ tối hôm qua bắt đầu, Tiêu Nhu Trinh vẫn chú ý tình huống tiền tuyến, cầu nguyện dạ thiên ly thế lực sẽ toàn quân bị diệt bởi vì Lữ Dương trước đó nói, hắn có nắm chắc 10 phần. Nhưng kết quả là, quân đội của triều đình binh bại như núi đổ. Dự định Tính toán gì? Thoát đi hoàng cung, quãng đời còn lại nơm nớp lo sợ sinh hoạt sao? Nàng mới không muốn qua thời gian khổ cực. Nàng còn muốn muôn rèm chấp chính. Nàng Lữ Dương đâu? Ngươi đi đem Lữ Dương cho Ai Gia tìm đến. Bây giờ Dạ Thiên Ly là vượt sông, nhưng hắn muốn xuất quân đánh vào kinh thành, còn cần qua Huyền Vũ thành một quan. Chúng ta còn có cơ hội. Tiêu Nhu Trinh càng nghĩ càng giận, cuối cùng thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía ứng ma ma, để nàng đi đem Lữ Dương tìm đến. Đối mặt tình huống như vậy, Lữ Dương nhất định có biện pháp giải quyết. Còn lo lắng cái gì? Đi a. À. Tiêu Nhu Trinh phân phó một câu, thấy ứng ma ma chậm chạp không động, nàng lập tức trừng nàng liếc mắt, quát. Làm sao? Hiện tại dạ thiên ly còn không có xuất quân công phá kinh thành đâu, nàng cái này Thái Hậu nói chuyện liền không dùng được đúng không? Thái Hậu, tại tin tức truyền đến thời điểm, ngài đã để nô tỳ phân phó người đi triệu lữ đại nhân tiến cung. Hiện tại đã đi ba nhóm người, nhưng đem lữ đại nhân chỗ ở toàn bộ tìm lược đều không có tìm được người khác. Thái Hậu, Lữ đại nhân chẳng lẽ chạy đi. Điên. Đều điên. Tiêu Nhu Trinh rõ ràng đều đã phân phó mấy lần, còn phân phó, mà Lữ Dương sợ là sớm đã đoán trước lấy sự tình không đúng, bỏ trốn mất dạng. Ngươi đánh rắm. Hắn làm sao lại chạy? Hắn. Hắn nhưng là tại Ai Gia bên người đợi hơn 10 năm, đối Ai Gia tình căng thâm chủng, năm đó chính là hắn một tay lo liệu nàng khả năng nâng đỡ dạ thiên thần leo lên hoàng vị. Ngươi đi nói cho lôi liệt, để hắn không tiếc bất cứ giá nào đem dạ thiên ly quân đội chém giết tại huyền Vũ Thành, bằng không ai gia dùng hắn toàn tộc người tính mạng cho ai gia chôn cùng. Lữ Dương phản bội nàng. Chẳng qua không sao. Triều đình còn có 30 vạn đại quân. Ngươi lại phái người đi Tây Bắc Hạ một đạo ý chỉ, tuần thứ sử phản bội triều đình, liên lụy cửu tộc. Dạ thiên ly đáng chết. Chu Tuấn cũng nên chết. Cũng triều đình như vậy tín nhiệm chu gia, liền xem như lúc trước dạ thiên thần đăng cơ, để tình hắn nhiều năm trung thành tuyệt đối phân thượng, cũng không có đem hắn cho đổi đi. Nhưng hắn bây giờ lại ăn cây táo rào cây sung. Đương nhiên, Tiêu Nhu Trinh biết, nếu như một trận dạ thiên ly thắng, cái kia đạo ý chỉ không có nổi chút tác dụng nào, nhưng chỉ cần có cái này đạo ý chỉ tại, như vậy người khắp thiên hạ đều biết Chu gia phản bội triều đình. Gánh vác lấy tội danh như vậy, bọn hắn một nhà cả một đời đều không ngẩng đầu được lên. Vượt sông về sau, Dạ Thiên Ly giống như trước kia, cũng không có thừa thắng sông lên, mà là tại tại chỗ đóng quân tiến hành điều chỉnh. Cô nương, Lữ Dương chạy, nô tỳ đã sai người đối với hắn tiến hành bắt. Đưa tiễn tiết trăng, Bảo Vân khai hai người sau khi trở về, lục ngạc liền đưa qua một tin tức. Nghe vậy, Tô Hiểu Đường cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thôi, đem người gọi trở về đi, bọn hắn căn bản là bắt không được hắn. Lữ Dương Thân là thuật sĩ, trên người bản lĩnh nhưng lớn đâu, đoán chừng toàn bộ thiên can địa chi xuất động đều không phải đối thủ của hắn. Chẳng qua bây giờ Lữ Dương thoát ly triều đình, tính uy hiếp đã đại đại giảm nhỏ, đến lúc đó chờ dạ thiên ly đánh hạ kinh thành, nàng lại rảnh tay xử lý hắn. Khi muốn hay không thông báo phong vân các một tiếng. Phong vân các đã sớm phái người nhìn chầm chầm hắn, cũng không biết bọn hắn có thể hay không chầm chầm đến ở. Sớm biết được Lữ Dương thân phận về sau, Tô Hiểu Đường liền nói cho Phong Vân Các, Phong Vân Các phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn là câu nói kia, Lữ Dương thực lực mạnh, người lại giảo hoạt, rất khó hàng phục hắn. Không cần quản hắn, cái kia ngũ độc môn đào hồng diệp có thể xử lý. Ban đầu ở phái hành sơn võ lâm đại hội bắt đến đào hồng diệp, tôi hiểu đường từ trong miệng nàng nảy ra đến một chút đồ vật. Mà bây giờ, đào hồng diệp đã không có tác dụng, tất nhiên là không cần giữ lại, bằng không đem nàng thả lại trong giang hồ, còn không biết sẽ có bao nhiêu vô tội tính mạng hao tổn đến trong tay của nàng. Vâng. Còn có, để người nhìn chầm chầm dạ thiên ngữ, dạ thiên thần, triệu yên nhiên đừng để tiêu nhu trinh xuống tay với bọn họ hiện tại bọn hắn rời kinh thành chỉ còn lại một cái huyền vũ thành phía trước trinh sát đến báo tứ tượng thành quân lực hiện tại toàn bộ tại huyền vũ thành tập kết chỉ cần qua cửa này kinh thành tự sụp đổ huyền vũ thành mặc dù binh lực không ít nhưng sĩ khí trầm thấp tôi hiểu đường cảm thấy bọn hắn chí ít có bảy thành nắm chắc có thế cầm xuống đến lúc đó tin tức truyền đến hoàng cung, tô hiểu đường lo lắng tiêu nhu trinh sẽ triệt để điên dại giết chết tô hiểu đường nói tới những người này. cô nương yên tâm, ta sẽ để cho bọn hắn nhìn chằm chằm chút. trong tinh thành lưu người đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bọn hắn nếu là liền việc nhỏ như vậy cũng làm không được, vậy thì chờ lấy bị phạt đi. biểu ca, hôm qua một trận cảm giác thế nào? hôm qua một trận sở dĩ thắng được nhanh như vậy? cũng có bắt đường quân tham dự trong đó nguyên nhân, mà lại bọn hắn chia ra rất nhiều đường. Từ mấy chỗ địa phương đột phá, để triều đình quân đội giữ vững một chỗ, thủ không được một nơi khác. Tối hôm qua, Mạc Quang Diệu chính là trong đó một chi dẫn đầu lên bờ đội ngũ. Mà một trận, là Mạc Quang Diệu nhiều năm qua lần đầu xuất chiến. Chúng ta bắt đường quân diễn luyện nhiều, ngay từ đầu mặc dù còn có chút không thích ứng, nhưng rất nhanh liền dung nhập trong đó. Ngươi xem bọn hắn, cả đám đều ma quyền sát trưởng liền đợi đến cầm xuống huyền vũ thành kiếm công tích đâu. Chương 470, chân của ngươi xem như bảo trụ. Ước chừng là vượt sông một trận chiến này, mà quan diệu đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, bây giờ còn đang cao hứng, ngày bình thường kiệm lời ít nói hắn, khó được tại tô hiểu đường trước mặt lộ ra như thế phấn chấn vượt xong một trận chiến đánh cho không sai, nhưng mọi người cũng không thể phớt lờ, tiếp xuống chiến sự càng muốn cẩn thận mới là. Ngươi yên tâm. Kiêu binh tất bại. Điểm này cơ bản thường thức, mà quan diệu vẫn hiểu. Quân đội còn tại chỉnh đốn, tô hiểu đường trong lúc rảnh rỗi liền trợ giúp tất đại phu bọn hắn cho thương binh trị thương. Bây giờ đã là tháng 12 phần. Nàng đã có 3 tháng gần 4 tháng mang thai, Bụng đã hiển mang, chẳng qua thời tiết lạnh, mặt trên người dày, cũng nhìn không ra cái gì tới. Nữ quân, để cho ta tới đi. Tôi hiểu đường có thai một chuyện, dạ thiên ly từng dặn dò qua tất đại phu không muốn ngoại chuyện, cho nên biết nàng có thai người, ở đây chỉ có tất đại phu. Tất đại phu lo lắng nàng sẽ mệt mỏi, một mực đi theo phía sau của nàng, vừa có cái gì công việc bẩn thiểu mệt nhọc, hắn ngay lập tức đi lên cướp làm một điểm nhỏ việc mệt mỏi không được ta nhỏ việc cũng là việc góp gió thành bão vẫn là sẽ mệt mỏi nữ quân vẫn là cho thêm chúng ta chỉ điểm chúng ta vào tay đi làm tất đại phu nơi nào sẽ không biết cô hiểu đường rất lợi hại nhưng lợi hại cũng không được dù sao không sợ vạn nhất liền sợ một vạn một khi xảy ra vấn đề gì vương gia sợ là cái thứ nhất xử lý chính là hắn hắn một cái lão cốt đầu đảm đương không nổi trách nhiệm này vậy được rồi nhìn ra được tất đại phu lo lắng tôi hiểu đường cũng chỉ đành coi như thôi nhiều động miệng ít động thủ ngẫu nhiên sẽ còn vào tay làm mẫu ngươi không cần phải sợ ta sẽ không hại ngươi cứu chữa bị tổn thương tôi hiểu đường là từ trọng đến nhẹ những cái này bị tổn thương bên trong không thiếu bị triều đình quân đội vứt thương binh tại đi đến một cái thương binh trước mặt tôi hiểu đường muốn đi động thủ thời điểm nhìn tuổi không lớn lắm binh sĩ đột nhiên tránh một chút mở to hai mắt phòng bị mà nhìn xem nàng cái này người là triều đình bên kia binh sĩ có chút phòng bị cũng đương nhiên tôi hiểu đường cũng không có sinh khí mà là mở miệng an ủi nữ quân hắn như vậy không biết điều ngươi cũng không cần trị thương cho hắn cho tiểu nhân trị đi tiểu nhân chân đau trước kia trong quân đội Tôi hiểu đường danh vọng liền khá cao, rất nhiều người đều muốn gặp nàng một lần, không nghĩ tới hắn tương đối may mắn, vậy mà thật nhìn thấy. Trong lòng kích động, không lời nào có thể diễn tả được, mặc dù đùi phải của hắn có gãy mất nguy hiểm, nhưng có thế bị nữ quân trị liệu cũng đáng. Người nếu là thật chân đau, ít nói chuyện liền không thương. Mở miệng thụ thương binh sĩ là cái như quen thuộc, lẩm lẩm liệt liệt, không có một tia ngăn cách mở miệng cười đùa tí tửng, xem xét chính là loại kia lẫm lẫm liệt liệt người. Ngươi đừng sợ. Tô hiểu đường giận binh sĩ kia một câu, dẫn tới không ít người cười vang, mà binh sĩ kia đỏ bừng mặt, không còn dám lắm miệng. Thấy thế, tô hiểu đường không tiếp tục đi để ý gặp hắn, mà là đi đến binh sĩ kia trước mặt, đưa tay ra. Lần này, hắn không có kháng cự. Tên lính này tuổi không lớn lắm, cũng liền 16-17 tuổi tiếp trước tận thế còn chưa tiến đến trước tuổi như vậy vẫn là cái học trung học hài tử nhưng bây giờ lại muốn trên chiến trường chém giết nghĩ đến đây tôi hiểu đường nhiều hơn mấy phần ôn nhu cho hắn cẩn thận làm kiểm tra cũng tự tay cho hắn may thương thế nàng động tác rất chậm nhưng chậm bên trong có thứ tự lúc đầu rất khó xử lý vết thương đến trong tay của nàng đúng là đơn giản như vậy trong lúc nhất thời đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ Chờ phản ứng lại thời điểm, Tô Hiểu Đường đã kêu gọi đi theo phía sau nàng một năm nhẹ đại phu tiến lên. Ngươi đến giúp hắn thanh tẩy vết thương tiến hành may đi, ta ở một bên giúp ngươi xem. Kỳ thật từ lần trước tại đang thành một trận chiến về sau, Tô Hiểu Đường dưới tay đại phu liền đi truyền thụ tất đại phu bọn người may vết thương. May vết thương đơn giản, vừa học liền biết, nhưng đối với một chút trẻ tuổi đại phu đến nói, bọn hắn vào tay cơ hội rất ít, tay nghề cũng liền lạnh nhạt chút cho nên tại bị tô hiểu đường điểm danh thời điểm cái kia trẻ tuổi đại phu hơi sững sờ nữ quân liền xem như ngài không nghĩ cho ta trị liệu cũng không thể tìm không có kinh nghiệm a à, tiểu nhân cầu ngài giúp tiểu nhân biến thành người khác niên đại đại phu ước chừng là không quá sẽ che lấp tâm tình của mình đem hết thảy cảm xúc đều viết lên mặt mà vừa mở miệng binh sĩ đoán chừng cũng là sẽ nhìn mặt mà nói chuyện xem xét phản ứng của hắn trời đi khẩn trương lên khẩn cầu ánh mắt chuyển đến tôi hiểu đường trên thân mà tôi hiểu đường hoàng lại lấy ánh mắt không có mở miệng lại đem hắn muốn nói lời cho toàn bộ phá hỏng lập tức an trí thương binh trong doanh trướng truyền đến từng đạo thê lương heo tiếng kêu lục ngạc cho hắn viên thuốc ăn bị thanh lý may vết thương ít nói binh sĩ rốt cục yên tĩnh nhiều mắt đỏ vành mắt nước mắt lượn quanh nhìn cũng trách đáng thương nhưng tôi hiểu đường nhìn xem hình dạng của hắn chỉ muốn cười cố nén cười nàng quay đầu nhìn về phía lục ngạc phân phó nói ăn viên này thuốc chân của ngươi liền xem như bảo trụ dạng này hảo dược đặt tại bọn hắn y quán bán một viên cần một ngàn lượng bạc nhưng lại nhiều bạc có thế đổi về một cái chân cũng đáng đa tại nữ quân nghe nói chân của mình có thế bảo trụ binh sĩ cảm thấy rất là cao hứng nuốt vào dược hoàng quay đầu nhìn về phía tô hiểu đường mở miệng cảm tạ. Trong thanh âm mang theo yếu ớt giọng nghẹn ngào. Tô hiểu đường vẫn như cũ nín cười, nhưng đi theo phía sau nàng người lại đều không nhịn được, cũng may cái này trong doanh trướng bị tổn thương đều đã trị liệu xong. Đi theo tô hiểu đường bước chân, từng cái bước ra rời đi. Ô ô! Không mặt mũi gặp người. Người đều đã đi, nhưng những cái kia tiếng cười vẫn như củ quanh quẩn bên tai bờ binh sĩ muốn chui khóc trống lại phát hiện công không được chân lão huynh vừa rồi cái cô nương kia quả nhiên là bắt đường nữ quân ngay tại binh sĩ cực kỳ bi thương thời điểm đột nhiên vang lên bên tai một đạo yếu ớt thanh âm quay đầu nhìn lại là cái kia trước đó bị nữ quân tự mình động thủ chữa trị bị triều đình tiểu binh vừa nghĩ tới nữ quân cho hắn trị liệu không có cho mình trị liệu binh sĩ trong đầu liền rất là không cân bằng nhìn về phía tiểu binh ánh mắt cũng lập tức tràn ngập địch ý đương nhiên cái này còn có thế là giả đây chính là bắt đường nữ quân bọn hắn vương gia tương lai vương phi cũng có thể là tương lai tân triều hoàng hậu binh sĩ mặc dù bất mãn tiểu binh nhưng vẫn là có chút tự hào lên tiếng bắc đường nữ quân thật là tốt tại tiểu binh nhận biết cùng trải qua bên trong phàm là có một quan nửa chức quan viên đều là như vậy cao cao tại thượng đừng bảo là tự tay cho bọn hắn trị liệu thương thế liền nhìn nhiều liền có thể cảm thấy là đối bọn hắn làm bẩn đó là đương nhiên nghe tiểu binh cảm khái binh sĩ ngạo kiều hơi nghiêng đầu lập tức không biết làm sao vậy bối rối bỗng nhiên đột kích hắn đánh một cái thật dài ngáp liền nằm xuống hô hấp ở giữa người đã ngủ có mệt hay không Dạ thiên ly bận biệu hồi lâu, chờ trở lại đại trướng, nhưng không có nhìn thấy tô hiểu đường, hỏi qua về sau hắn mới biết được tô hiểu đường đi hỗ trợ. Nàng người mang có thai, dạ thiên ly là cấm nàng làm sống lại, không nghĩ tới nàng chính là không nghe lời, thế là liền tự mình tìm qua. Chương 471, tiếng đánh huyền Vũ Thành Đợi khi tìm được người, tô hiểu đường còn có chút không nguyện ý đi về cùng nàng, khuyên mấy câu, nàng mới nhả ra. Tất đại phu một mực chiếu cố ta, ta không có làm cái gì. Một điểm nhỏ việc, nếu là cảm giác bị mệt mỏi, nàng mấy năm tu luyện cũng không phải tu luyện uổng phí sao. Ngày mai không cho phép lại đi, bọn hắn có thể xử lý được. Ừm, ta biết. Dạ thiên ly tại tô hiểu đường trước mặt, là một câu cứng rắn lời nói đều nói không ra miệng, trực tiếp cho tô hiểu đường hạ cấm chỉ lệnh mà tô hiểu đường biết hắn là tại quan tâm nàng, thế là liền thuận hắn, nhẹ gật đầu, đáp ứng hạ việc này. Ngày kế tiếp, tô hiểu đường thật không có đi, bởi vì hôm qua thụ thương bị tổn thương đều đã xử lý xong, chẳng qua để phòng vạn nhất, tô hiểu đường vẫn là để lục ngạc cho tất đại phu đưa lời nói. Nếu là xuất hiện bọn hắn xử lý không được tình huống liền phái người tranh thủ thời gian tới thông báo. Bình thường đánh thắng một trận, quân đội làm hai ba ngày điều chỉnh liền sẽ một lần nữa xuất phát, mà vượt sông về sau, tổn thất nghiêm trọng, tiếp xuống lại chính là một trận đại chiến, cho nên dạ thiên ly dự định ở đây dừng lại điều chỉnh bảy ngày trái phải. Cô nương, nghe ngươi thu xếp, tiếc răng, bảo vân khai đám người đã làm tốt phòng ngự. Ừm. Tại chỉnh đốn thời điểm, tôi hiểu đường không có chuyện để làm, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ thu xếp một ít chuyện, hiện tại bên ngoài thế cục, trên cơ bản chính là huyền vũ thành một trận chiến phân thắng thua nhưng ở chỗ tối còn cần có rất nhiều cần giải quyết sự tình chỉ có xử lý xong những chuyện này thiên hạ tranh đoạt mới có thể hết thảy đều kết thúc bảy ngày thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn chỉnh đốn hoàn tất về sau các binh sĩ một lần nữa bị biên đội tinh thần dịch dịch hướng phía huyền vũ thành phương hướng xuất phát đến huyền vũ thành về sau bọn hắn đại quân sẽ không lại hạ trại, mà là sẽ trực tiếp đối Huyền Vũ tòa thành nhỏ này tiến hành tiến đánh. Mà Huyền Vũ thành cũng đã sớm làm tốt quyết nhất tự chiến chuẩn bị. Đợi cho Dạ Thiên Ly xuất quân đi vào ngoài thành cách đó không xa lúc, hắn liền thấy dẫn đầu lôi liệt. Tên phản đồ này. Nhìn thấy lôi liệt một khắc này, Dạ Thiên Ly trong đầu bình tĩnh như nước, nhưng Lê Bạch cùng Hoắc Tử Long lại tức điên bọn hắn trắng răng liền phải xông đi lên đem lôi liệt cho giáo huấn một lần. Nhưng nghĩ thì nghĩ là một chuyện, có thể hay không đi làm lại là một chuyện, tại Dạ Thiên Ly không lên tiếng điều kiện tiên quyết, bọn hắn chỉ có thể trước chịu đựng. Cô nương, một trận, chúng ta sẽ thắng a. Dạ Thiên Ly xuất quân rời đi, Tô Hiểu Đường không cùng theo đi qua, chẳng qua bắt Đường Quân lại tham dự trong đó. Đợi cho bọn hắn rời đi về sau, Lục Ngạc ước chừng lấy bọn hắn đến thời gian, hỏi Tô Hiểu Đường. Sẽ. Đôi bên binh sĩ số lượng không sai biệt lắm, nhưng chất lượng bên trên, Tô Hiểu Đường dám nói bọn hắn bên này càng hơn một bậc, lại thêm bọn hắn bên này khí thế càng mạnh, cho nên tỷ số thắng ép đối phương một đầu. Có điều, cuộc chiến này đánh thật hay, cũng sẽ hao tổn không ít người. Chúng ta chậm rãi chờ đi, không nóng nảy quyền vũ thành một trận chiến, hẳn là thịt đối thịt vật lộn, nếu là thuận lợi, trong vòng một ngày tình hình chiến đấu liền sẽ kết thúc. Bọn hắn hiện tại muốn làm chỉ có chờ. Hai quân giằng co, dạ thiên ly cùng lôi liệt cách xa nhau trăm mét, mặt đối mặt không sai biệt lắm nhìn nhau có một khắc đồng hồ, cuối cùng là lôi liệt nhịn không được, ra lệnh một tiếng, trống trận lên, hắn xuất quân hướng phía dạ thiên ly quân đội đánh tới ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian mà thôi, đôi bên tại huyền vũ ngoài thành hỗn đánh lên, trong lúc nhất thời, máu tươi văng khắp nơi. Đôi bên ngươi tới ta đi. Ăn ta một thương. Năm đó lôi liệt tại dạ thiên ly thủ hạ thời điểm, chính là thứ nhất mảnh tướng, thực lực cùng hắn không sai biệt nhiều. Mà mấy năm này, dạ thiên ly một mực đang tiến bộ, không nghĩ tới lôi liệt cũng giống như thế. Mấy chiêu đối xong, đôi bên đã mò thấy lẫn nhau thực lực. Lôi liệt không còn có lưu chuẩn bị ở sau, mãnh liệt hướng phía dạ thiên ly khởi xướng tiến công. Dạ thiên ly cũng không phải ăn chay, có long tuyền kiếm nơi tay, không sợ chút nào lôi liệt ngàn cân áp đỉnh, một chiêu tiếp lấy một chiêu ứng đối, dần dần, thực lực đã chiếm thượng phong. Lôi liệt cũng tự biết không phải dạ thiên ly đối thủ, trong lòng đã sinh ra hẳn phải chết ý chí, hội tụ mình mạnh nhất một kích hướng phía dạ thiên ly ngực đâm tới. Nhưng trong tay hắn trường thương tuyệt không đâm vào dạ thiên ly lồng ngực, ngược lại lồng ngực của mình đỏ tươi một mảnh, long tuyền kiếm xẹt qua, không dính một giọt máu. Thật có lỗi. Một kiếm xuống dưới, lôi liệt trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, nằm rạp trên mặt đất, đầu phương hướng đối dạ thiên ly, tắt thở trước, trong miệng tung ra mơ mơ hồ hồ hai chữ. Là hắn xin lỗi dạ thiên ly. Vì hắn thân nhân, hắn thành nghìn người chỉ hèn nhát. Nhưng hắn chuyện làm, trước kia không hối hận, hiện tại cũng không hối hận, bởi vì hắn đem mình thiếu, hiện tại cũng đã còn. Về phần hắn người nhà, hắn đều chết rồi, còn quản cái gì người nhà không người nhà. Hoàn cảnh chung quanh ồn ào, Dạ Thiên Ly tuyệt không nghe rõ, chẳng qua hắn không lắm để ý, trực tiếp lấy lôi liệt thủ cấp, đưa nó treo ở cửa thành phía trên. Tướng quân chết rồi. Tướng quân chết rồi, mọi người mau trốn a. À. Lĩnh quân tướng sĩ vừa chết, quân tâm lập tức tan rã, vốn là không có bao nhiêu đấu trí triều đình binh sĩ, khi nhìn đến lôi liệt đầu lâu về sau, từng cái lập tức sinh ra chạy trốn tâm tư. Cũng liền tại lúc này, không biết là ai hô một tiếng, lục tục ngo ngoe đã có người bắt đầu hoảng hốt chạy bừa muốn chạy trốn chủ động tước vũ khí tiếp nhận đầu hàng người chuyện cũ sẽ bỏ qua chủ động tước vũ khí tiếp nhận đầu hàng người chuyện cũ sẽ bỏ qua từ khai chiến đến kết thúc không nghĩ tới ngắn ngủi không đến hai khắc đồng hồ thời gian liền kết thúc nhìn qua từng cái vô tâm ham chiến bắt đầu chạy trốn binh sĩ liền có người hô lên trốn cái gì trốn gia nhập bọn hắn cùng một chỗ không tốt sao vương gia đang đuổi hướng Huyền Vũ trước thành, tất cả mọi người làm tốt liều chết quyết đấu chuẩn bị, nhưng ai có thể muốn lấy được sẽ là kết cục như vậy. Dựa theo trước đó dự đoán, bọn hắn đến Huyền Vũ thành về sau, cửa thành đóng, bọn hắn tiến hành công thành tiến hành một phen đoạt thành đại chiến. Lập tức công phá cửa thành về sau, bọn hắn đôi bên tiến hành huyết chiến. Mà bọn hắn vừa đến nhìn thấy lại là lôi liệt mở thành nghênh chiến. Kết quả đối phương ngay từ đầu còn có một điểm sức phản kháng, chờ lôi liệt vừa chết, rắn mất đầu, bọn hắn liền quân lính tan rã. Vào thành Triều đình mấy chục vạn đại quân quân lính tan rã, đoán chừng một màn này cũng có thế tại trên sử sách hung hăng lưu lại một bút. Chẳng qua dạ thiên ly đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú, hắn giờ phút này nhìn qua tường đồng vách sắt tường thành, thở dài một tiếng. Là lôi liệt nhưng cho dù là hắn, hắn trước kia chuyện làm hắn cũng sẽ không tha thứ. Huyền Vũ Thành phá biến mất nhanh chóng từ nơi này truyền ra ngoài. Dạ Thiên Ly mang theo ngũ vị tạp trần tâm tình leo lên Nam Thành tường, đưa mắt nhìn lại, trọng lớn kinh thành ngay tại cách đó không xa, có thể đụng tay đến. Vương gia muốn tiếp tục tiến đánh kinh thành sao? Hiện tại thời gian còn sớm, nếu là thuận lợi bọn hắn đến trước khi trời tối, nhất định có thế cầm xuống kinh thành. Toàn bộ kinh thành hiện tại chỉ còn lại 3 vạn cấm vệ quân cùng 6.000 ngự lâm quân, căn bản liền không đáng chú ý. Chờ đường đường tới. Triều đình hiện tại cũng không có binh lực, kinh thành hiện tại chính là vật trong túi của hắn, sớm đi chậm chút đối với hắn mà nói đều râu ria. Chương 472, Kinh Thành Phá, lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng đi thôi. Dạ Thiên Ly xuất quân đến Huyền Vũ Thành về sau, ngay sau đó liền có tin tức đưa đến Tô Hiểu Đường nơi này, lúc đầu Tô Hiểu Đường còn rất lo lắng, nhưng ở biết được Lôi Liệt xuất quân ở cửa thành nên chiến thời điểm, nàng liền biết trận này chiến sự sẽ rất nhanh kết thúc. Quả nhiên, không đầy một lát phong thư thứ hai đưa tới, phía trên nội dung đã viết rất rõ ràng, Dạ Thiên Ly thuận lợi cầm xuống Huyền Vũ Thành. Huyền Vũ Thành vừa vỡ Trận này lề mề chiến sự đối với bọn hắn mà nói liền xem như kết thúc. Cô nương, chiến sự đã kết thúc, muốn hay không viết thư cho đại nương tử, để nàng cùng nhu cô nương đồng thời trở về. Chiến sự kết thúc, mà Quyển Thanh cũng không cần lưu tại đại lý, mà chờ dạ thiên ly vào ở Kinh Thành, đến lúc đó hắn cùng tô hiểu đường hôn lễ nhiều nhất trì hoãn đến năm sau. Đương nhiên tại năm trước cũng là có khả năng. Muốn viết. Nghe Lục Ngạc hỏi như vậy, Tô Hiểu Đường tự nhiên cũng nghĩ đến Dạ Thiên Ly từng hứa hẹn qua hôn sự của nàng, thế là liền nhẹ gật đầu làm ra đáp lại. Tô Hiểu Đường cùng Lục Ngạc cưỡi xe ngựa đi vào Huyền Vũ Thành thời điểm, nơi này cờ xí cùng binh lính thủ thành đã thay đổi hoàn tất. Vừa nhìn thấy các nàng cưỡi xe ngựa tới, lập tức có người tiến lên nghênh đón, cũng dẫn theo bọn hắn thẳng đến thành bên trong, đến phủ tướng quân. Đợi đến phủ đệ dạ thiên ly đã chờ ở cửa chờ xe ngựa dừng hẳn hắn mau tới tiến đến nâng tô hiểu đường xuống xe ngựa tại chúng tướng sĩ trong mắt dạ thiên ly luôn luôn là bất cận nhân tình luôn luôn lạnh như băng lấy một gương mặt đối với người nào đều không giả lấy nhan sắc mà đối tô hiểu đường hắn luôn luôn quan tâm nhập vi ngay từ đầu thời điểm chúng tướng sĩ rất là chấn kinh thời gian lâu dài bọn hắn đã thành thói quen cũng bắt đầu ao ước lên hai người bọn họ tình cảm. Làm sao không trực tiếp đi kinh thành? Dựng vào dạ thiên ly tay, tô hiểu đường chậm rãi đi xuống xe ngựa, nhìn về phía hắn lần đầu tiên liền hỏi một câu nói như vậy. Huyền Vũ Thành rời kinh thành không xa, chờ công chiếm xong kinh thành, bọn hắn cũng có thế trong kinh thành thật tốt nghĩ một chút. Tối nay hành quân, tranh thủ sáng sớm ngày mai đem kinh thành lấy xuống, dạng này ban ngày có thế có nhiều thời gian hơn đi làm việc tình. Cũng tốt. Dạ thiên ly một khi tấn công vào kinh thành, tiếp xuống chính là đối kinh thành tiến hành quét sạch, trừ cái đó ra, hắn còn cần chuẩn bị đăng cơ đại điển. Dù sao đủ loại nhiều chuyện phải tính không kể xiết. Chẳng qua ngày mai. Sợ là dạ thiên ly muốn cùng một ít người tính toán trước kia sổ sách. Đương nhiên, ngươi nếu là hỏi bọn hắn hiện tại không đi kinh thành, không sợ những người kia thừa dịp đêm nay chạy trốn xong sao? Tự nhiên không sợ, bởi vì tại dạ thiên ly xuất quân tiến đánh huyền Vũ Thành trước đó, đã có ba vạn bắt đường quân tướng Kinh Thành vây lại. Bởi vì trong đêm muốn hành quân, cơm trưa đẩy về sau một canh giờ, cơm tối về sau hoãn lại một cái nửa canh giờ. Dùng qua cơm tối, chờ một canh giờ, đại quân mới từ huyền Vũ Thành xuất phát mà Tô Hiểu Đường cưỡi xe ngựa được an bài tại đội ngũ sau cùng mặt. Tại huyền Vũ Thành đợi trong vài canh giờ, Tô Hiểu Đường đã hiểu rõ đến huyền Vũ Thành một trận chiến tình huống cụ thể. Tuy nói triều đình quân đội bị bại nhanh, nhưng bọn hắn bên này cũng thua tiền hơn 1.300 người, đủ để tưởng tượng, ngay lúc đó tình hình chiến đấu là đến cỡ nào kịch liệt. Cô nương muốn xuống xe sao? Huyền Vũ Thành rời Kinh Thành cũng không xa, Đi hơn một canh giờ điểm, xe ngựa liền chậm rãi ngừng lại. Muốn đem kinh thành công chiếm xong đến, còn cần một đoạn thời gian, khoảng thời gian này đợi trong xe ngựa sẽ buồn bực phải hoãn, thực sự không tiến lên không gian bên trong cũng được. Xuống xe hít thở không khí. Nơi này không ít người, mặc dù không ai dám vén xe của nàng màng hoặc là xông tới, nhưng vẫn là chú ý cẩn thận tốt, không gian liền không tiếng. Thế là Tô Hiểu Đường liền kêu gọi Lục Ngạc, hai người cùng nhau xuống xe ngựa, phía trước, Dạ Thiên Ly đã bắt đầu xuất quân công thành. So với huyền Vũ Thành, Kinh Thành tiến hành phòng ngự, mà lại phòng ngự năng lực so với những thành trì khác đều rất mạnh. Chỉ có điều. Song phương quân lực cách xa thực sự quá lớn, đánh trong chốc lát cầm, không tốt đánh trận cấm vệ quân đã mất đi chiến đấu lòng tin. Đang đuổi ở trước khi trời sáng, kinh thành cửa thành bị công phá, đợi cho dạ thiên ly đợi đến tô hiểu đường tới, cùng nàng cùng một chỗ chính thức bước vào kinh thành một khắc này, khắp kinh thành trên đường cái không nhìn thấy bất cứ bóng người nào. Trong thành lão bách tính đều ở nhà trốn tránh đâu. Mà dạ thiên ly xuất lĩnh quân đội cùng bắt đường quân đều kỷ luật nghiêm minh, kỷ luật phương diện này, bọn hắn không cần mệnh lệnh ước thúc. Vừa tiến đến, dạ thiên ly mang theo lục ngạc cùng đại quân dọc theo quen thuộc đường đi, bọn hắn thẳng đến hoàn thành. Nương nương, cửa thành đã bị công phá, ngài hiện tại nếu là đi còn kịp. Kinh thành bị bắt đường quân đoàn đoàn vây quanh, trong thành người chạy không ra được, nhưng là hoàng cung cửa không thể bị vây lại, trong vòng một đêm, trong cung cung nhân chạy đi không ít. Cũng chết không ít. Những cái kia chết đi người đều là tiêu nhu trinh hạ lệnh giết. Mà tiêu nhu trinh từ hôm qua huyền vũ thành phá về sau, nàng liền mặc một thân trắng loãng áo lót một mực ngồi tại kính trang điểm trước không nhúc nhích thẳng đến hừng đông lúc trước kiến tạo hoàng cung thời điểm trong cung đều có thông hướng phía ngoài ám đạo hiện tại tiến vào ám đạo bọn hắn nói không chừng còn có thế chạy trốn đi hướng đi nơi đâu hoàng cung chính là nàng nhà cho dù chết nàng cũng phải chết ở chỗ này ai da không đi cũng không đi đâu cả ai da muốn. Thôi. Dạ thiên ly cùng tô hiểu đường, nàng liền không gặp, miễn cho bọn hắn thấy được nàng bộ dáng này, đến lúc đó chê cười nàng. Nàng có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể để cho hai người bọn họ tiện nhân chế dẻo. Ngươi nếu là đi, ngươi thu thập một chút có thể mang đi vàng bạc, hiện tại liền đi. Nếu là không đi, vậy liền cho ai ra rửa mặt thay quần áo. Đã muốn chết, như vậy phải chết thể diện một chút. Giống bộ này quỷ bộ dáng là không được. Nô tỳ không đi. Nô tỳ chiếu cố thái hậu nhiều năm, cho dù là chết, nô tỳ cũng phải đi theo. Ứng ma ma có lúc mặc dù cũng thật thống hận tiêu nhu trinh, nhưng nhiều năm như vậy đến, tiêu nhu trinh mặc kệ giết bao nhiêu người, làm bao nhiêu chuyện xấu, lại đối nàng vẫn như cũ như lúc ban đầu. Làm người không thể không có lương tâm. Hiện tại Tiêu Nhu Trinh ở vào sinh tử tồn vong thời điểm, nàng làm sao có thể bỏ xuống nàng một người rời đi. Không nghĩ tới kết quả là, vẫn là ngươi đối ai gia trung thành nhất, sớm biết, ai gia lúc trước liền cho ngươi chất tử nhiều thăng mấy lần quan. Nghe ứng ma ma nói nàng không đi, nói thật, Tiêu Nhu Trinh vẫn là rất có chút ngoài ý muốn, bởi vì nàng biết mình đối người không tốt. Thái hậu cho nô tỳ đồ vật đã đủ nhiều, nô tỳ rất là thỏa mãn. Thái hậu, mời nô tỳ lại hầu hạ ngài một lần cuối cùng thay quần áo đi. Nói, ứng ma ma ném đi trong lòng tạp niệm, bắt đầu vì tiêu nhu trinh tiến hành rửa mặt trang điểm, không nhiều một lát, phượng bào liền tròn tại trên người nàng. Nhìn lấy mình một thân phượng bào, nhớ tới những năm này tiếng cung mưa gió, kết quả là, tính toán xảo diệu, đúng là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng Trừ cái đó ra, cái này thế đạo còn dạy sẽ nàng không nên tùy tiện tín nhiệm người bên ngoài, bằng không ngươi liền sẽ lừa gạt không có gì cả. Đi chuẩn bị một cây lụa trắng đi. Xuyên thấu qua gương đồng, nhìn về phía mình trong kính, tiêu nhu trinh khóe mắt chảy xuống một giọt thanh lệ, để ứng ma ma đi chuẩn bị lụa trắng. Chương 473, tiến vào hoàng cung. Ứng ma ma rất nhanh liền đem lụa trắng chuẩn bị kỹ càng, trừ lụa trắng nàng còn chuẩn bị độc tử cùng chủy thủ, liền sợ tiêu nhu trinh tại trước khi chết, đột nhiên muốn đổi một loại kiểu chết. Ta sống cả một đời, vẫn là ngươi hiểu rõ ta nhất. Nhìn thấy ứng ma ma lấy ra đồ vật, tiêu nhu trinh không biết làm sao, đột nhiên liền cười, trong lúc cười ẩn lấy nước mắt. Cho hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử, còn có công chúa độc dược sai người bưng đi qua sao? Tiêu nhu trinh không muốn sống, đồng thời nàng cũng không nghĩ để bọn hắn sống, mặc dù ngay trong bọn họ có người điên, có người nửa chết nửa sống. Độc dược trộn lẫn tại bổ trong canh, hẳn là sẽ lừa bịp qua bọn hắn. Thái hậu yên tâm tốt, đến lúc đó bọn hắn, còn có nô tỳ đều sẽ bồi tiếp ngài cùng đi hoàng tuyền lộ. Ứng ma ma đi theo tiêu nhu trên mấy chục năm, hoàn toàn chính xác hiểu rõ nàng, nhưng cũng không nghĩ ra nàng đối với mình thân nhân cũng là thật hung ác nhất là bệ hạ. Nàng lại thế nào thích quyền thế, muốn buông rèm chấp chính, đem khống triều chính, cũng không nên đối với mình con ruột xuống tay a. Chẳng qua bây giờ nói cái gì đều muộn. Ứng ma ma cho tiêu nhu trinh đem lụa trắng chuẩn bị kỹ càng, khi thấy tiêu nhu trinh treo ở lụa trắng bên trên về sau, nàng cũng bưng lên một chén độc tử hướng trong miệng mình đưa. Nhưng độc tử vừa bưng lên đến, đột nhiên liền bị một viên cục đá cho đánh nát cái chén, độc tử vải đầy mặt đất, mà tại ứng ma ma còn không có kịp phản ứng thời điểm, treo tiêu nhu trinh lộ trắng cũng đột nhiên đoạn mất. Là có người tới cứu bọn hắn sao? Hiển nhiên không phải. Chủ tử, vừa rồi tội phụ tiêu thị muốn tự sát cũng mưu hại hoàng gia dòng giỏi, đã bị chúng ta ngăn lại. Cửa thành cách hoàn thành đường quá xa, dạ thiên ly cùng tô hiểu đường cưỡi ngựa nhi hướng bên kia chậm rãi đi tới đều nhanh muốn tới cửa cung, một người áo đen tới bẩm báo sự tình. Người này là dạ thiên ly người. Về phần tô hiểu đường xếp vào trong hoàng cung người, đã nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, tại hôm nay trước kia đã toàn bộ rút lui. Chẳng qua nghe người áo đen báo cáo, tô hiểu đường không khỏi có chút thổn thức, trước một khắc vẫn là thái hậu, sau một khắc liền thành tiêu thị. Vẫn là tội phụ tiêu thị. Tô Hiểu Đường rất muốn biết nếu là Tiêu Nhu Trinh nghe được những lời này thời điểm, có thể hay không thẹn quá hóa giận chửi ầm lên. Người áo đen hồi báo xong sự tình, hắn liền rời đi, Dạ Thiên Ly cùng Tô Hiểu Đường tại các binh sĩ mở đường dưới, nghênh ngang ngồi trên lưng ngựa thẳng đến trong cung. Liền tại bọn hắn vào cung một khắc này, toàn bộ kinh thành toàn bộ bị phong tỏa, từ giờ khắc này, Đại Chu chính thức đổi chủ. Vương gia, nữ quân Tiêu thị đám người đã bị giam giữ. Tiến vào hoàng cung về sau, Dạ Thiên Ly cũng không muốn ngay lập tức đi gặp mấy người kia, hắn chỉ là phân phó đem bọn hắn cho đóng lại. Lục Ngạc, ngươi đi theo Tử Long đi chọn một chút trong cung người, có thể sử dụng lưu lại, không thể dùng toàn bộ đuổi đi. Cùng Dĩ Vãn không giống, kinh thành cửa thành bị phá một khắc này, cấm vệ quân cùng Ngự Lâm quân toàn bộ tước vũ khí đầu hàng cho nên vào thành về sau, gần như không có phát sinh huyết tinh sự tình, chỉ có điều cùng nhau đi tới, bọn hắn là một cái bình thường lão bách tính đều không nhìn thấy. Liền trong hoàng cung cũng là như thế. Dạ Thiên Ly biết, bọn hắn đều trốn đi. Bây giờ bọn hắn đã tiến cung, tự nhiên là muốn trong cung ở lại, dĩ vãng cũng liền thôi, trong cung ở, không phân phối thái giám, cung nữ rất không tiện. Nhưng trước đó trong cung người Dạ thiên ly không phải rất dám dùng, nhưng một lát, hắn lại không thể từ ngoài cung chiêu tiến đến một chút, cho nên chỉ có thể từ đó chọn lựa một chút cốt tạm thời dùng đến, mà lục ngạc đi theo tô hiểu đường nhiều năm, chọn người ánh mắt tất nhiên là không nói. Vâng. Nghe nói dạ thiên ly phân phó, lục ngạc nhìn thoáng qua tô hiểu đường, gặp nàng không có ý kiến. Nàng liền theo hoắc tử long cùng rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, Dạ Thiên Ly cùng Tô Hiểu Đường tiếp tục đi lên phía trước, gần như là mỗi đi một cái địa phương đều muốn xem một lần. Vương gia, không tốt. Ngay tại Dạ Thiên Ly cùng Tô Hiểu Đường đi đến cần chính điện thời điểm, đột nhiên có một cái thái giám tại binh sĩ dẫn đầu hạ chạy tới. Vừa thấy được Dạ Thiên Ly liền bịch một tiếng quỳ xuống. Cái gì không tốt, vội vàng hấp tấp, ngươi ngược lại là nói nhanh một chút tới. Trong cung người làm việc chính là như vậy, một chuyện nhỏ cũng có thể làm suốt ngày đại sự, nếu là người này bẩm báo sự tình là kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, nhìn hắn như thế nào trừng trị hắn. Thái tử hoang, thái tử bị một cái cung nữ ám sát. Hoang. Dạ thiên ly nghiêm nghị quát bảo ngưng lại một chút cái kia thái giám, cái kia thái giám nuốt từng ngụm nước bọt, giọng nói chuyện bình thường rất nhiều nhưng nói ra để Dạ Thiên Ly cùng Tô Hiểu Đường vốn là chấn động. Phía trước dẫn đường. Thái tử là Dạ Thiên thần cùng Triệu Yên Nhi nhi tử, hùng. Dạ Thiên Ly cùng Dạ Thiên thần mặc dù đứng tại mặt đối lập, nhưng trẻ nhỏ vô tội. Liền xem như Dạ Thiên Ly đăng cơ làm đế, hắn cũng không có tính toán đối phó hắn. Nhưng mà ai biết? Tại cái kia thái giám dẫn đường dưới, Dạ Thiên Ly cùng Tô Hiểu Đường mang theo các binh sĩ mênh mông cùng cuộn đi vào một chỗ liền hành lang bên trên. Hùng Nhi ấu tiểu thân thể liền nằm ở phía trước vũng máu, mà cách đó không xa, một cái cung nữ đập đầu chết tại trên một tảng đá. Vương gia, là chúng ta không có xem trọng nàng, để nàng chui chỗ trống. Tại dạ thiên ly cùng tô hiểu đường đến một khắc này, khi cung nữ vừa mới tắt thở, tô hiểu đường mau tới trước xem xét. Một bên khác, Áp giải binh lính của bọn hắn nhìn về phía dạ thiên ly, cáo lên tội. Không có khí. Nếu là cung nữ còn thừa lại một hơi, không phải tô hiểu đường thổi, nàng cũng có thể cứu sống nàng, nhưng nàng hoàn toàn không có khí. Mấy người các ngươi đi các lĩnh 20 quân côn, ngươi đi tìm một cái quan tài tạm thời đem thái tử đặt ở bên trong. Mấy cái đại nam nhân, liền nữ nhân đều nhìn không ngừng, trước hết để cho nàng động thủ giết hùng, còn để nàng đập đầu chết. Nếu không phải mấy người này là thuộc hạ của hắn, vừa đi theo hắn tiến cung, dạ thiên ly đều đã hoài nghi bọn hắn phải chăng bị người cho thu mua. Vâng. Cái này cung nữ là cái người luyện võ. Mấy người lính kia nghe theo phân phó đi lĩnh đánh gậy, đợi bọn hắn sau khi đi, tô hiểu đường liền kiểm tra một chút người cung nữ kia thi thể. Phát hiện nàng lòng bàn tay có thật dày kén. Nếu là người luyện võ, mấy người lính kia ngăn không được nàng, rất bình thường Ngươi chờ một chút Nghe nói cô hiểu đường nói như vậy, dạ thiên ly ngưng lông mày Hận không thể hiện tại liền đi giết tiêu nhu trên cái này độc phụ Nàng nghĩ một người chết thì thôi, lôi kéo hài tử nhất lên chôn cùng là vì sao Mà coi như hắn nghĩ như vậy thời điểm Cái kia thái giám đã kêu gọi người tiến lên xử lý hùng nhi thi thể Bọn hắn vừa mới đụng chạm Hùng, Tô Hiểu Đường quét hắn thi thể liếc mắt, lập tức hô ngừng. Nghe vậy, tầm mắt của mọi người nhao nhao hướng nàng nhìn lại. Làm sao rồi? Nghe Tô Hiểu Đường gọi lại thái giám không để bọn hắn động, còn một mặt nghiêm túc, Dạ Thiên Ly sinh lòng nghi hoặc, đi lên phía trước, hỏi một câu. Có người đến qua. Tại Dạ Thiên Ly hỏi về sau, Tô Hiểu Đường cũng không có ngay lập tức trả lời mà là quan sát tình huống chung quanh. Cuối cùng ánh mắt rơi trên mặt đất một chỗ người khác không nhìn thấy dấu chân bên trên. Ai? Nghe xong Tô hiểu đường mở miệng, Dạ Thiên Ly lập tức khẩn trương lên, há miệng liền hỏi là ai. Nhưng sau một khắc hắn liền ý thức được hắn hỏi sai vấn đề. Chương 474, Ngọc bội ở tại hậu điện. Hắn hẳn là phát ra nghi vấn, làm sao có thể có người tới? phải biết lúc ấy còn có mấy cái binh sĩ ở đây trông coi đâu. Chẳng lẽ mấy người lính kia quả nhiên là phản bội hắn? Một cái thực lực cao thâm khó dò thuộc sĩ. Muốn hay không phái người đuổi theo. Thuật sĩ, Dạ Thiên Ly đối với cái này hơi có chút lạ lẫm, nhưng cũng nghe Tô Hiểu Đường nhắc qua. Không cần, chúng ta đuổi không kịp. Người kia cũng đã trốn vào giữa đám người, dù là Tô Hiểu Đường có được tinh thần lực cũng không thể đem hắn từ hàng ngàn hàng vạn người bên trong tìm ra hắn. Đem hắn thi thể bỏ vào băng quan, thật sinh bảo tồn. Vừa rồi tới kia thuật sĩ, nếu là tô hiểu đường không có đoán sai, hẳn là những năm này một mực đang phía sau màn hiệp trợ tiêu nhu trinh Lữ Dương. Lữ Dương đột nhiên đến đây, lấy đi Hùng Nhi bên hông ngọc bội làm cái gì? Không sai. Mới vừa ở cái kia thái giám dây vào hùng hồi nhỏ đợi, tôi hiểu đường phát hiện hùng nhi bên hông có một chỗ vết tích rất nhanh liền liên tưởng đến nơi này hẳn là treo một khối ngọc bội đại chu triều các đời đến nay mỗi vị hoàng tử được sắc phong làm thái tử lúc đều sẽ bị ban thưởng một khối đại biểu thân phận của mình ngọc bội trước kia nàng thân biểu ca có dạ thiên diễn cũng có nàng đều gặp tôi hiểu đường không hiểu nhưng lữ dương mạo hiểm đến đây lấy đi nó tất nhiên hữu dụng cho nên tô hiểu đường định đem Hùng Nhi thi thể bảo tồn tốt, cái này thông báo tại bồng lai hổ tử chạy tới nhìn xem. Ngươi không sao chứ? Tô hiểu đường phân phó một câu về sau, bọn hắn liền bắt đầu hành động, mà dạ thiên ly cùng với nàng cũng trở về trở về. Trên đường, dạ thiên ly nhìn xem tô hiểu đường cảm xúc có chút không đúng, hắn liền mở miệng ôm nhu hỏi tuân nói, một mặt lo lắng. Lúc trước ta lo lắng tiêu nhu trinh sẽ thương tổn hắn, còn có dạ thiên thần liền một mực phái người canh giữ ở bên cạnh bọn họ ai biết ta vừa đem người cho rút đi liền để người cho chui chỗ trống lữ dương là lợi hại nhưng trước đó cái này ngoài hoàng cung vây tất cả đều là tô hiểu đường người mà lại từng cái đều là cao thủ căn bản liền sẽ không chừa cho hắn có gây án thời gian cũng không có từng nghĩ việc này không oán ngươi khi cung nữ mặc dù không phải tiêu nhu trên người, nhưng là bị sớm xếp vào tiếng đến, liền xem như phòng phải lợi hại hơn nữa, cũng không phòng được cận thân phục vụ người. Từng. Dạ thiên ly nói chuyện, ấm áp bàn tay đã bao trùm lên tô hiểu đường tay nhỏ, ấm áp truyền đến, tô hiểu đường ngẩng đầu cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Hôm nay nên ngày đại hỷ, nàng hẳn là vui vẻ một chút. Tô hiểu đường điều chỉnh một chút tâm tính, đi theo dạ thiên ly tiến vào cần chính điện. Trong hoàng cung bị không ít cung nữ bọn thái giám cướp sạch qua, nhưng những cái kia chạy trốn cung nữ thái giám trở ra cung, lại ra không được kinh thành. Dạ thiên ly đã phái người đi thăm dò tuân, một khi ra được, liền sẽ đem bọn hắn cho xoay đưa đến quan phủ đi. Cần chính điện cũng không có trốn qua một kiếp, hai người trở ra, bên trong một mảnh hỗn độn, cũng may bị lấy đi đều là kim ngân khí vật, tấu chương một loại đồ vật đều không hề động. Liền Ngọc Tỷ cũng còn bình yên đặt ở hốc tối bên trong. Hai người đi vào ra tìm một phen, ai cũng không có mở miệng, ra xong, dạ thiên ly đi tới trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cửa sổ giam giữ, kỳ thật cái gì đều không nhìn thấy, nhưng hắn vẫn là đứng đầy một hồi. Biết hắn là đang nghĩ sự tình, tôi hiểu đường liền yên lặng đi đến một bên. Cần chính điện mấy năm trôi qua, vẫn là như cũ, đều chưa từng đã tu sửa. Bốn phía quan sát tỉ mỉ một phen, Dạ Thiên Ly động, hắn hướng phía Tô Hiểu đường đi tới, lôi kéo nàng tay tại phê duyệt tấu chương trên ghế ngồi xuống. Ngươi ngồi. Cái ghế này, chỉ có hoàng thượng có thể làm, bây giờ Dạ Thiên Ly xuất quân công phá kinh thành, lẽ ra hắn ngồi. Nàng ngồi lên, xem như vượt khuôn. Nhưng nàng vừa muốn đứng dậy, lại bị dạ thiên ly ấn xuống dưới. Chờ ta để người ở đây chuẩn bị hai cái ghế, ta một cái, ngươi một cái. Ngươi không cần cự tuyệt, thiên hạ này đánh xuống, ngươi cũng bỏ khá nhiều công sức. Ta! Để lục ngạc dẫn người tiến đến quét dọn một chút đi. Về phần hậu cung, còn không vội. Chúng ta gần đây trước ở tại hậu điện. Nghe dạ thiên ly nói như vậy, tôi hiểu đường còn không hiểu ra sao, vừa muốn cự tuyệt, lời nói liền bị đánh gãy, ngay sau đó Lục Ngạc liền bị gọi vào. Bọn hắn vừa tiến đến, Tô Hiểu Đường cùng Dạ Thiên Ly liền ngoan ngoãn mà đứng lên, về sau, hai người liền dắt tay đi ra đại điện. Kinh thành đã công phá, nhưng đối mặt với hiện trạng, đổi lại người bên ngoài, có lẽ đã sớm cười đến không ngậm miệng được, nhưng Tô Hiểu Đường đối mặt với hết thảy trước mắt, bình tĩnh phải không thể lại bình tĩnh. Ngược lại có chút sầu muộn, sầu lấy nên như thế nào kinh doanh này trước mắt một bộ cục diện rối rắm. Cũng may cái này cục diện rối rắm không cần tô hiểu đường quản, một mực giao cho dạ thiên ly chính là, chẳng qua nàng như là đã theo tới, hậu cung vẫn là cần nàng đến nhúng tay. Để lục ngạc bồi tiếp ngươi bốn phía ngao du, hoặc là về phía sau điện nghỉ ngơi một chút, ta muốn đi trước triển khai cuộc họp. Đối mặt với hết thảy trước mắt, dạ thiên ly cũng sầu, nhưng sầu cũng không có cách nào, sự tình chỉ có thể từng kiện đi làm canh giờ còn sớm hắn muốn đem người đều triệu tập tới triển khai cuộc họp an bài một chút chuyện kế tiếp vụ vậy chúng ta liền đi hậu điện nghỉ ngơi ngươi cũng nên cho các binh sĩ thay phiên nghỉ ngơi một chút ngươi kết thúc họp về phía sau điện tìm ta ta làm tốt cơm chờ ngươi giang sơn đánh xuống cũng không thể nhìn xem giang sơn mình quản lý biết dạ thiên ly gần đây sẽ bề bộn nhiều việc bề bộn nhiều việc, cho nên khi hắn sau khi mở miệng, tôi hiểu đường liền đàng hoàng cùng lục ngạc cùng đi hậu điện. Tham kiến nữ quân Hậu điện nơi này đã thu xếp bên trên nhân thủ, hai cái ma ma, sáu cái trẻ tuổi thị nữ, xem xét đều là người thành thật. Các ngươi đều các việc có liên quan a, à, ta phải ngủ một hồi, ai cũng không cho phép tới quấy rầy. Vâng, nô tỳ cáo lui. Đột nhiên thay đổi triều đại, những người này lại thích ứng phải nhanh như vậy, Tô Hiểu Đường đều có chút chấn kinh, đưa mắt nhìn các nàng rời đi đại điện, nàng liền hướng phía trên giường êm đi đến. Cô nương cứ việc nằm xuống đi, nơi này đệm chăn, bát trà cùng cái khác có thể dùng tới đồ vật, nô tỳ đều đã đổi qua. Từng tối hôm qua một đêm không ngủ, Tô Hiểu Đường cũng không phải là rất mệt mỏi, nhưng nằm xuống về sau, buồn ngủ liền đến tập. Về sau liền ngủ mất. Mà đợi nàng tỉnh lại thời điểm, Dạ Thiên Ly đã thay đổi áo giáp, thân mang một thân màu đen y phục hàng ngày, ngồi tại cách nàng không xa trước bàn, xử lý sự vụ. Tỉnh. Tô Hiểu Đường cũng không biết Dạ Thiên Ly có hay không nghiêm túc làm việc, dù sao nàng vừa tỉnh, Dạ Thiên Ly ánh mắt liền bắn ra tới. Lập tức mở miệng, buông xuống sổ gấp, đứng người lên, hướng nàng sải bước đi tới thoáng qua một cái đến, hắn liền cúi người tại Tô Hiểu Đường trên trán in lên một hôn, ngay sau đó gọi phục thị thị nữ. Thị nữ bưng rửa mặt thanh thủy cùng dụng cụ đứng một hàng, ngay trước các nàng trước mặt, Dạ Thiên Ly tự mình bưng nước cho Tô Hiểu Đường súc miệng, cho nàng rửa mặt lau mặt. Toàn bộ trong lúc đó, Tô Hiểu Đường cả tay đều không có động một cái, hiển nhiên, đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất làm như vậy. Đói bụng không, đi Chúng ta đi dùng bữa. Đợi Tô Hiểu Đường sau khi đánh răng rửa mặt xong, Dạ Thiên Ly liền vẫy lui thị nữ, vào tay kéo Tô Hiểu Đường, tự mình cho nàng mang giày xong. "Ta còn nói cho ngươi nấu cơm, ai biết vậy mà ngủ, vậy thì chờ lần sau đi." Chương 475: Ngươi chớ cùng ta trang. Về sau có rất nhiều cơ hội. Thiên Hạ đã bình định, đợi cho một đoạn thời gian hết thảy hết thảy đều kết thúc bọn hắn liền sẽ có nhiều thời gian hơn. Nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc chiều, Tô Hiểu Đường liền bị dạ thiên ly lôi kéo tại cần chính điện xử lý sự vụ. Tô Hiểu Đường lĩnh quân đánh trận không được, nhưng nàng xử lý sự vụ so dạ thiên ly lợi hại hơn được nhiều, mọi thứ tại trong tay của nàng rất nhanh liền có thế quyết định bởi. Chẳng qua khi tiến vào kinh thành về sau, bọn hắn việc cần phải làm là thật nhiều a, à, 10 ngày nửa tháng là xử lý không hết cũng may phần lớn đều không phải chuyện khẩn yếu, một khi có chuyện khẩn yếu, bọn hắn liền sẽ lập tức bắt đầu xử lý. Đêm đó, Dạ Thiên Ly cùng Tô Hiểu Đường ở tại hậu điện, mà không ít người còn tại vội vàng. Ngày kế tiếp trời chưa sáng, Dạ Thiên Ly liền lên làm việc, Tô Hiểu Đường tham ngủ trong chốc lát, cũng lên rửa mặt. Rửa mặt xong, Lục Ngạc đưa tới điểm tâm. "Ngươi đi gọi một chút Vương gia." "Vâng." Lục ngạc nghe theo phân phó đi gọi dạ thiên ly, dạ thiên ly chính mở ra sẻ, nhưng nghe xong là tô hiểu đường gọi hắn ăn cơm, hắn không chút suy nghĩ liền kết thúc hội nghị. Sẽ trọng yếu đến đâu, cũng không cùng tô hiểu đường cùng nhau ăn cơm trọng yếu. Trải qua chiều hôm qua cùng cả đêm công việc, Hoắc Tử Long, Lê Bạch, Mạc Thanh Thư đám người đã đem kinh thành cùng lân cận lần nữa tiến hành bố phòng. Quân đội bố phòng tốt, bọn hắn liền có thể an tâm xử lý trong thành sự tình. Triều đình quan viên phần lớn đều là tiêu nhu trên người, từ hôm nay muốn toàn bộ thanh lý mất. Nhưng hôm nay chính là lúc dùng người, ngươi có thể hay không giúp ta mời một chút cốc gia người? Không tra không biết, tra một cái, trong triều đình quan viên gần như không có mấy cái thân gia trong sạch, dạng này người, dạ thiên ly không dám phân công, đã không thể dùng. Kinh thành cùng toàn bộ thiên hạ đều là một cái cục diện rối rắm, hắn dù là dài ba đầu sáu tay cũng không có cách nào xử lý xong, phải cần người hỗ trợ. Trái phải suy nghĩ, Dạ Thiên Ly cảm thấy không bằng mời Cốc gia người đến, nhưng hắn cùng người nhà họ Cốc chưa quen thuộc, chỉ có thể xin nhờ Tô Hiểu Đường để nàng ra mặt. Cốc gia địa vị vốn là tôn sùng, một khi nhập sĩ, sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Còn nữa, người nhà họ cốc cũng chưa chắc nguyện ý xuất sĩ cho nên vẫn là không cần mời thật tốt triều đình quan viên mặc dù trên cơ bản đều là tiêu thị người nhưng những người kia chưa hẳn không có bị bức hiếp coi như tất cả đều là tự nguyện cũng là e ngại tiêu thị râm bi thôi đã như vậy sao không để những người kia làm khỏa cỏ đầu tường triều đình cần người có đôi khi không cần chung với triều đình chỉ cần có thể vì triều đình xuất lực liền tốt cho nên, theo ta thấy, xử lý những quyền quý kia, lưu lại một bộ phận tam phẩm trở xuống quan viên. Tại Dạ Thiên Ly mở miệng để Tô Hiểu Đường đi mời người nhà họ Cốc thời điểm, trong lòng của hắn đầu cũng không có ôm cái gì hy vọng. Mà bây giờ nghe nói Tô Hiểu Đường một phen, hắn cảm thấy có chút có lý, chờ hắn đăng cơ về sau, đương quyền người là hắn, lật tay thành mây trở tay thành mưa người cũng là hắn, cho nên tại dùng người một chuyện bên trên hắn không cần thiết lo lắng nhiều như vậy được ta nghe ngươi không thể không nói tôi hiểu đường tại dùng người bên trên hoàn toàn chính xác nhìn thấu qua so dưới tay hắn người còn mạnh hơn nhiều cuộc sống sau này còn rất dài hắn phải thật tốt học tập một chút thuận tiện học tập một chút nàng là như thế nào bồi dưỡng thuộc hạ ăn xong điểm tâm về sau trong kinh thành binh sĩ trừ đội tuần tra đều rút đi cho lão bách tính lưu lại tự do hoạt động không gian. Đồng thời, một trận gió tanh mưa máu tại triều đình bên trong triển khai. Chẳng qua chém giết người đều là trải qua dạ thiên ly cùng tô hiểu đường nghĩ sâu tính kỹ qua, giết đều là đại gian đại ác người. Mà lại họa không kịp người nhà, bị xét nhà về sau, không có liên lụy trong đó người nhà nhóm, không có bị lưu vong, vẻn vẹn bị điều về về nhà. Cô nương, triệu thị muốn gặp ngươi. Tô hiểu đường bồi tiếp dạ thiên ly xử lý một chút sự vụ, ngay sau đó liền đến tú nương cho nàng lượng kích thước làm phượng bào. Những cái kia tú nương vừa đi, lục ngạc liền đi đến. Triệu thị. Triệu yên nhiên. Ta đi gặp nàng, thuận tiện đi xem một chút thiên thần ca ca. Tô hiểu đường vốn cũng nghĩ đến đi gặp triệu yên nhiên cùng dạ thiên thần, nhưng vẫn bận trong tay sự tình, không nghĩ tới triệu yên nhiên lại sớm một bước muốn gặp nàng. Nghe vậy, tôi hiểu đường sững sờ, quay đầu nhìn về phía dạ thiên ly, không phải đang hỏi ý ý kiến của hắn, mà là thông báo hắn một tiếng. Tốt, vừa vặn xem hắn bệnh tình. Dạ thiên thần vẫn còn đang hôn mê bên trong, dạ thiên ly trước kia đã phái thái y đi chăm sóc bệnh tình của hắn, nhưng thái y lại không tra ra cái gì, chỉ án chiếu lúc đầu phương tử uống thuốc. Đối với dạ thiên thần, dạ thiên ly tâm tình là phức tạp, nhưng kẻ thắng làm vua kẻ bại khấu, Giang Sơn đã là hắn vật trong túi, dạ thiên thần nếu có thể tỉnh lại, thuận theo hắn, tự nhiên tất cả đều dễ nói chuyện, nếu là dám phản kháng, hắn là sẽ không nhớ tình huynh đệ. Ừm. Cùng dạ thiên ly nói một tiếng về sau, tô hiểu đường liền đứng dậy rời đi cần chính điện, hướng phía giam giữ triệu yên nhiên cung viện đi đến. Vì phòng ngừa triệu yên nhiên tự sát, bên cạnh nàng thời thời khắc khắc trông coi sáu cái ma ma. Hiểu đường, ngươi tới rồi, mấy năm không gặp, ngươi một chút cũng không có biến, vẫn là ban đầu bộ dáng. Vừa đi vào bên trong ngủ, Triệu Yên Nhiên liền vui vẻ đứng dậy hướng phía tô hiểu đường nghênh đón, nhìn qua khuôn mặt tươi cười của nàng, tô hiểu đường ký ức lập tức bị kéo về đến khuê các thời điểm. Khi đó, nàng cùng Triệu Yên Nhiên chỗ rất khá, mỗi lần nàng đi tìm Triệu Yên Nhiên, nàng đều sẽ giống bây giờ như vậy nhiệt tình nên đón ngươi cũng không thay đổi gì vẫn là như vậy xinh đẹp năm tháng thương yêu người không chỉ nàng một cái còn có triệu yên nhiên tôi hiểu đường trên dưới dò xét nàng một phen trên người nàng hoàn toàn chính xác không có gì thay đổi nơi nào a à, ta có thể không sánh bằng ngươi ngươi bây giờ cao cao tại thượng lập tức liền phải phong hậu mà ta Triệu yên nhiên lôi kéo tô hiểu đường ở một bên ngồi xuống, một bên nghe tô hiểu đường, ánh mắt ảm đạm, cúi thấp xuống lông mày, một mặt bi thương. Nghe vậy, tô hiểu đường khẽ cười một tiếng, nói, ngươi bây giờ tình cảnh cần phải so với chúng ta gia sản lúc bị lưu vong thời điểm tốt hơn nhiều. Ngươi là không biết, chúng ta tại lưu vong trên đường không ăn không uống, có lúc sẽ còn xuất hiện một hai phê tử sĩ đột nhiên xuất hiện chẳng giết chúng ta chẳng qua ngươi yên tâm tốt cái này hoàng cung đại nội bên trong là sẽ không xuất hiện tử sĩ triệu yên nhiên không phải người ngu làm sao lại nghe không hiểu tôi hiểu đường trong lời nói trào phúng nàng đây là ý gì ngươi tại sao không nói chuyện rồi ngươi muốn gặp ta không phải có chuyện muốn nói sao thời gian của ta có hạn ngươi có chuyện cứ nói thẳng đi tôi hiểu đường nói xong một phen thấy triệu yên nhiên ngốc trệ lấy một gương mặt ánh mắt si ngốc nhìn qua nàng, nàng liền biết Triệu Yên Nhiên lý giải trong lời nói của nàng ý tứ, thế là trên mặt vẫn như cũ mang theo nhẹ như mây gió nụ cười, cười nhẹ nhàng nhìn qua nàng. Ngươi đều biết rồi. Biết cái gì? Ngươi chớ cùng ta trang, ngươi người này yêu nhất trang. Triệu Yên Nhiên hỏi một câu, thấy Tô Hiểu Đường vẫn còn giả bộ ngốc, dứt khoát liền giữ tận lên một gương mặt, không sai, phái đi ra những cái kia giết ngươi tử sĩ bên trong, hoàn toàn chính xác có ta người. Nhưng ta muốn giết ngươi, không thể trách ta, muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi, ngươi biết, ta một mực thích thiên thần, nhưng hắn lại đối ngươi một mực nhớ mãi không quên. Ta hận, ta đố kỵ, ta đố kỵ đến phát cuồng. Chương 476, ta liền nói cho ngươi biết một cái bí mật. Đố kỵ đến nàng không để ý nhiều năm tỉ muội tình cảm, phái ra tử sĩ đi chặn giết tô hiểu đường, chỉ có tô hiểu đường chết rồi, dạ thiên thần mới có thể nhìn nhiều nàng liếc mắt. Ngươi giết ta đi. Triệu yên nhiên không còn trang về sau, hướng phía tô hiểu đường hô to gọi nhỏ, giống như điên, rống xong cuối cùng một tiếng, nàng run rẩy cầm, nhắm lại hai con ngươi, hít thở sâu một hơi, đã làm tốt chịu chết dự định lúc đầu nàng hôm nay thấy tôi hiểu đường là muốn mượn các nàng dĩ vãng tình cảm có thế tranh thủ một chút mạng sống nhưng ai biết nàng làm hết thảy tôi hiểu đường đều biết ta sẽ không giết ngươi ta sẽ tận lực cứu chữa tốt dạ thiên thần đến lúc đó đem ngươi chuyện làm nói cho hắn tại triệu yên nhiên đối nàng thống hạ sát thủ thời điểm hai người bọn họ ở giữa tình cảm liền đã tận chẳng qua tôi hiểu đường sẽ không động thủ giết nàng mà là để nàng thích người nhìn nàng một cái ghê tởm sắc mặt ha 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 Tô hiểu đường quẳng xuống một câu nàng liền đứng dậy rời đi vừa mới rời đi bên trong liền truyền đến triệu yên nhiên điên cuồng tiếng cười nghe tiếng Tô hiểu đường dừng một chút bước chân quay đầu nhìn sang liền tiếp tục hướng phía trước đi đến cô nương muốn hay không đem không cần hùng nhi rời đi tin tức Triệu yên nhiên còn không biết, đến cùng là nàng mềm lòng, vẫn là tạm thời không nên nói cho nàng cho thỏa đáng. Dạ thiên ngữ bị giam tại sát vách, cô nương phải chăng muốn nhìn liếc mắt. Lúc trước triệu yên nhiên phái ra nhiều như vậy tử sĩ, xem xét liền không có định cho bọn hắn để lại người sống, tôi hiểu đường đối nàng dạng này, triệu yên nhiên hẳn là mang ơn mới là. Lục ngạc trong lòng đã có cách, ngay sau đó nàng liền thấy tôi hiểu đường tại một chỗ cung cửa sân dừng bước cung viện đại môn đóng chặt chỉ có bên ngoài trông coi hai tên lính đi thôi dạ thiên ngữ rơi vào bây giờ hạ tràng hoàn toàn là gieo gió gặt bão tín nhiệm người nào không tốt hết lần này tới lần khác tín nhiệm một cái lưu lạc phong trần nữ tử đương nhiên cái kia gọi là cẩm cô nương cũng là gieo gió gặt bão tôi hiểu đường không muốn thấy dạ thiên ngữ ngược lại muốn đi dạ thiên thần nơi đó kết quả vừa đi ra hai bước sau lưng liền truyền đến một đạo tiếng la, tô hiểu đường, là ngươi đi. van cầu ngươi, thả ta ra ngoài đi. Ngươi thả ta ra ngoài, ta liền nói cho ngươi biết một cái bí mật. Cái này đạo tiếng la rất nhỏ, nhỏ đến may mắn tô hiểu đường thính lực so người bình thường còn mạnh hơn nhiều, cho nên mới có thế mỗi chữ mỗi câu nghe rõ ràng. Thanh âm là đào tại trong khe cửa dạ thiên ngữ phát ra tới, tô hiểu đường hướng nàng nhìn lại, nàng từ trong khe cửa lộ ra trong mắt tràn đầy ngốc trệ nàng đích xác là điên đi vào tiến nhanh đi dạ thiên ngữ vừa lên tiếng kia hai cái thủ vệ binh sĩ liền chờ đợi tô hiểu đường phản ứng thấy tô hiểu đường không có ý định để ý tới bên trong tên điên một người trong đó liền bắt đầu cầm đao trong tay hướng trên cửa đụng ý đồ đem dạ thiên ngữ dọa cho trở về trên thực tế dạ thiên ngữ đích thật là bị hù dọa tranh thủ thời gian lui về sau một bước nhưng lập tức liền dắt cuốn hỏng quát tôi hiểu đường năm đó canh kia bên trong độc là ta khụ khụ tại binh sĩ đem dạ thiên ngữ chạy trở về về sau tôi hiểu đường tiếp tục đi lên phía trước kết quả đi hai bước nàng liền khóa gấp lông mày lập tức quay đầu trở về đem cửa mở ra trong canh độc dạ thiên ngữ làm sao không đem lời cho nói xong tôi hiểu đường tim đập như trống chầu chờ binh sĩ một cái cửa mở ra nàng liền đẩy cửa mà vào ánh mắt rơi vào dạ thiên ngữ trên thân nàng giờ phút này chính bị điên vây quanh một cái cây tại xoay quanh dạ thiên ngữ năm đó thuộc phi trong cung trong canh độc là tiêu nhu trinh để ngươi vụng trộm hạ chính là không phải năm đó thuộc phi trong cung độc là đột nhiên xuất hiện vẫn không có ra được là ai hạ mà lúc đó mấy người bọn hắn niên kỷ đều rất nhỏ nhất là Dạ Thiên Ngữ, nàng mới bất quá 5 tuổi. Nhưng có lẽ chính là bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, cho nên ai cũng chưa từng hoài nghi nàng, chỉ là hoài nghi tới Tiêu Nhu Trinh. Không, là bọn hắn vững tin độc nhất định là Tiêu Nhu Trinh hạ, lại một mực tìm không ra chứng cứ. Hôm nay Thiên Hạ đại định, giết chết Tiêu Nhu Trinh căn bản không cần bất cứ chứng cớ gì, giết liền giết, nhưng có chứng cớ, một ngày kia việc này rõ ràng khắp thiên hạ, càng có sức thuyết phục. Phúc bướm, hoa phúc bướm. Ngó sen là một con hoa phúc bướm. Vừa rồi dạ thiên ngữ còn có chút bình thường, nhưng bây giờ nàng lại không thèm để ý tô hiểu đường, tiếp tục vây quanh gốc cây kia, gian hai cánh tay, miệng bên trong một mực lẩm bẩm. Cô nương. Đi trước dạ thiên thần nơi đó nhìn xem. Dạ thiên ngữ điên, một lát hẳn là hỏi không ra cái gì đến, Tô Hiểu Đường không nghĩ lãng phí thời gian, tại Lục ngạc nhắc nhở nàng một câu về sau, nàng liền xoay người rời đi, ngay sau đó thẳng đến Dạ Thiên Thần chỗ cung viện. Vừa tới nơi này, Tô Hiểu Đường liền bắt đầu bắt mạch cho hắn chẩn bệnh. Cầm giấy bút tới. Dạ Thiên Thần trúng độc, độc tố đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, hắn thời khắc này trạng thái trên cơ bản chính là treo một hơi. Chẳng qua cái này độc, tôi Hiểu Đường có thể giải, chỉ là giải khai về sau dạ thiên thần sợ cũng chính là chống đỡ cái ba năm năm ai tôi hiểu đường sống nhiều năm như vậy nhìn thấy qua rất nhiều chuyện chẳng qua hổ giữ ăn tử dạng này sự tình nàng vẫn là lần đầu thấy nàng là không thể tưởng tượng thân là một cái mẫu thân sao có thể đối với mình hài tử xuống tay nặng như vậy tiêu nhu trinh quả nhiên là bị ma quỷ ám ảnh dựa theo cái này phương thuốc một ngày ba bát Viết xong phương thuốc, Tô Hiểu Đường liền giao cho Lục Ngạc, đến tiếp sau, việc này từ nàng đến sắp xếp người là đủ. Đi hậu cung đi một chuyến, Tô Hiểu Đường trở lại cần chính điện thời điểm, dạ thiên ly còn tại xử lý chính vụ, kia sổ gấp chồng chất tại trên bàn sách, đều nhanh không nhìn thấy người khác. Các binh sĩ ngay tại xếp nhà, người có muốn hay không đi xem một chút có hay không thích đồ vật. Thấy Tô Hiểu Đường trở về, Dạ thiên ly tranh thủ thời gian để bút trong tay xuống, đứng dậy hướng nàng đi tới, đầu tiên là đem nàng viện ngồi xuống, sau cho nàng rót một chén nước sôi. Ta thứ gì cũng không thiếu, vẫn là sung làm quốc khố tốt. Chẳng qua nói lên việc này, chờ ta có rảnh đem không gian bên trong đồ vật sửa sang một chút, một chút không cần đến, cũng chuyển dời đến trong quốc khố. Tân Triều thành lập, dùng tiền bạc địa phương khẳng định không ít. Ngươi nói cũng đúng chẳng qua chép đến đồ tốt, ta đều giữ lại cho ngươi. Dạ thiên ly nghe tô hiểu đường nói như vậy, cũng không ngoài ý muốn, bởi vì nàng luôn luôn thắp nơi vì hắn suy nghĩ, ngươi đây là làm sao rồi. Đi ra ngoài một chuyến trở về, giống như không vui. Về tô hiểu đường một câu về sau, dạ thiên ly liền dời đi đề tài, ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, lo âu hỏi. Mà nghe hắn hỏi, miễn cho hắn lo lắng, Tôi Hiểu Đường liền đem nàng nhìn thấy dạ thiên ngữ sau sự tình nói cho hắn nghe. Liên quan tới hắn mẫu phi cái chết một chuyện, trừ tiêu nhu trinh hạ độc vu oan giá họa, dạ thiên ly nghĩ không ra là ai ra tay. Bây giờ muốn giết tiêu nhu trinh, đối với hắn mà nói, chẳng qua là chuyện một câu nói, nhưng nếu là có chứng cớ xác thực, như vậy ngày sau liền sẽ không lưu lại lời đàm tiếu. Dạ thiên ngữ điên chứng, ngươi có thể trị hết không? ta thử xem. Tôi hiểu đường trị liệu điên chứng trị không nhiều, mà dạ thiên ngữ tình huống cụ thể, nàng cũng không có kiểm tra, cho nên không dám cùng dạ thiên ly cam đoan, hết thảy còn phải chờ nàng điều tra lại nói. Chương 477, dạ thiên thần tỉnh. Tôi hiểu đường nói muốn thử một chút, dạ thiên ly không nói gì, để phòng bếp cho tôi hiểu đường chuẩn bị máu yến, hắn liền tiếp tục làm việc. Dạ thiên ly bận biệu, Tô Hiểu Đường ở một bên giúp đỡ, không sai biệt lắm dùng hai ngày thời gian, kinh thành cùng với lân cận vài tòa thành quan viên nên xử lý liền xử lý xong. Đợi cho việc này xử lý xong, còn thừa lại quan viên toàn bộ được vời tiếng trong cung, mà bởi vì dạ thiên ly còn chưa đăng cơ, triệu kiến địa phương liền trực tiếp tại khôn vũ quảng trường. Tháng 12 bên trong, dù là kinh thành vẫn như củ hàng phong rung rẩy, đám quan chức đúng hạn đến địa phương, từng cái cống đến rung lẩy bẩy. Nhưng không ai dám phàn nàn, thậm chí lên tiếng. Dạ thiên ly mạnh mẽ vang dội, hai ngày này, bọn hắn đều xem ở trong mắt, nơi nào còn dám lỗ mãn. Cũng may trận này triều hội chỉ mở ba khắc nhiều chuông liền tán đi, triều hội nội dung rất là đơn giản, đơn giản chính là để bọn hắn đồng tâm hiệp lực duy trì tốt gần đây kinh thành trật tự vân vân, chỉ có nào đó một vị ngũ phẩm tiểu quan, trực tiếp được bổ nhiệm làm lễ bộ thượng thư một chuyện để đám người chấn kinh tại lúc này bổ nhiệm lễ bộ thượng thư đơn giản chính là vì đăng cơ đại điển chẳng qua đăng cơ đại điển đều là có cơ bản lưu trình trở về đọc qua một chút liền có thể trong bầu vẽ gáo đương nhiên quá trình quy hoạch hoàn tất vẫn là muốn hiện lên cho người ở phía trên nhìn xem bằng không liền thành tự tác chủ trương muốn hay không nghỉ ngơi một chút Dạ thiên ly kết thúc họp, hắn liền trực tiếp về cần chính điện, đi vào, ấm áp vào già, tô hiểu đường chính đoan ngồi tại trước bàn phê duyệt tấu chương. Bây giờ các phủ thành tấu chương vẫn như cũ lục tục không ngừng đưa đến kinh thành, cần bọn hắn tới bắt chủ ý, tiến hành xử lý. Từ ăn xong điểm tâm, tô hiểu đường liền bắt đầu bận rộn, hiện tại đã là nửa buổi sáng. Ta không mệt. Tô hiểu đường mặc một bộ áo mỏng, búi tóc kéo cao, phía trên chỉ nghiêng cắm một cây xanh nhạt ngọc trâm, tóc dài tự nhiên rủ xuống. Đẹp đến mức không gì sánh được. Đã như vậy, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ. Nghe tô hiểu đường nói không mệt, dạ thiên ly cười cười, lập tức cất bước đi đến nàng một bên ngồi xuống, theo nàng cùng một chỗ phê duyệt. Hiện tại trình lên tấu chương đại đa số đều là cùng hắn đạo chúc mừng sổ gấp, dạ thiên ly đọc nhanh như gió nhìn. Bệ hạ, thần vương tỉnh chồng chất như núi sổ gấp, tại hai người cộng đồng cố gắng dưới, mắt thấy đã chỉ còn lại mấy quyển, lúc này có công công đến báo. Vị này nhỏ công công năm nay 13 tuổi, 7 tuổi nhập cung, một mực đang ngự hoa viên quét dọn, ngày hôm trước ban đêm tô hiểu đường ngẫu nhiên gặp đến hắn, gặp hắn làm việc còn tính là cơ linh, đem hắn đưa đến cần chính điện. Hiện tại dạ thiên ly bên người liền thiếu một cái bưng trà đổ nước chân chạy tiểu nhân nhi cùng đi xem nhìn. Nhỏ công công tên là A Quý, từ trong miệng hắn biết được Dạ Thiên Thần đã sau khi tỉnh lại, Dạ Thiên Ly vẫy lui hắn, sau đó không có lên tiếng âm thanh, thẳng đến đem tấu chương cho phê duyệt xong, mới quay đầu nhìn về phía Tô Hiểu Đường. Cũng tốt. Tô Hiểu Đường vốn không muốn gặp Dạ Thiên Thần, nhưng nàng biết cái này một mặt cuối cùng là trốn không thoát, đã như vậy, đến liền là thế là hai người một nhóm hướng phía Dạ Thiên Thần ở cung viện đi đến, đợi cho nơi này thời điểm, Dạ Thiên Thần đã ngồi dậy, dựa vào đan đệm chăn bên trên. Chúng ta đã lâu không gặp. Ba người hai hai tương đối, quan sát lẫn nhau, Dạ Thiên Thần trước liếc Dạ Thiên Ly liếc mắt, sau nhìn về phía Tô Hiểu Đường, ánh mắt rơi vào trên bụng của nàng về sau, lại quay đầu nhìn về phía Dạ Thiên Ly, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong miệng lại hiện ra cây đắng Cuối cùng là hắn thua. Chúc mừng ngươi a, à, chịu nhục, đạt được ước muốn. Dạ thiên thần chủ động mở miệng, nhưng đối diện dạ thiên ly nhưng không có nói tiếp. Thấy thế, hắn tròng mắt đè xuống mình không chịu nổi, lần nữa mở miệng. Ta muốn xưa nay không là cái này hoàng vị, cũng không ngồi lên vị trí này, ta mãi mãi cũng trừng phạt không sản khoái năm hại chết ta mẫu phi hung thủ. Lúc trước phụ hoàng truyền vị cho thái tử hắn khởi binh tranh đoạt hoàng vị danh bất chính ngôn bất thuận cho dù là mang tiếng xấu hắn cũng làm bởi vì hắn biết nếu là hắn không làm mãi mãi cũng trừng trị không được hung thủ mặc kệ hung thủ là tô nhiễm nguyệt vẫn là tiêu nhu trinh ta biết cho nên ta chưa từng tranh đoạt cái gì ta ngồi lên vị trí này là bị buộc chẳng qua hiện nay tốt vật về nguyên chủ Tại Tiêu Nhu Trinh cho hắn hạ độc một khắc này, Dạ Thiên Thần Tâm liền triệt để chết rồi, hắn vốn nghĩ giống như này chết rồi, ai biết lại bị Tô Hiểu Đường cấp cứu sống. Kỳ thật, hắn rất muốn cùng Tô Hiểu Đường nói, hắn hôm nay chết mới là kết cục tốt nhất cùng giải thoát. Cho nên, các ngươi dự định đối ta như thế nào? Hoặc là đem ta cứu sống phải chăng còn có cái khác cần dùng đến ta địa phương? Đem ngươi cứu sống là bởi vì ta thiếu ngươi một ít nhân tình chẳng qua một ngựa sự tình quy nhất mã sự tình tiêu nhu trinh cùng triệu yên nhiên đối ta làm sự tình ta tuyệt sẽ không tha thứ cái gì thiếu không nợ lúc trước nếu không phải mẫu nếu không phải tiêu thị chặn ngang một chân có lẽ ngươi đã sớm thành hoàng hậu nói đến là chúng ta trước có lỗi với ngươi chẳng qua triệu yên nhiên là chuyện gì xảy ra đây chợt nghe tôi hiểu đường mở miệng dạ thiên thần đem ánh mắt rơi vào trên người nàng cái này người là ngày khác đêm nhớ nghĩ người bây giờ gặp lại vẫn như cũ tâm động không thôi nhưng hắn ái mộ cũng là tại hắn trúng độc một khắc đi theo tan thành mây khói triệu yên nhiên nàng nghe dạ thiên thần hỏi tôi hiểu đường liền cùng hắn đơn giản nói một lần triệu yên nhiên vụn trộm phái tử sĩ giết nàng một chuyện nghe vậy dạ thiên thần nhíu mày lập tức cười than nhẹ một tiếng, người nha, đều ghen tị, bản tính như thế. Kỳ thật, ta cũng giống vậy. Chẳng qua làm chuyện ác, đương nhiên phải trả giá tương ứng đại giới, mặc kệ ngươi xử trí như thế nào triệu yên nhiên, ta đều không oán. Không yêu, cho nên không oán. Tựa như hắn thích tô hiểu đường đồng dạng. Khụ khụ, khụ khụ. Ta hơi mệt chút, các ngươi đi về trước đi, có việc, các ngươi tùy thời có thế phái người tới tìm ta. Nói chuyện, dạ thiên thần thân thể có chút không kiên trì nổi, cúi đầu ho mãnh liệt lên. Cũng may hắn khục mấy lần liền không khục, hướng phía dạ thiên ly cùng tô hiểu đường phất phất tay. Hùng nhi sự tình, lúc nào nói cho hắn. Từ dạ thiên thần nơi đó ra tới, tô hiểu đường cùng dạ thiên ly đều trầm mặt im ắng, đi trong chốc lát về sau, tô hiểu đường mới hỏi lên việc này nói đến dạ thiên thần cũng là đáng thương mẹ của mình dạng như vậy nương tử cũng tâm như xà hạt nếu để cho hắn biết con trai của mình không có hắn không chỉ một nhi tử có lẽ hắn cũng không có nhiều yêu hùng ngươi yên tâm ta sẽ tìm một cơ hội nói cho hắn việc này ngươi cũng không cần nhọc lòng cũng thế dạ thiên thần còn có bốn con trai đâu có điều làm sao rồi về tô hiểu đường một câu về sau dạ thiên ly liền phải hướng phía trước tiếp tục đi ống tay áo lại đột nhiên bị tô hiểu đường bắt lại sững sờ một chút ánh mắt của hắn rơi vào tô hiểu đường trên mặt gặp nàng sắc mặt khó coi hắn liền ôm nhu hỏi dạ thiên thần không chỉ một nhi tử nếu như ngày sau ngươi trong hậu cung cũng có những nữ nhân khác cho ngươi sinh mấy cái nhi tử ngươi có thể hay không nói cho ngươi như thế không yêu trong bụng ta cái này một cái Tô Hiểu Đường đối đầu dạ thiên ly ánh mắt, nghiêm túc hỏi. Mà bị Tô Hiểu Đường hỏi một chút, dạ thiên ly bỗng chốc bị hỏi mộng, nàng đây là ý gì? Chương 478, có thế không khiến người ta cao hứng sao? Muốn hay không đem lòng ta khoét ra tới cho ngươi xem một chút? Ách! Lòng ta rất nhỏ mọn, tiểu nhân chứa không nổi bất cứ người nào, chỉ có thể chứa nổi ngươi. Đường đường, Ta Dạ Thiên Ly đời này chỉ cần ngươi một cái." Dạ Thiên Ly hai tay khoác lên Tô Hiểu Đường trên vai, ngữ khí ôn nhu lưu luyến, ánh mắt lại kiên định như sắt, đối đầu hắn rõ ràng chiếu khắc lấy nàng thân ảnh con ngươi, Tô Hiểu Đường khóe miệng nhếch lên một vòng tươi đẹp nụ cười, sẵn giọng, "Ta nói như vậy, chẳng qua là đang thử thăm dò ngươi. Ngươi cảm thấy ta có thể khoan nhượng hạ bên cạnh ngươi có những nữ nhân khác à? Nếu như cái kia một ngày bên cạnh ngươi có những người khác, vậy đã nói rõ ngươi không yêu ta. Đã không yêu, ta sẽ tự mình rời đi. Làm một từng sinh hoạt tại hiện đại hóa cùng tận thế mới tân nhân loại, Tô Hiểu Đường không chịu nhận dạ thiên ly bên người xuất hiện những người khác, nàng là ưa thích dạ thiên ly, nhưng cũng không phải là dạ thiên ly phụ thuộc. Ngươi yên tâm, sẽ không? Nghe Tô Hiểu Đường, dạ thiên ly đầu tiên là sững sờ, sau trên mặt hiện lên một nụ cười, nụ cười càng ngày càng sáng lạn, Trong đầu cũng càng ngày càng phấn chấn. Tôi hiểu đường lời nói này trên thực tế là đang cảnh cáo hắn không cho phép đối với người khác động tâm, kỳ thực cũng nói trong lòng nàng cũng chỉ có hắn một người. Cái này có thể không khiến người ta cao hứng à? Dạ thiên ly nhẹ nhàng đem tô hiểu đường cho ôm vào lòng, vì nàng ngăn trở điều hiu rét lạnh bắt phong. Gặp qua dạ thiên thần, dạ thiên ly một mình về cần chính điện, tôi hiểu đường tiến đến nhìn thoáng qua dạ thiên ngữ ngày hôm trước bắt đầu tôi hiểu đường liền bắt đầu vì nàng thi châm mở phương thuốc phương thuốc tăng thêm liều lượng có thế mau chóng để nàng trở nên thanh tĩnh đương nhiên dạng này liều lượng chén thuốc uống hết đối người trăm hại không một lợi nhưng dạ thiên ngữ không phải người tốt lành gì tôi hiểu đường cũng không cần thiết mềm lòng ngắn ngủi hai ngày thời gian dạ thiên ngữ nửa mê nửa tỉnh không có trước đó như vậy điên cuồng ăn ngủ ngủ rồi ăn rất là tự tại mà mỗi lần nhìn thấy tôi hiểu đường nàng đều một mặt cười ngây ngô cho dạ thiên ngữ trị liệu xong tôi hiểu đường cũng về tầng chính điện mấy ngày nay chính vụ cũng rất nhiều nhưng nàng lúc trở về dạ thiên ly lại cầm một phần tấu chương đang ngẩn người làm sao rồi tây hạ đại quân áp cảnh đông hải có giặc qua đột kích Chợt nghe tô hiểu đường mở miệng hỏi thăm, dạ thiên ly thả tay xuống bên trong sổ gấp ngẩn đầu nhìn về phía tô hiểu đường, mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giặt qua đột kích, nhiều lắm là đến hai vạn người cũng không tệ, còn có tây hạ, viên đạn tiểu quốc, binh lực không đủ 10 vạn. Bây giờ tại cái này trong lúc mấu chốt, một đông một tây hai cổ thế lực đột nhiên nhảy ra cũng không biết là vì sao. Ngươi ngồi xuống, ta có việc muốn nói với ngươi. Tại dạ thiên ly lúc nói chuyện, người hắn đã hướng phía tô hiểu đường đi tới, tô hiểu đường dựng vào hắn tay, lôi kéo hắn tại trên giường ngồi xuống. Về sau cùng hắn nói về đến có quan hệ long mạch, thuật sĩ, phong vân các cùng Tây Hạ mấy phương liên lụy, bao quát nước Nhật. Năm đó cô cô còn không có vào cung thời điểm, từng kết bạn nước Nhật Vũ Điền Tướng Quân. Tại nàng sắp đặt từ trong lửa chạy trốn về sau, liền mang theo dạ thiên diễn cùng một chỗ đông vượt qua nước Nhật. Bây giờ nước Nhật đại vương chính là Vũ Điền. Kinh ta phái người kiểm chứng, cô cô hiện nay đã trưởng khống nước Nhật chính quyền, nước Nhật võ sĩ hết thảy nghe nàng điều lệnh. Người tô gia đều là một đường tử, tô triết tìm nơi nương tựa đột quyết, tô nhiễm nguyệt tìm nơi nương tựa nước Nhật, cũng đều nắm giữ quyền lực. Nhưng tô nhiễm nguyệt so tô triết lợi hại nhiều, trở thành nước Nhật nói một không hai người, liền xem như nàng yếu lĩnh quân tới nước nhật cũng không người nào dám ngăn cản liền xem như như thế nàng cũng không nên có can đảm này tiến đánh đại chu nàng là không có can đảm này cho nên cái này cùng tây hạ tình huống bên kia nối liền với nhau tây hạ có vị rất lợi hại quốc sư ngươi biết a à? biết cái này hắn tự nhiên biết vị quốc sư kia trước kia liền dương danh thiên hạ những năm gần đây trở thành Tây Hạ không thể thiếu nhân vật. Người kia là cái thuật sĩ, mà lại trừ tầng này thân phận, hắn còn có một cái khác tầng thân phận. Cái gì? Dạ Thiên Ly tiếp lời, mang theo một bụng nghi hoặc hỏi. Hắn là tiền triều trẻ mồ côi. Trừ hắn, còn có một mực đang tiêu thị phía sau Lữ Dương. Hai người bọn họ là song bào thai, từng nhân duyên tế hội đạt được thuật sĩ truyền thừa, vì phục quốc hai người bọn họ một cái đi tây hạ, một cái đến đại chu. khi biết tiêu nhu trên phía sau có cao nhân chỉ điểm thời điểm, tôi hiểu đường còn từng một trận coi là lữ dương cùng tây hạ vị quốc sư kia là cùng một người. nhưng ở tuyền châu, mà quyển thanh bọn người bị tập kích thời điểm, nàng liền phát giác ra tới, bọn hắn cũng không phải là cùng một người. về sau trải qua nàng cùng phong vân các cộng đồng truy tra. Tra được hai người khi còn bé đến lúc tuổi còn trẻ từng đợi qua địa phương, thăm dò được một chút tin tức. Ta đoán chừng nước Nhật người tới là tô hiểu phụ tin vào vị quốc sư kia, cùng ở xa nước Nhật cô cô ta bắt được liên lạc. Nhưng cho dù là như thế, bọn hắn đôi bên thực lực thêm tại một khối cũng không phải chúng ta đối thủ. Chỉ có ngần ấy người, mười vạn đại quân liền có thể ứng phó. Trừ phi, còn có một số những chuyện khác. Dạ thiên ly như vậy suy đoán, quả nhiên, tô hiểu đường rất nhanh cho ra trả lời chắc chắn, tiêu nhu trinh từng bước một buông rèm chấp chính, thậm chí sát hại dạ thiên thần, đoán chừng chính là lữ dương đặc bẫy. Nếu là chúng ta không có công phá kinh thành, ta đoán chừng rất nhanh lữ dương liền có thể thông qua tiêu nhu trinh khống chế lại đại chu. Hết lần này tới lần khác kế hoạch của bọn hắn bị phá hư, nhưng bọn hắn trụ tính nhiều năm, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ cho nên bọn hắn khẳng định còn sẽ có cái khác phương án từ ta trước mắt biết được tin tức nhìn kế hoạch này hẳn là cùng ma vật thoát không khỏi liên quan ma vật có thể đem toàn bộ thiên hạ lâm vào tuyệt cảnh một lần khẳng định còn có thể để cho thiên hạ lâm vào lần thứ hai nếu là như vậy nước nhật võ sĩ cùng tây hạ đại quân áp cảnh đoán chừng chính là đến phân tán chúng ta lực chú ý mà thôi theo ngươi nói như vậy ngày ấy Lữ Dương xuất hiện giết hùng, lấy đi trên người hắn ngọc bội, cũng là cùng việc này có quan hệ. Dạ Thiên Ly không hiểu thuật sĩ một loại đồ vật, nhưng hắn lại không ngốc, trải qua một phen phân tích liên tưởng, rất nhiều chuyện đều có thể kết hợp chung một chỗ đi. Bọn hắn muốn đem ma vật thả ra, chủ yếu là phá đi long mạch. Hùng Nhi trên thân chảy hoàng gia máu, đoán chừng ngọc bội kia là có khác tác dụng chẳng qua hết thảy còn phải chờ hổ tử cùng phong vân các tin tức. Dạ thiên ly không hiểu, tô hiểu đường cũng không hiểu. Sự tình đến cùng như thế nào, cần hiểu công việc người nhìn xem. Ừm. Làm công chiếm xong kinh thành, dạ thiên ly bản cảm thấy hắn có thế buông lỏng một hơi, không nghĩ tới lại còn có như vậy một kiện sự tình chờ lấy hắn. Nếu là ma vật thật được phóng thích, sợ là muốn sinh linh đồ tháng, để phòng vạn nhất, hắn vẫn là hạ lệnh để quân đội tỉnh táo lấy chút. Bệ hạ, mạc tướng quân cầu kiến. Mau mời. Dạ thiên ly cùng tô hiểu đường nói xong việc này về sau, A Quý liền đến thông truyền, nghe xong là người nhà họ mạc đến, dạ thiên ly liền tranh thủ thời gian triệu kiến. Thần. Ta còn không có đăng cơ, hết thảy lễ nghi tạm miễn, ba vị mời ngồi đi. Dạ thiên ly còn tưởng rằng chỉ một người, không nghĩ tới Mạc Thanh Thư, Mạc Vô Cương, Mạc Quang Diệu ba người đều đến. Chương 479, Mật Quyển, Phượng Bào Bọn hắn vừa tiến đến liền hướng phía hắn hành lễ, dạ thiên ly liền mau tới trước ngăn lại bọn hắn, mời lấy bọn hắn ngồi xuống. Ngồi đi. Mấy ngày nay, Mạc Thanh Thư bọn hắn đều một mực đang vội vàng bố phòng sự tình, khó được có rảnh tới, gặp bọn họ hơi có vẻ câu nệ, Tô Hiểu Đường cũng đi theo chào hỏi một tiếng. Đợi cho bọn hắn ngồi xuống, Tô Hiểu Đường cũng ở một bên ngồi xuống, tất cả ngồi xuống về sau, Dạ Thiên Ly ánh mắt liền quét về phía Tô Hiểu Đường. Hắn ý tứ là để Tô Hiểu Đường mở miệng hỏi tuân bọn hắn đột nhiên tới nguyên do, chẳng qua Tô Hiểu Đường không để ý tới hắn, Nhị Cửu Tam Cửu nếu là có chuyện gì, bí mật liền nói với nàng. Trực tiếp tìm tới Dạ Thiên Ly, khẳng định là có chuyện tìm hắn nhị thúc, tam thúc, các ngươi đến có chuyện gì không? Thấy tô hiểu đường không để ý tới hắn, dạ thiên ly chỉ có thể kiên trì bên trên, tại bọn hắn trước mặt, hắn cũng không dám tự cao tự đại, hạ thấp tư thái dò hỏi. Chẳng qua lúc đầu hắn là muốn theo lấy tô hiểu đường hô nhị cửu tam cửu, nhưng sợ bọn họ sẽ nhất thời không thích ứng, còn nữa, hắn cùng tô hiểu đường còn chưa thành hôn. Chờ thành hôn lại gọi cũng không muộn. Vương gia. Chúng ta lần này tới là nghĩ lật xem một chút Hoàng Thất Mật quyển, liên quan tới năm đó Mạc gia tại Tây Bắc bị tập kích, triều đình không có tiến đến chi viện một chuyện. Năm đó bọn hắn bị nhốt, đưa tin trở lại kinh thành, nếu là kinh thành phái lân cận quân đội đi qua cứu viện, nói không chừng bọn hắn còn có thể chạy ra một tuyến tìm đường sống. Mạc Thanh thư vốn còn nghĩ cùng Dạ Thiên Ly tinh tế nói, không nghĩ tới Mạc Vô Cương đánh gãy hắn nói thẳng minh ý đồ đến. Hoàng gia mật quyển một khi phong tồn, dựa theo phép tắc là không thể mở ra, liền xem như dạ thiên ly cũng phải thủ phép tắc. Nhưng phép tắc là chết, người là sống, dạ thiên ly nghe vậy, gần như không do dự, hắn liền gật đầu đáp ứng việc này. Kỳ thật hắn cũng rất muốn biết năm đó bên trong nguyên do. Đi theo ta. Mặt vô cương vừa dứt lời, dạ thiên ly liền đứng lên, cái này khiến Mạc Thanh Thư cùng mặt Vô Cương đều sửng sốt một chút. Chờ phản ứng lại, tôi Hiểu Đường chính chào hỏi bọn hắn, cho nên bọn họ đuổi theo dạ thiên ly bước chân, đi vào đông điện mật thất. Nơi này cất giấu hoàng gia không ít bí mật. Hồ sơ là dựa theo năm cất đặt, bọn hắn vừa tiến đến rất nhanh liền tìm được năm đó hồ sơ. Khiến người ngoài ý sự tình, việc này hồ sơ có hai phần, một phần chính thức, một phần là về sau bổ sung về sau bổ sung kia một phần cũng không chính thức nhưng là tiên đế tự tay viết năm đó mạc gia thư cầu cứu là tô triết chặn lại đợi đến mạc gia toàn quân bị diệt tiên đế mới biết được việc này rất là chấn kinh dưới hắn cảm thấy việc này có chút kỳ quặc liền bí mật lệnh cưỡng chế ra rõ việc này cuối cùng ra được tô triết trên đầu biết được chân tướng về sau hắn đổi trận lôi đình muốn xử tử tô triết về sau tại tô nhiễm nguyệt khuyên bảo cũng vì ổn định lúc ấy rung chuyển triều đình, hắn chỉ có thể cắn răng giấu giếm hạ việc này. Phần này hồ sơ ghi lại ngày là tiên đế bỏ mình 7 ngày trước, cách hắn ra ra chân tướng thời gian khoảng cách không đến nửa tháng. Lúc này, tiên đế cũng đã biết mình ngày giờ không nhiều, cho nên mới không cho truy cứu. Nhị cửu, tam cửu. Tô hiểu đường không nghĩ tới năm đó mặt gia thư cầu cứu đúng là tô triết chặn đường, càng không có nghĩ tới tô nhiễm nguyệt cũng biết tình hình thực tế, cũng tăng thêm bao che. Việc này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, ngươi không nên tự trách, chuyện này như vậy coi như thôi, chúng ta ngày sau ai cũng đừng nhắc lại nữa. Chẳng qua cha ngươi cùng ngươi cô cô phải chết. Mạc Thanh Thư, Mạc Vô Cương, Mạc Quan Diệu đang nhìn mật quyển về sau, chấn kinh đến thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, bị tô hiểu đường một gọi, ba người cùng nhau hướng nàng nhìn tới. Gặp nàng một mặt ấy nấy, mặt thanh thư liền tranh thủ thời gian an ủi đến nàng. Việc này cùng với nàng không hề có một chút quan hệ, tất cả đều là tô triết sai. Còn có, chuyện này đừng nói cho mẹ ngươi. Chuyện này, tôi hiểu đường cái này vãn bối biết đều một bụng ấy nấy, nếu như là để mặt uyển thanh biết. Sợ là nàng nửa đời sau sẽ một mực sống ở ấy nấy bên trong nghe thấy được không đó? Mạc Thanh Thư nói xong, thấy tô hiểu đường một điểm phản ứng đều không có, hắn khó được lần thứ nhất tại tô hiểu đường trước mặt tăng thêm giọng nói chuyện. Từng mấy chục vạn người, bởi vì tô triết mệnh tan hoàn tuyền, trong đó còn có nàng yêu nhất ông ngoại, tô triết trừng phạt đúng tội. Tô Nhiễm Nguyệt vì bao che tô triết cũng khó thoát này tội trạng, nhưng Tô Nhiễm Nguyệt đối nàng cho tới nay đều rất tốt. Có thể đối nàng cho dù tốt, tại vô số nhân mạng trước mặt, Tô Hiểu Đường có thể làm chính là không nhúng tay vào bọn hắn song phương ân oán. Vương gia, thần chờ lệnh tiến về Đông Hải tác chiến. Thần cũng chờ lệnh. Ngay tại Tô Hiểu Đường gật đầu đáp ứng về sau, Mạc Thanh Thư cùng Mạc Vô Cương cùng nhau hướng phía Dạ Thiên Ly ôm quyền thi lễ. Bọn hắn muốn đi Đông Hải, gặp một lần Tô Nhiễm Nguyệt. Các ngươi đi thôi, bảo trọng thân thể. Đứng tại Dạ Thiên Ly trên lập trường, có Tô Hiểu Đường tại, trận này ân oán, hắn không nhúng tay vào là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nước Nhật ý đồ công chiếm bọn hắn bờ biển, khẳng định là muốn phái quân đi đánh lui, cho nên tại Mạc Thanh Thư cùng Mạc Vô Cương chờ lệnh thời điểm, hắn do dự cũng không do dự, trực tiếp điểm đầu ứng. Hai nhà bọn họ ân oán liền để bọn hắn mình đi giải quyết đi. Ngươi thật tốt dưỡng thai, chờ lấy khánh điển thời gian. Thế cục bây giờ mặc dù không rõ, nhưng quốc không thể một ngày không có vua, theo lý thuyết giả dạ thiên ly một công chiếm hạ kinh thành liền nên chiêu cáo thiên hạ đăng cơ làm đế, lại một mực đang trì hoãn. Bây giờ là không thể lại đẩy. Đuổi tại năm trước, chuyện này nhất định phải hoàn thành. Từng Tô nhiễm nguyệt đối nàng cho dù tốt, tình cảm tất nhiên là so ra kém ông ngoại cùng mặt gia thân nhân, huống chi. Tô Nhiễm Nguyệt liền mấy chục vạn đại quân quan tình không để ý, muốn giấu giếm hết thảy, để bọn hắn gánh vác lấy vô năng bêu danh. Cho nên Dạ Thiên Ly nói đúng, bọn hắn ân oán liền để bọn hắn mình đi giải quyết đi, nàng hiện tại chỉ cần thật tốt dưỡng thai. Cô nương, cái này phượng bào thật là tốt nhìn. Dạ Thiên Ly nói muốn đăng cơ, thời gian đã lập thành, 19 tháng 12. Chẳng qua sơ cửu, Mấy chục cái tú nương chế tạo gấp gáp ra tới Phượng Bào đã cho Tô Hiểu đường đưa tới, để nàng mặc thử. Phượng Bào là màu vàng. Phía trên hoa văn kiểu dáng gần như tất cả đều là dùng kim tuyến, nặng đến mười mấy cân. Không thể không nói, sim y màu vàng ống lộ ra người sang khí, y phục vừa mới thân trên, một bên lục ngạc liền lên tiếng kinh hô. Đẹp. Quá đẹp. Không chỉ có đẹp, còn phá lệ có khí tràng. Tôi hiểu đường hướng nơi đó một trạm, tựa như trên trời thần tôn nương nương hạ phàm là không sai. Nghe đám người tiếng kinh hô, tôi hiểu đường chiếu chiếu tấm gương, mặc dù cảm thấy cái này y phục có chút xa hoa, nhưng hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp. Tôi hiểu đường soi vào gương, tú nương nhóm tại cho nàng kiểm tra, tính toán kích thước, đến lúc đó các nàng còn cần lấy về một lần nữa sửa lại, tận lực để tôi hiểu đường xuyên được thoải mái hơn chút thật nặng. Tính toán xong kích thước, lục ngạc lại lấy ra mũ phượng, mũ phượng vừa bắt đầu, lục ngạc liền cảm nhận được trọng lượng. Cái này cần có nặng mười mấy cân. Chẳng qua còn tốt, cô hiểu đường có công phu mang theo, mà lại đăng cơ đại điển sau mới là phong hậu đại điển, nàng có mặt thời gian cũng không tính nhiều. Thử xong phượng bào mũ phượng, dạ thiên ly tìm đi qua, hắn cũng vừa thử xong long bào. Chương 480, Dạ Thiên Ngữ Thanh Tĩnh Mệt không? Dạ Thiên Ly đi vào hậu điện, tôi hiểu đường ngay tại xử lý sự vụ, đều là trong hậu cung một chút việc vặt, nhìn nàng mặt ủ mày trao, hắn dạo bước đi qua, nắm tay che ở tô hiểu đường đầu vai, ôm nhu hỏi thăm. Nghe vậy, tô hiểu đường thả tay xuống bên trong sự vụ, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, không mệt. Không quá gần mấy ngày ngược lại là có chút nhàm chán, thừa dịp sắc trời còn sớm, chúng ta xuất cung đi một chút đi. Cũng tốt. Dạ thiên ly không nghĩ tới tô hiểu đường lại lại đột nhiên đề cập muốn đi ra ngoài đi một chút ý nghĩ, sửng sốt một chút, hắn mới gật đầu. Làm tương lai quân chủ, hắn là phải thường xuyên ra ngoài thể nghiệm dân tình, mà bọn hắn đã đến kinh thành nhiều ngày, còn chưa đi xem một chút tình huống bên ngoài. Quyết định muốn đi ra ngoài đi một chút, dạ thiên ly gọi đến kiệu liễn, hai người cưỡi kiệu đuổi đi vào cửa cung, đổi thừa xe ngựa bình thường. Xe ngựa chạy chậm rãi trong thành trên đường cái, tô hiểu đường bốc lên màn cửa, thỉnh thoảng quan sát lấy tình huống bên ngoài. Trên đường người lác đác không có mấy, tiểu thương tiếng rao hàng cũng mềm nhũng bất lực. Trong ấn tượng, trong kinh thành chưa hề như vậy quạng cua ẻ qua. Vốn cho rằng là dạ thiên ly còn chưa đăng cơ, cho nên dân chúng tạm thời còn không dám đi ra ngoài, nhưng chờ hai người xuống xe đi dạo xung quanh một phen mới phát hiện hẳn là cùng quan hệ này không lớn. Cái gì bột mì muốn 40 văn, cũng quá hố. Hai người đi dạo một vòng, hỏi thăm không ít đồ vật giá cả, không nghĩ tới mỗi dạng đồ vật giá cả đều cao đến không hợp thói thường. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là loại tình huống này tại dạ thiên ly công chiếm kinh thành trước liền xuất hiện, cho tới bây giờ cũng không ai thượng thư nói quả nhiên là một đám tầm thường. Đi thôi, chúng ta trở về. Đi dạo trong chốc lát, tôi hiểu đường liền triệt để mất đi hào hứng, vốn định ra tới giải sầu một chút, kết quả là một bụng khí. Không có tâm tư tiếp tục đi dạo, nàng liền lôi kéo dạ thiên ly cùng một chỗ trở về hồi cung. Vừa trở về, nàng liền để lục ngạc thông báo tường ký, bắt đầu toàn phương vị hướng kinh thành điều hàng, tranh thủ sớm ngày đem giá hàng đánh trở về, để lão bách tính vượt qua cuộc sống trước kia. Ngày kế tiếp, tôi hiểu đường giống như thường ngày tỉnh lại, bên người đã không có dạ thiên ly, mà khi nàng đứng dậy muốn rửa mặt lúc, phát hiện bên ngoài hạ lên tuyết nhỏ. Bông tuyết tí tách tí tách, không giống bắt đường như vậy bồng bềnh nhiều. Trong điện địa long thiêu đến chính nóng, tôi hiểu đường mặc áo mỏng cũng không cảm giác được nửa phần lãnh ý. Cô nương, bắt đường người đã hướng kinh thành đuổi, Chẳng qua lão phu nhân cùng lão tộc trưởng bởi vì niên kỷ quá lớn, chịu không được đi đường mệt mỏi, không cùng tới. Trước đó vài ngày bọn hắn tiến vào kinh thành thứ nhất thời khắc, Tô Hiểu Đường liền đưa tin cho bắt đường người cùng tại đại lý Mạc Uyển Thanh, để bọn hắn chạy tới kinh thành tham gia đăng cơ đại điển. Thời gian cấp bách, bọn hắn lớn tuổi, không đến rất bình thường. Từ thu được tin chạy về đằng này, trên đường chỉ có thể tăng tốc tiến lên tốc độ liền Tô Thành Xuân cùng Triệu Hoàng bội thân thể cốt cách căn bản không chịu đựng nổi. Tô Hiểu Đường cũng là lý giải. Để người trên đường âm thầm hộ tống, đừng tại đây cái trong lúc mấu chốt xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Mạc Viễn Thanh cùng Tô Hiểu Nhu bên kia, Tô Hiểu Đường là một chút đều không lo lắng, bởi vì các nàng bên người có đoạn hút hộ tống. Vâng. Tường ký cắm xuống tay, ngày kế tiếp lúc buổi tối, các cửa hàng lớn thương phẩm liền bắt đầu lục tục ngo ngoe hạ giá. Lại một ngày, kinh thành khôi phục trước đó vào thành ra khỏi thành thời gian, nhưng muốn vào thành phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra thực hư. Đồng thời tránh tại dạ thiên ly đăng cơ trước náo ra chuyện gì, trong kinh thành một mực thực hành cấm đi lại ban đêm, tình huống đặc biệt ngoại trừ. Tóm lại, trừ Tây Hạ Đại quân áp cảnh cùng nước Nhật Binh Lâm Đông Hải bờ biển bên ngoài, toàn bộ thiên hạ còn tính là an ổn chẳng qua muốn triệt để quản lý tốt, còn cần từng bước một đến, dạ thiên ly cùng tô hiểu đường đều là người có năng lực, chỉ cần thiên hạ thái bình, bọn hắn có năng lực tại trong vòng 3 năm năm để lão bách tính môn đều được sống cuộc sống tốt. Đều đi ra. Bản công chúa không muốn ăn thuốc. Dạ thiên thần bệnh tình đã ổn định, hiện tại mỗi ngày tại cung viện bên trong khôi phục thể lực, mà dạ thiên ngữ điên chứng cũng dần dần hướng tốt nàng không còn giống như trước ngu dại ngược lại càng ngày càng thanh tĩnh không phải sao thanh tĩnh đến quát lớn cung nhân một cái lật tung vừa nấu xong chén thuốc xem ra ngươi là tốt tôi hiểu đường cùng ngày xưa đồng dạng tại lục ngạc cùng đi đến cho dạ thiên ngữ nhìn xem bệnh kết quả vừa tiến đến kia bác sứ liền lăn rơi vào bên chân của nàng nhìn về phía ngồi tại trên giường êm người tôi hiểu đường nhàn nhạt mở miệng ngươi tới rồi đang ăn thuốc ngày thứ ba dạ thiên ngữ liền dần dần bắt đầu thanh tĩnh biết vì nàng trị liệu là tô hiểu đường nhưng nàng vẫn không có để ý tới ngày hôm nay nàng là giả bộ không được nữa chẳng qua lần nữa nhìn thấy tô hiểu đường dạ thiên ngữ không có trong ngày thường ngạo khí dù sao người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu nàng ăn nhiều như vậy khổ đã sớm bị mài đi góc cạnh đến cho ngươi chẩn bệnh một chút Ngươi nếu là khỏi hẳn, vậy liền nói một chút năm đó tiêu thị để ngươi hướng trong cháo hạ độc một chuyện đi. Tôi hiểu đường, ngươi là làm ta khờ, vẫn là xuẩn A, à, dạng này sự tình, ta làm sao lại giúp ngươi. Dạ thiên ly đánh vào kinh thành, tiêu nhu trinh sinh tử chẳng qua là hắn chuyện một câu nói, hắn sở dĩ không động thủ, vì chính là tìm kiếm một cái thích hợp lý do từ đó không có lưu lại bêu danh. Đối với tiêu nhu trinh, nàng tự nhiên là hận, nhưng lại hận, cũng không có khả năng giúp đỡ bọn hắn nói chuyện. Đứng tại lập trường của ngươi, ngươi không nói, tự nhiên là tình có thể hiểu, nhưng hình phạt cũng không phải bài trí, ngươi không nói, ta có thể để người đánh cho ngươi nói. Đương nhiên, vu quan giá họa có chút tàn nhẫn, cho nên, chỉ cần ngươi nói, ta có thể xử lý cốc gia tam lan cùng lạc cẩm. Dạ thiên ngữ còn không biết lạc cẩm đã chết rồi, nàng rơi vào mức hiện nay, hẳn là hận chết lạc cẩm mới là quả nhiên tôi hiểu đường kiểu nói này dạ thiên ngữ ánh mắt lập tức liền phát sinh biến hóa tôi hiểu đường xem như ngươi lợi hại dạ thiên ngữ nhìn qua tôi hiểu đường gương mặt kia hận không thể đi lên một cái xé nát nhưng trắng răng vẫn là thỏa hiệp ta đáp ứng giúp ngươi chẳng qua đang giúp ngươi trước đó ta muốn trước nhìn thấy cốc gia tam lan đầu người cái này không thể được ta có thể đem người áp tới, ở ngay trước mặt ngươi trước chặt đứt hắn một cái cánh tay. Cốc gia tam lan sự tình, tô hiểu đường đã thông tri cốc gia, bởi vì cốc gia tam lan những năm này cố tình làm bậy, hư hao cốc gia thanh danh, cốc gia nội bộ họp cũng định muốn từ bỏ hắn. Tô hiểu đường đem lời nói đến phân thượng này, dạ thiên ngữ tự nhiên không lời nào để nói, so với hận lạc cẩm, nàng càng hận hơn cốc gia tam lan. Đương nhiên, còn có tiêu nhu trinh. Đem thuốc uống đi, ta hy vọng làm ngày trên đại sảnh, ngươi có thế một mực bảo trì thanh tĩnh. Đã dạ thiên ngữ nguyện ý làm chứng, như vậy liền cần tông nhân phủ đến thẩm tra xử lý cái này vụ án. Liên quan tới năm đó thuộc phi sự tình, dạ thiên ly đã thu thập không ít chứng cứ, bây giờ có dạ thiên ngữ ra mặt làm chứng, như vậy án này liền có thể hết thảy đều kết thúc. Dạ thiên ly từ tô hiểu đường trong miệng biết được việc này lúc, diện mục biểu lộ, ngưng mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Mà tô hiểu đường cũng không có quấy rầy hắn, ngồi ở một bên, hướng lư hương bên trong thêm một điểm long tiên hương.